Hồi 41, Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa, lại nói Trương Phi thấy nước ở thượng Lưu đổ về, vội vàng đem quân lên chặn đường Tào Nhân, thì gặp ngay hứa chử đến. Hai tướng giao phong, hứa chử không dám ham đánh, cướp đường chạy thoát. Trương Phi quay lại đuổi, gặp ngay Huyền Đức cùng khổng minh men bờ sông đi ngược lên. Lưu Phong, Mi Phương đi sắp thuyền sẵn, mọi người xuống cả đò sang sông, kéo về phàn thành khổng minh sai đem thuyền bè đốt sạch tào nhân thu nhặt tàn quân đóng ở tân giã sai tào hồng về ra mắt tào tháo trình việc thua trận tháo nổi giận nói ra cát thôn phu to gan thực lập tức khởi ba quân đông như kiến cỏ kéo đến tân giã đóng trại rồi sai quân sĩ một mặt kiểm soát trên núi một mặt lấp sông bạch hà đoạn chia đại quân làm tám đường nhất tề đến lấy phản thành lưu hoa can rằng thừa tướng mới đến tương dương trước hết hãy mua lấy lòng dân đã. Này huyền đức rời hết cả dân tân giã và phàn thành, nếu ta đến ngay thì dân hai huyện ra cám cả. Chi bằng, sai người chiêu hàng lưu bị dù bị không hàng, mình cũng được cái tiếng là thương dân. Nếu bị hàng, thì có phải đất Kinh Châu không đánh cũng được không? Tháo nghe lời ấy, liền hỏi, ai đi xứ được? Lưu Hoa nói, từ thứ rất thân với Lưu Bị, nay hắn cũng có mặt ở đây, sao không sai hắn đi một chuyến? tháo nói e hắn đi không trở về hoa nói nếu hắn đi không trở về thiên hạ sẽ chê cười hắn thừa tướng không phải lo điều ấy tháo lập tức gọi từ thứ đến bảo rằng ta muốn san phẳng phàn thành nhưng nghĩ lại thương dân ông hãy đến dụ lưu bị nếu y lại hàng sẽ được tha tội và phong tước ví bằng y ngoan cố thì quân dân đều chết đá ngọc nát tan tôi biết ông là người trung nghĩa nên mới nhờ ông việc này xin chớ phụ nhau từ thứ lĩnh mệnh đến phàn thành huyền đức khổng minh ra đón hai bên cùng kể lể tình xưa nghĩa cũ thứ nói tào tháo sai tôi đến đây dụ sứ quân chẳng qua giả danh mua chuộc lòng người đó thôi nay tháo chia quân làm tám đạo lấp sông bạch hà mà tiến tôi e phàn thành không giữ được nên liệu mà đi chỗ khác lưu bị muốn lưu từ thứ ở lại thứ tạ nói rằng nếu tôi không trở về tất thiên hạ chê cười nay mẹ già đã mất thôi đành ôm hận suốt đời và thân tôi tuy ở bên đó xong thề chết không bày một kế gì sứ quân đã có ngọa long giúp đỡ lo gì nghiệp lớn chẳng thành thứ xin từ biệt huyền đức không dám ép nài từ thứ về ra mắt tào tháo nói lưu bị không chịu hàng tháo giận lắm ngay hôm ấy hạ lệnh tiến quân huyền đức hỏi kế khổng minh khổng minh nói phải cấp tốc bỏ phàn thành lấy tương dương tạm trú huyền đức lại hỏi thế còn trăm họ đi theo đã lâu sao nỡ bỏ khổng minh lại bảo nên sai người thông báo cho nhân dân biết là ai muốn đi theo thì đi ai không muốn đi thì ở lại trước hết sai quan vũ ra bờ sông sắp sẵn thuyền bè tôn càn giản ung thì đi loan báo khắp thành rằng nay quân tàu sắp đến thành trì chơ trọi này không thể cầm cự lâu được trăm họ ai muốn đi theo thì cùng sang sông dân hai huyện đồng thanh reo lên rằng dù chết chúng tôi cũng vui lòng theo sứ quân, liền đó, chăm họ khóc lóc ra đi, già trẻ rất díu, trai gái bế bồng, lũ lượt sang đò. Hai bờ sông, tiếng khóc như di, huyền đức ở trên thuyền trông thấy, rất cảm động nói, chỉ vì một mình ta, mà để chăm họ mắc nạn lớn, ta sống làm chi. Nói rồi, định đâm đầu xuống sông, tả hữu vội vàng ngăn lại, nghe thấy thế ai cũng đau lòng xót ruột. Khi thuyền đi đến bờ phía nam, ngoảnh lại thấy những người ở lại, đều hướng cả về Nam mà khóc. Huyền Đức lại sai vân trường dục thuyền sang chờ nốt rồi mới lên ngựa. Đi đến cửa đông thành Tương Dương, chỉ thấy trên mặt thành tinh kỳ phấp phới, trên bờ hào gài trông trà kín mít. Huyền Đức dừng ngựa gọi to rằng, hiền điệt lưu tôn, ta chỉ vì chăm họ mà đến đây, không có bụng gì đâu, mở cửa ra mong. Tôn nghe Huyền Đức đến, sợ không dám ra. Sái mạo và trương doãn lên thẳng tròi canh, thét quân sĩ bắn như mưa. Trăm họ ở ngoài thành đều trông lên tròi canh mà khóc. Bỗng trong thành, có một tướng dẫn vài trăm quân lên thẳng lầu thành quát to, sái mạo, trương doãn, những thằng giặc BNN sao xê kia. Liều sứ quân vốn người nhân đức, nay vì cứu dân đến đây, sao dám chống cử. Mọi người nhìn xem ai thì là ngụy Diên, tự là văn chàng mình cao tám thước, mặt đỏ như gấc, quê ở Nghĩa Dương diên múa đao công đến chém chết tướng sĩ canh cửa mở toang cửa thành bỏ cầu treo xuống gọi to lên xin lưu hoàng thúc mau mang quân vào thành cùng giết những thằng giặc bnn sao c trương phi tế ngựa định vào huyền đức vội ngăn lại nói không được làm trăm họ sợ hãi ngụy diên cứ mải gọi quân mã vào thành bỗng có một tướng tế ngựa ra quát lên rằng ngụy diên mày là một thằng vô danh tiểu tốt sao dám làm loạn có biết ta là đại tướng văn xính đây không Ngụy Diên giận lắm, vác thương tế ngựa đến đánh. Quân sĩ hai bên đánh lộn nhau dưới thành, tiếng reo ầm ĩ. Huyền Đức nói, ai ngờ muốn cứu dân lại hóa ra hại dân, ta không muốn vào tương dương nữa. Khổng Minh nói, Giang Lăng là một nơi hiểm yếu ở Kinh Châu, chi bằng ta hãy ra lấy trước làm nơi căn cứ đã. Huyền Đức nói, chính hợp ý ta, lập tức đem trăm họ rời Tương Dương, chạy đến Giang Lăng. Nhiều dân ở Tương Dương, nhân lúc rối ren, trốn ra theo Huyền Đức. Ngụy Diên đánh nhau với Văn Xính từ giờ tị đến giờ mùi, quân sĩ chết sạch, Diên tế ngựa chạy trốn, tìm mãi không thấy Huyền Đức, phải sang tràng xa theo thái thú Hàn Huyền. Lại nói Huyền Đức cùng đi với hơn 10 vạn quân dân, vài nghìn cỗ xe lớn nhỏ và rất nhiều gồng gánh, đổ đạc. Đi qua mộ lưu biểu, Huyền Đức đem các tướng đến lại trước mộ, khóc mà than rằng đưa em nhục nhã là bị, không tài đức gì, phụ lòng anh ký thác, tội ở một mình em không can gì đến trăm họ, xin linh hồn anh cứu lấy trăm họ kinh tương. Huyền Đức khấn thảm thiết lắm, quân dân đều ứa nước mắt. Chợt lại có tin báo rằng đại quân Tào Tháo đã đóng ở Phàn Thành, đương sai người chuẩn bị thuyền bè, sắp sửa sang đò đuổi theo. Các tướng nói, giang lâm hiểm yếu, đủ cự được với giặc, này đem mấy vạn dân, ngày đi được hơn 10 dặm, thì bao giờ mới đến nơi? Nếu quân Tào kéo đến thì làm thế nào? chi bằng hãy tạm bỏ dân lại mà đi trước. Huyền Đức khóc rằng, ta mưu việc lớn, chẳng qua cũng lấy dân làm gốc. Nay người ta theo mình sao nỡ bỏ, chăm họ nghe nói, ai cũng cảm động, đời sau có thơ than rằng, gặp loạn tỏ lòng thương bách tính, lên thuyền gạt lệ cảm ba quân, đến nay thăm hỏi tương giang khẩu, phụ lão còn truyền nhớ sứ quân, lại nói Huyền Đức dẫn chăm họ từ từ tiến đi. Khổng Minh nói, quân Tào sắp đuổi đến nơi nên sai vân TSNG Giang Hạ cầu cứu công tử Lưu Kỳ, bảo kỳ cấp tốc đi thuyền về hội ở Giang Lăng. Huyền Đức theo lời, liền viết thư sai vân trường cùng với tôn cản đem 500 quân đến Giang Hạ cầu cứu. Trương Phi đi chặn hậu, Triệu Vân bảo vệ gia thuộc, còn các tướng đi trông non chăm họ. Mỗi ngày chỉ đi được hơn 10 dăm lại nghỉ, Tào Tháo ở Phản Thành, sai người sang sông đến Tương Dương Triệu Lưu Tôn đến. Tôn sợ hãi không dám đi sái mạo, trường doãn xin đi, vương uy mật nói với tôn rằng tướng quân đã theo hàng, huyền đức lại chạy, tào tháo tất lơ là không phòng bị gì, xin tướng quân phục kỵ binh ở nơi hiểm mà đánh, chắc bắt được tháo. Bắt được tháo rồi thì uy danh sẽ lừng lẫy thiên hạ, trung nguyên dẫu rộng, nhưng chỉ phát một tờ hịch là định xong. Cơ hội này không mấy khi gặp, xin tướng quân chớ để nhỡ. Tôn đem lời ấy, nói với sái mạo mạo mắng vương uy rằng, người không biết mệnh trời, sao dám nói càn, uy giận lắm, mắng lại, thằng giặc BNN sao xê kia, ta chỉ giận không nuốt sống được mày thôi, mạo muốn đem giết, khoái Việt ngăn lại, mạo cùng trương doãn đến phản thành vào bái kiến tào tháo, thái độ hết sức su nịnh. Tháo hỏi, quân mã, tiền lương kinh châu, ước được bao nhiêu? Mạo thưa, kỵ binh được 3 vạn, quân độ 15 vạn, quân thủy 8 vạn, cả thầy 26 vạn lương thảo quá nửa ở Giang Lăng, còn các nơi cũng đủ dùng một năm. Tháo lại hỏi, chiến thuyền có bao nhiêu, do ai quản lĩnh? Mạo thưa, chiến thuyền lớn nhỏ cả thầy 7 nghìn chiếc, do hai chúng tôi quản lĩnh. Tháo liền phong cho sái mạo làm chấn nam hầu thủy quân đại đô đốc, trương doãn làm trợ thuận hầu thủy quân phó đô đốc. Hai người mừng lắm, lại tạ, tháo lại hỏi, lưu cảnh thăng mất rồi, mà còn lại biết hàng thuận, ta sẽ tâu với thiên tử cho làm chủ kinh châu mãi mãi hai người lại tạ lui ra. Tuân Úc nói, sái mạo, Trương Doãn là đồ xiểm nịnh, sao chúa công phong cho tước cao như thế, lại cho làm đô đốc thủy quân. Tháo cười, nói, ta sao lại chẳng biết người, chỉ vì quân đất Bắc không quen đánh thủy, nên phải tạm dùng bọn chúng. Khi nào việc xong, ta sẽ định liệu, sái mạo, Trương Doãn về gặp Lưu Tôn nói, tào thừa tướng hứa phong cho chúa công làm chủ kinh châu mãi. Tôn mừng lắm, hôm sau cùng với mẹ là sái phu nhân đem ấn tín sang sông đón rước tào tháo tháo phủ dụ xong lập tức đem quân tướng sang đóng ngoài thành tương dương sái mạo trương doãn sai trăm họ trong thành đốt hương đón rước tháo lấy lời ngọt ngào ủy lão rồi vào thành đến phủ ngồi với khoái việt tháo lại phủ dụ rằng ta không mừng được kinh châu chỉ mừng được đi bộ đó thôi nói xong phong cho việt chức thái thú giang lăng tước phản thành hồng bọn phó tôn Vương Sán đều được làm quan nội hầu, và cử Lưu Tôn làm thứ sử Thanh Châu, bắt phải đi ngay lập tức. Tôn nghe lệnh thất kinh, từ chối nói rằng Tôn này không muốn làm quan, xin cho ở nhà giữ quê hương cha mẹ. Tháo nói, Thanh Châu gần Kinh Đô, cho ngươi vào triều đình làm quan, kẻo ở Kinh Tương có kẻ mưu hại. Tôn hai ba lần từ chối, Tháo không cho, bất đắc dĩ phải cùng sái phu nhân đi Thanh Châu, chỉ có tướng cũ là Vương Huy đi theo còn bao nhiêu quan viên đều tiễn đến cửa sông rồi quay về tháo gọi vô cấm đến dặn rằng người dẫn khinh kỵ đuổi theo giết cả hai mẹ con đi để khỏi lo hậu loạn vô cấm được lệnh mang quân đuổi theo thét lớn ta phụng mệnh thừa tướng theo giết mẹ con mày mau sớm nộp thủ cất đi sái phu nhân ôm lưu tôn khóc ầm ĩ vô cấm thét quân sĩ hạ thủ vương uy tức giận cố sức chống cự cũng bị giết nốt vô cấm về báo tháo trọng thưởng cho lại sai đem quân vào Long Trung tìm bắt cho được gia quyến Khổng Minh, nhưng chẳng biết đã rời đi đâu rồi. Số là Khổng Minh biết trước đã sai người mang gia quyến đến lánh ẩn ở Tam Giang. Tháo tức lắm, tương dương đại yên, Tuân Du nói, Giang Lăng là đất hiểm ở Kinh Tương, tiền lương rất nhiều, nếu Lưu bị chiếm cứ chỗ ấy, thì khó lòng lấy nổi. Tháo nói, ta có quên đâu, liền sai chọn một người trong số các tướng ở Tương Dương để dẫn đường. Thấy vắng mặt văn xính. Tháo sai người đi tìm, bấy giờ xính mới chịu lại hầu. Tháo hỏi, sao người chậm trễ thế? Xính đã làm bầy tôi mà không giúp được chủ giữ lấy giang sơn, xấu hổ lắm, không mặt nào đến sớm được. Nói xong, rụt rùi khóc, tháo khen, thật là trung thần, và cho ngay làm thái thú giang hạ tước quan nội hầu, sai đem quân đi mở đường. Thám mã chạy về báo rằng, liều bị dẫn bách tính đi chậm lắm, mỗi ngày chỉ đi được hơn 10 dặm, tính đến nay mới đi được hơn 300 dặm. Tháo sai kén lấy 5.000 thiết kỵ cấp tốc đuổi theo, hẹn cho một ngày một đêm phải đuổi kịp lưu bị. Đại quân lục tục kéo sau, bấy giờ, huyền Đức dẫn hơn 10 vạn dân và hơn 3.000 quân mã, từ từ kéo sang Giang Lăng. Triệu Vân thì bảo vệ gia quyến huyền Đức, Trương Phi đi chặn hầu. Khổng Minh nói, Vân T.S.N.G. Giang Hạ không thấy tin tức gì cả, không biết ra sao. Huyền Đức nói, xin phiền quân sư đi cho một chuyến, lưu kỳ nhờ ơn quân sư dạy cho khi trước công việc tất có kết quả. Khổng Minh vâng lời, liền cùng Lưu Phong đem ngay 500 quân sang Giang Hạ cầu cứu. Hôm ấy, Huyền Đức cùng đi với Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương, bỗng một cơn gió lốc kéo đến trước mặt, đất cát bay mù mịt lấp cả mặt trời. Huyền Đức thất kinh hỏi rằng thế là điềm gì đó, Giản Ung giỏi tính âm dương, bấm một quẻ, rồi hoảng sợ nói rằng điểm này hung dữ lắm, chỉ nội đêm nay sẽ xảy ra chúa công đành phải bỏ bách tính mà chạy mới thoát. Huyền Đức nói, chăm họ theo ta từ tân giã đến đây, bỏ rơi sao đành. Ông nói, chúa công cứ lưu luyến mãi thì tai vả tới nơi mất. Huyền Đức hỏi rằng, trước mặt kia là đâu? Tả Hữu đáp, trước mặt là huyện Đương Dương, có một trái núi, gọi là Cảnh Sơn. Huyền Đức truyền quân tạm đến đóng ở đó, bấy giờ, trời cuối thu sang đông, gió lạnh thấu xương, mặt trời sụp lặn, tiếng khóc dậy đất. Độ canh tư thấy góc tây bắc có tiếng reo hò ầm ĩ vang lại. Huyền Đức giật mình, dẫn hơn hai nghìn tinh binh ra nghênh địch. Quân Tào ùa đến, không sao địch nổi, Huyền Đức liều chết cầm cự. Đường khi nguy cấp, may được Trương Phi dẫn quân đến, đánh mở một đường máu, cứu được Huyền Đức rồi nhằm phía đông chạy miết. Văn xính ra chặn đường, Huyền Đức ra mắng rằng thằng phản chủ kia, mày còn mặt mũi nào trông thấy người ta nữa, Văn xính hổ thẹn quá chừng dẫn quân chuồn thẳng về phía đông bắc. Trương Phi bảo vệ Huyền Đức, vừa đánh vừa chạy, mãi đến sáng thấy tiếng hò reo đã xa. Huyền Đức mới nghỉ ngựa, nhìn lại thủ hạ thì chỉ còn vẻn vẹn hơn trăm kỵ binh đi theo. Trăm họ, Gia Quyến và bọn Mi Trúc, Mi Phương, Giản Ung, Triệu Vân tất cả hơn nghìn người không biết lạc lõng đâu cả. Huyền Đức khóc ầm lên, nói hơn 10 vạn nhân dân, chỉ vì mến ta, nên gặp nạn lớn này các tướng cùng gia quyến không biết sống chết ra sao dẫu gỗ đá cũng phải đau xót đường lúc buồn rầu bỗng thầy mi phương mặt vẫn còn cắm mấy cái tên lò dò đi đến nói tử long đi theo tào tháo rồi huyền đức mắng rằng tử long là bạn cũ của ta lẽ đâu phản bội trương phi nói nay hắn thấy chúng ta thế cùng sức hết huyền đức nói không nên hồ đồ như thế em há không nhớ chuyện vân trường giết nhan lương văn xu đó sao Tử Long bỏ đi ắt có rủi ra gì đấy. Ta chắc Tử Long không khi nào bỏ ta. Trương Phi không chịu nghe, dẫn hai mươi quân kỵ mã đến cầu trường bản. Thấy mé đông cầu có một dãy cây cối, Phi nghĩ ngay ra một kế, liền sai quân chặt cành cây buộc vào đuôi ngựa, rồi thúc ngựa chạy tứ tung trong rừng, cho bụi mù lên để làm nghi binh. Trương Phi vác mâu, cưỡi ngựa đứng trên cầu, nhìn chừng chừng về phía tây, lại nói từ lúc canh tư triệu vân cự nhau với quân tàu, đi lại sông sáo, đánh vừa đến sáng, tìm không thấy huyền đức, lại bỏ lạc cả gia quyến huyền đức. Vân nghĩ bụng rằng, chủ ta đã đem cam, mi hai phu nhân cùng A đầu ủy thác cho ta, nay lạc mất cả, ta còn mặt nào trông thấy chủ nữa. Chi bằng ta liều chết đánh giặc, cứu cho được hai phu nhân và A đầu. Vân nhìn lại tả hữu thì chỉ còn có ba bốn mươi quân kỵ mã đi theo, Vân Tế ngựa vào trong đám loạn quân, tìm kiếm, dân hai huyện kêu khóc, như gì, người chúng tên, kẻ bị đâm, bỏ cả con cái, anh em chạy tán loạn. Vân đương đi, thấy có một người nằm trên bãi cỏ, trông xem thì là giản ung. Vân vội hỏi, có thấy hai chúa mẫu đâu không? Ông nói, hai phu nhân bỏ cả xe, ôm a đầu mà chạy, ta Tế ngựa chạy theo, đi qua sườn núi, chẳng may bị một tướng đâm nhát, kích ngã nhào, ngựa bị cướp mất ta không lấy lại được nên chịu nằm đây vân bảo lính nhường ngựa cho giản ung cưỡi và đỡ ung đi trước nhờ báo với chủ nhân rằng tôi dù lên trời xuống đất thế nào cũng quyết tìm cho được hai phu nhân và a đầu bằng không tìm thấy xin chết trên bãi chiến trường nói xong tế ngựa chạy thẳng về phía gò trường bàn chợt thấy một người gọi ta rằng triệu tướng quân đi đâu thế vân dừng ngựa lại hỏi ngươi là ai người ấy đáp tôi là lính hầu của lưu sứ quân sai đi hộ tống sa trưởng bị tên lăn xuống đây vân hỏi luôn tin tức hai phu nhân tên lính nói mới rồi thấy cam phu nhân xóa tóc đi chân không theo một lũ đàn bà con gái thường dân chạy ở phía nam vân nghe xong không hỏi gì nữa tế ngựa theo phía nam đi tìm thấy một đám đông dân chúng chừng vài trăm người vừa đàn ông vừa đàn bà đang chạy tất cả vân gọi to lên rằng trong đám có cam phu nhân không phu nhân đi cuối cùng trông thấy triệu vân quả lên khóc vân xuống ngựa bỏ giáo khóc mà rằng để cho chủ mẫu thất lạc, chính là tội vân. Mi phu nhân cùng ấu chúa đâu rồi? Cam phu nhân nói, ta cùng với mi phu nhân bị giặc đuổi, bỏ cả xe cổ, lẩn vào đám thường dân, lại gặp một toán quân mã xô vào. Mi phu nhân cùng A đầu không biết lạc vào đâu, duy chỉ có một mình ta trốn chạy đến đây. Đường nói chuyện lại thấy dân chúng kêu khóc ầm lên, nhìn ra thấy một người bị trói trên lưng ngựa, chính là Mi Trúc, theo sau, một tướng tay cầm mã tấu dẫn thêm một nghìn quân tên là Thuần Vu Đạo, là bộ tướng của Tào Nhân. Đạo bắt được Mi Trúc đem nộp để lấy công, Triệu Vân quát to một tiếng, tế ngựa xông tới. Đạo không địch nổi, bị Vân đâm một giáo chết, Vân cứu được Mi Trúc, lấy được đôi ngựa, mời cam phu nhân cưỡi, đánh giết mở một con đường đi thẳng đến gò trường bàn. Đến nơi, chỉ thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu. Cầm ngang ngọn mâu gọi to rằng, tử long xa dám phản anh ta. Vân nói, ta còn tìm chưa thấy chủ mẫu và A đầu, nên rớt lại sau, sao lại bảo là phản. Phi nói, nếu không có giản ung cho biết trước thì ta không làm ngơ đâu. Vân hỏi, chúa công đâu? Phi đáp, ở ngay phía trước kia, cách đây không xa. Vân bảo mi chúc rằng, mi tử trọng hãy bảo vệ cam phu nhân đi trước để ta đi tìm nốt mi phu nhân và ấu chúa đã. Nói xong, dẫn vài quân kỵ mã theo lối cũ trở lại. Đường chảy, gặp một tướng tay cầm giáp sắt lưng đeo gươm, dẫn vài chục quân kỵ tế ngựa đến. Triệu Vân chẳng nói chẳng rằng, sốc tới đánh luôn, mới được một hiệp, Vân đâm chết mấy tướng ấy, quân đi theo chạy tan cả. Nguyên tướng đó là Hạ Hầu Ân, cận vệ đeo gươm của Tào Tháo. Nguyên Tháo có hai thanh gươm báu, một thanh gọi là ỷ Thiên, một thanh gọi là Thanh Công. Thanh, ỷ Thiên, Tháo đeo luôn bên mình, còn Thanh, Thanh Công, thì giao cho Hạ Hầu Ân thanh gươm này chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng. Hôm ấy Hạ Hầu Ân cậy mình có sức khỏe, đi cách xa Tào Tháo, chỉ trực xông vào đám bách tính cướp giật, không ngờ gặp phải Triệu Vân. Vân đâm chết ân rồi đoạt lấy thanh gươm xem, thấy có hai chữ, thanh công, mạ vàng, biết ngay là gươm báu, liền dắt vào mình, rồi xông vào vòng vây, ngoảnh lại xem thủ hạ thì không còn ai nữa, chỉ chơi trọi có một mình, nhưng vẫn không trồn dạ chút nào, cứ xông xáo đi tìm, gặp ai cũng hỏi tin tức mi phu nhân và A Đồng. Có một người trò bảo rằng vừa thấy phu nhân ôm một đứa bé, đùi bên trái thì bị thương, chạy không được, đến ngồi ở trong bức tường đổ trước mặt kia. Vân vội vàng theo đến, chỉ thấy một cái nhà cháy có bức tường đất đổ. Mi phu nhân ôm A Đầu ngồi ở bờ giếng cạn khóc lóc. Vân xuống ngựa, lại thụp xuống đất, phu nhân nói, thiếp được gặp tướng quân đây thực là số mệnh A đầu còn sống. Tướng quân nên thương lấy cha nó, lòng đong nửa đời rồi mà mới có một mụn con. Xin tướng quân giữ gìn thế nào, cho nó còn được trông thấy mặt cha thì thiếp chết cũng cam tâm. Vân nói, phu nhân đến nỗi này, cũng là tội Vân, xin phu nhân không nên nói nhiều, hãy mau lên ngựa. Vân đi bộ theo, cố sức đánh để bảo vệ phu nhân cùng A đầu ra khỏi vòng vây. mi phu nhân nói, không xong rồi, tướng quân không thể không có ngựa đứa trẻ này hoàn toàn trông cậy vào tướng quân, và thiếp bị nặng, dù chết cũng chẳng đáng tiếc. Xin tướng quân hãy bế A đầu đi cho mau, đừng vì thiếp mà mang lụy nữa. Vân nói, tiếng reo đã gần, quân đuổi theo sắp đến, xin mời phu nhân mau mau lên ngựa. mi phu nhân nói, quả thật thiếp không sao đi được, xin tướng quân đừng để lỡ cả hai. Liền đưa A Đầu cho Triệu Vân và nói rằng tính mệnh đứa trẻ này hoàn toàn nằm trong tay tướng quân đó. Triệu Vân năm lần bảy lượt mời phu nhân lên ngựa, nhưng phu nhân cứ nằng nặc không nghe. Bốn bề tiếng hò reo lại nổi dậy, Vân nói lớn lên rằng, phu nhân không nghe lời tôi, quân giặc kéo đến thì làm thế nào? Mì phu nhân liền bỏ con xuống đất, rồi reo ngay mình xuống giếng khô mà chết. Đời sau có thơ than rằng, chiến tướng toàn nhờ vào sức ngựa, chân không bảo vệ ấu quân ư, hy sinh cứu lấy dòng lưu bị, dũng cảm ai bằng nữ trượng phu, triệu Vân thấy phu nhân chết rồi sợ quân tàu đến cướp mất xác liền đạp đổ bức tường xuống lấp kín giếng rồi cởi dây lưng thắt áo giáp ra bỏ miếng hộ tâm kính xuống đem a đổ buộc vững vào lòng vác giáo nhảy lên ngựa giữa lúc ấy một tướng dẫn đội bộ quân đến chính là yến minh bộ tướng của tàu hồng minh vác một thanh dao ba ngạc hai lưỡi đến đánh triệu vân chưa đầy ba hiệp bị vân đâm một nhát giáo chết vân lại đánh tan cả quân tướng mở một đường chạy đường chảy trước mặt lại có một toán quân chặn đường một viên tướng đi đầu cờ hiệu đề bốn chữ lớn hà gian trương cáp vân chẳng đợi hỏi khua giáo đánh liền được hơn mười hiệp vân không dám ham đánh nữa cướp đường mà chạy trương cáp đuổi theo vân ra roi chạy miết không ngờ đánh huyệt một cái cả người lẫn ngựa xa xuống hố sâu trương cáp vội vác giáo lại đâm bỗng nhiên một đạo hồng quang từ dưới hố bốc lên con ngựa nhảy vọt lên khỏi hố đời sau có thơ than rằng, hồng quang trói lọi cánh rồng bay, vó ngựa sông pha thoát khỏi vây, bốn chục hai năm thiên tử mệnh, tướng quân được dịp trổ thần oai, trường cáp thấy thế, sợ hãi rút lui, triệu vân đương tế ngựa chạy, bỗng sau lưng lại thấy có hai tướng gọi to rằng, triệu vân đừng chạy nữa, trước mặt cũng lại thấy hai tướng, mỗi tướng cầm một thứ binh khí, chặn ngang đường. Hai tướng đuổi sau lưng là Mã Diên, Trương Dĩ, hai tướng chặn trước mặt là Tiêu Súc, Trương Nam bốn người cùng là hạ thủ cũ của viên thiệu triệu vân cố sức đánh với bốn tướng quân tào kéo ùa cả đến vân rút gươm thanh công chém tứ tung chém vào đâu người vào áo giáp cứ đứt phăng phăng máu chảy như suối vân đánh tan được các quân tướng ra khỏi vòng vây bấy giờ tào tháo đứng trên đỉnh núi cảnh sơn trông thấy một tướng đi đến đâu người giãn ra đến đấy vội hỏi tả hữu người đó là ai tào hồng tế ngựa xuống hỏi rằng chiến tướng kia tên họ là gì vân nói ta là triệu tử long ở thường sơn hồng về báo với tào tháo tháo nói thực là hồ tướng ta nên bắt sống lấy liền sai ngươi tế ngựa đi truyền báo cho các nơi rằng triệu vân đi đến đâu không ai được bắn lén chỉ cốt bắt sống thôi nhờ lệnh ấy triệu vân thoát được nạn đó cũng là phúc của a đầu nữa trong trận này triệu vân đem chúa ở trong bọc ra khỏi vòng vây chém gãy được hai lá cờ to cướp được ba ngọn giáo giáo đâm gươm chém trước sau cả thầy giết được hơn 500 danh tướng của quân Tào. Đời sau có thơ khen rằng, máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, đường dương ai kẻ dám tranh hùng. Xưa này cứu chúa sông trăm trận, chỉ có thường sơn triệu tử long, khi ấy triệu vân ra thoát vòng vây, cách xa trận địa chính, máu me đỏ ngòm cả áo chiến bào. Vân đương đi dưới sườn núi, lại thấy hai toán quân tràn ra, đó là anh em Trung Tấn, Trung Thân, bộ tướng của Hạ Hầu Đôn, một người dùng lưỡi tầm xét một người dùng ngọn hòa kích, quát to lên rằng, Triệu Vân mau mau xuống ngựa chịu trói ấy mới là, hàng hổ vừa yên cơn khốn đốn, vực rồng lại nổi trận phong ba, chùa biết tử long làm thế nào thoát thân, xem đến hồi sau mới rõ. Hồi 42, trương dực đức đại náo cầu trường bản, lưu dự châu thua chạy cửa hán tân, lại nói trung tấn, trung thân chặn đường triệu vân, vân hoa giáo đâm, tấn dơ búa đỡ, hai ngựa giao nhau, chưa được ba hiệp, tấn bị vân đâm một nhát giáo ngã nhào, rồi vân cướp đường chạy. Trung thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách triệu vân có vài tấc. Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau. Vân tay trái lấy giáo gạt hoạt kích, tay phải rút gươm báo ra, chém một nhát, thân đứt phăng nửa mũi và nửa mặt. Trung thân chết lăn xuống đất, quân lính chạy tan cả. Triệu vân thoát được, chạy về cầu trường bản, lại nghe thấy đảng sau có tiếng reo thì là văn sinh dẫn quân đuổi tới. Vân đến đầu cầu thì người ngựa đã mỏi mệt, vẫn thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, liền kêu to, dược đức cứu ta với. Phi nói, tử long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi theo cư mặc ta chống cự. Vân tế ngựa qua cầu, đi được hơn 20 dặm, thì gặp Huyền Đức cùng mọi người đang nghỉ dưới gốc cây. Vân xuống ngựa thục xuống đất khóc, Huyền Đức cũng khóc, Vân thở hổn hển nói, tội Vân chết vạn lần cũng còn nhẹ. Nguy phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi, bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn we oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây? Vân vội cởi bọc ra xem, thì A đầu vẫn ngủ say, Vân mừng rỡ nói, mày qua công tử không việc gì, rồi hai tay nâng đưa cho huyền đức. Huyền Đức đỡ lấy A đầu, rồi ném phịch xuống đất nói, vì mày suýt nữa ta mất một viên đại tướng. Triệu Vân vội vàng cúi xuống đất ôm lấy A đầu, khóc lạy, nói, Vân dù gan óc lầy đất, cũng không đủ báo được. Người sau có thơ rằng, hổ thiêng vùng vẫy trong quân háo, rồng nhỏ nằm tròn bọc tử long, trùng ấy lấy gì yên ủi được, ném con thu lấy bụng anh hùng, lại nói, Văn Xính đem quân đuổi theo Triệu Vân đến cầu trường bản, thì gặp Trương Phi, dâu hùng vảnh ngược, hai mắt trợn trừng tay cầm xà mâu cưỡi ngựa đứng sừng sững trên cầu lại thấy sau rừng ở mé đông cầu bụi bay mù mịt xính tưởng có quân phục dừng ngay ngựa lại không dám tiến nữa một lát tảo nhân lý điền hạ hầu đôn hạ hầu uyên nhạc tiến trương kiên hứa chử lũ lượt kéo đến trương phi vẫn cứ trợn mắt cầm ngang ngọn mâu đứng sững trên cầu tướng tào thấy vậy ai cũng sợ là mẹo của khổng minh không dám tiến gần nữa và bày thành thế trận các tướng tào đứng giản hàng chữ nhất ở bên tây cầu rồi sai người phi ngựa báo với tào tháo tháo nghe tin cũng lật đật lên ngựa chạy đến trương phi trợn mắt tròn xoe trông thấy hậu quân có tán vóc vàng mau, việt tinh kỳ đoán biết là tào tháo hoài nghi nên đến xem phi bèn thét lên một tiếng cực to rằng ta là trương dực đất nước yên đây ai dám cùng ta quyết một trận từ chiến nào tiếng phi to như tiếng sấm, quân tào nghe thấy run cầm cập, tào tháo vội sai cục tán xuống, ngoảnh lại bảo tả hiểu. Bây giờ ta mới nhớ lời vân trường nói khi trước rằng Trương Dực Đức ở trong đám quân trăm vạn, lấy đầu thượng tướng như thỏ tay vào túi lấy đồ vật. Này gặp Dực Đức không nên khinh địch, nói chưa dứt lời. Trương Phi lại trợn mắt quát một tiếng nữa, Trương Dực Đức người nước yên đây, ai dám cùng ta quyết một trận từ chiến nào, Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng như thế, có ý muốn lui trương phi thấy sau trận tàu hơi dục dịch lại vác mâu quát to đánh cũng không đánh lui cũng chẳng lui là cớ làm sao phi quát chưa dứt tiếng hạ hầu kiệt ở bên cạnh tàu tháo khiếp sợ quá đứt ruột vỡ gan ngã nhỏ xuống ngựa tháo liền quay ngựa chạy quân tướng tháo thấy vậy cũng nhằm hướng tây chạy cả thật là đứa con nít miệng còn hôi sữa chịu làm sao được tiếng sấm sét kẻ tiểu phu ốm yếu sao chịu nổi tiếng gầm của hổ báo lúc ấy người vứt giáo kẻ rớt mũ không biết bao nhiêu mà kề. người như nước trào ngựa như núi lở quân lính xảy xéo lên nhau đời sau có thơ rằng trường bản cầu này sát khí sinh ngang mâu chững ngựa mắt long lanh bên tai một tiếng vang như sấm khiếp vía quân tàu vội rút nhanh tào tháo sợ oai trương phi tế ngựa chạy về tây mũ châm rơi cả đầu tóc rũ rượi trương liêu hứa trừ phải chạy lên giữ lấy dây cương trương liêu thấy tào tháo rộng rời hết vía bèn nói rằng thừa tướng đừng sợ trương phi chỉ có một mình thôi giờ ta quay binh lại đánh chắc bắt được liêu bị tháo bấy giờ mới hoàn hồn sai ngay trương liêu hứa trừ trở lại cầu trường bản xem sao nói về trương phi thấy quân tào xô nhau chạy cả không dám đuổi theo liền truyền cho hai mươi tên kỵ mã đương tế ngựa sau rừng cởi những cành cây buộc ở đuôi ngựa ra chặt phá cầu đi rồi về ra mắt huyền đức thuật lại việc chặt cầu huyền đức nói em ta dũng cảm thì dũng cảm thực nhưng tiếc vì mưu mẹo kém phi hỏi sao huyền đức nói tào tháo khôn lắm em chặt cầu đi tất hắn sắp đem quân đuổi đến bây giờ phi nói tôi quát mấy tiếng đẩy lui hắn mấy dặm đâu còn dám quay đầu lại huyền đức nói giá em để nguyên cái cầu thì hắn tưởng có quân mai phục tất không dám sang Này chặt cầu đi hắn biết mình ít quân sợ hãi tất hắn đuổi theo mà quân hắn hàng trăm vạn dẫu có qua sông trường giang sông hàn thủy thì lấy người mà lấp cũng được một cái cầu gãy có coi ra mùi gì nói xong lập tức dẫn cả bọn theo đường nhỏ ra hán tân theo lối miện dương trương liêu hứa trừ đi dò xem tin tức cầu trường bản về báo rằng trương phi đã chặt cầu và đi rồi tháo nói nếu hắn chặt cầu tức là có ý sợ rồi bèn truyền lệnh hỏa tốc tiến quân huyền đức đi gần đến hán tân bỗng thấy phía sau bụi bay mù mịt, trống đánh vang trời, tiếng reo dậy đất liền nói trước mặt có sông ta ngăn chờ, sau lưng có quân đuổi theo, làm thế nào bây giờ? rồi vội vàng sai triệu vân chuẩn bị cự địch, tào tháo truyền lệnh trong quân rằng này lưu bị như cá trong chậu, như hồ trong cũi, nếu không bắt sống lúc này thì khác nào thả cá xuống biển, đuổi hồ về rừng, các tướng nên cố sức. quân tướng nghe vậy ai cũng cố sức đuổi giết, bỗng sau núi tiếng trống nổi lên một đội quân mã kéo ra, gọi to lên rằng, ta đợi đây đã lâu rồi, tướng đi đầu là vân trường, tay vác đao thanh long, cưỡi ngựa xích thố, sang giang hạ, mượn được một vạn quân mã, về đến nửa đường dò biết được tin đánh nhau ở đương dương, trường bản, nên từ đường ấy đánh lại. Tào Tháo trông thấy vân trường, lập tức dừng ngựa, ngoảnh lại bảo các tướng rằng, lại mắc mẹo của gia cát lượng rồi, liền cấp tốc truyền lệnh đại quân rút lui, vân trường đuổi theo hơn 10 dặm rồi trở lại bảo vệ bọn huyền đức đến hán tân. Tới nơi, thấy bè đã trực sẵn rồi, vân trường mời huyền đức, cam phu nhân và A đầu xuống ngồi yên ổn dưới thuyền. Vân trường hỏi rằng, chị hai sao không có ở đây, huyền đức bèn thuật lại chuyện ở đương dương. Vân trường than rằng, khi trước săn ở hứa điền, nếu theo ý tôi, bây giờ đâu có tai họa này. Huyền đức nói, ta biết vậy. Nhưng lúc đó, ném chuột sợ vỡ đồ quý, đấy thôi. Còn đương nói chuyện bỗng thấy trên bờ nam trống trận thùng thùng, thuyền bè như kiến, thuận buồm xuôi gió đương vùn vụt kéo đến. Huyền Đức giật mình, khi thuyền lại gần, thấy một tướng mặc bào trắng, giáp bạc, đứng tên mũi thuyền lên tiếng hỏi rằng, thúc phụ lâu nay mạnh khỏe chứ, cháu thật có tội to, trông ra thì là lưu kỳ. Kỳ sang thuyền khóc lại nói, được tin thúc phụ bị khốn với tào tháo, nên cháu đem quân lại tiếp ứng. Huyền Đức mừng lắm hai bên hội quân làm một rồi phóng thuyền đi đường đi bỗng lại thấy phía tây nam có một đội chiến thuyền xếp hàng chữ nhất theo gió lướt tới lưu kỳ giật mình nói quân giang hạ cháu đã huy động hết đến đây rồi nay lại có chiến thuyền đến chặn đường nếu không phải là quân tào tháo tất là của giang đông thôi làm thế nào bây giờ huyền đức ra ngoài đứng trông thì thấy một người khăn lượt áo bào ngồi ở mũi thuyền té ra là khổng minh có tôn giang đứng sau lưng Huyền Đức vội vàng mời Sang Thuyền, hỏi sao lại đến đây. Khổng Minh nói, lượng đến Giang Hạ trước hết sai Vân Trường về Hán Tân để lên bộ tiếp ứng. Tôi cũng đoán Tào Tháo thế nào cũng đuổi theo, chúa công thì không đi về Giang Lăng làm gì, tất thế nào cũng tìm đường tắt về Hán Tân, nên tôi mời công tử đến trước để tiếp ứng, còn tôi thì ra Hạ khẩu đem hết quân lại đây giúp đỡ. Huyền Đức mừng rỡ, hội quân làm một, rồi bản kế phá Tào Tháo Khổng Minh nói, thành hạ khẩu hiểm trở, lại nhiều lương thảo có thế giữ được lâu. Xin chúa công hãy đến đóng đồn ở đó, công tử về ngay giang hạ, thu xếp chiến thuyền, sắm sửa khi giới làm thế y dốc, mời có thể chống cự được tào tháo. Nếu về cả giang hạ thì cô thế lắm, Lưu Kỳ nói, quân sư dạy rất phải, nhưng tôi lại muốn mời thúc phụ hãy tạm đến giang hạ, thu xếp quân mã đâu đấy đã, rồi sẽ về hạ khẩu cũng vừa. Huyền Đức nói: Cháu nói cũng phải. Rồi sai ngay Vân Trường lĩnh 5.000 quân đến giữ Hạ Khẩu. Huyền Đức, Khổng Minh và Lưu Kỳ cùng sang Giang Hà. Hãy nói, Tào Tháo gặp Vân Trường chặn mất đường, nghi có quân mai phục, không dám đuổi theo, lại sợ đường thủy bị Huyền Đức cướp mất Giang Lăng trước, nên cấp tốc kéo quân đến Giang Lăng. Quan Thị Trung là Đặng Nghĩa và quan biệt giá là Lưu Tiên đã biết hết việc tương dương rồi, liệu không địch nổi với Tào Tháo bèn dẫn quân dân Kinh Châu ra hàng. Tào Tháo vào thành yên dân xong, tha cho Hàn Tung bị giam và phong cho làm đại hồng lô. Các quan viên đều được phong thường cả. Tào Tháo bản với các tướng rằng nay Lưu Bị đã sang giang hạ, sợ hắn cấu kết với đông ngô, thì càng khó chỉ, phải tìm kế trừ ngay đi mới được. Tuân Du nói, nay nên huy động đại quân để giao ai rồi sai người đưa hịch đến Giang Đông, mời tôn quyền hội săn ở Giang Hạ, cùng bắt Lưu Bị chia sẻ kinh châu và kết đồng minh vĩnh viễn với nhau. Tôn quyền tất sợ hãi lại hàng, thì việc của ta chắc thành công. Tháo nghe kế ấy, lập tức ra hịch sai sứ sang Giang Đông, một mặt điểm quân mã, quân bộ và quân thủy, cả thảy 83 vạn, lại nói thăng lên những 100 vạn quân, thủy lục điều tiến, quân thuyền quân kỵ cùng đi, theo dọc bờ sông Trường Giang kéo đến, phía tây nối liền với đất kinh giáp, phía đông tiếp giáp kỳ hoàng doanh trại nối với nhau dài hơn 300 dặm. Nói về Giang Đông, Tôn Quyền Đương đóng quân ở quận Sài Tăng, được tin đại quân Tào Tháo đến Tương Dương, Lưu Tôn đã ra hàng, mà quân Tào lại sớm khuya đi gấp đường đến lấy lại Giang Lăng. Quyền bèn họp các mưu sĩ lại bàn kế phòng thủ, lỗ túc nói, Kinh Châu tiếp giáp nước ta, Giang Sơn hiểm trở, nhân dân giàu có, nếu chiếm được đất ấy thì đủ để xây nghiệp đế vương. Nay Lưu Biểu mới chết, Lưu Bị mới thua tôi xin phụng mệnh sang giang hạ viếng tang nhân tiện bảo lưu bị phủ dụ các tướng của lưu biểu đồng tâm hiệp lực với ta để phá tào tháo nếu bị vui lòng nghe theo thì việc lớn phải xong quyền đồng ý lập tức sai lỗ túc đem lễ vật sang giang hạ viếng tang lại nói huyền đức đến giang hạ cùng với khổng minh và lưu kỳ bàn việc khổng minh nói tào tháo thế to lắm khó lòng địch nổi không bằng ta sang nhờ tôn quyền ở giang đông để làm ứng viện nam bắc hai bên giữ miếng với nhau, ta ở giữa kiếm lợi, có gì mà chẳng được. Huyền Đức nói, giang đông lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng, sao họ chịu nạp ta. Khổng Minh cười đáp rằng, này tào tháo giản quân trăm vạn, chiếm cứ giang hán, tất nhiên giang đông phải cho người lại đây dò la xem hư thực thế nào. Nhược bằng có sư đến, tôi xin nguyện một cánh buồm thuận gió đến thẳng giang đông, chỉ ba tắc lưỡi đủ làm cho hai quân Nam Bắc thôn tính lẫn nhau nếu quân nam được ta dùng đánh tào tháo lấy đất kinh châu nếu quân bắc được ta thừa thế tính lấy giang nam cũng nên huyền đức nói kế ấy rất hay nhưng làm thế nào khiến cho giang đi người đến đây được vừa nói dứt lời có tin báo rằng tôn quyền ở giang đi lỗ túc lại viếng tang thuyền đã ghé bờ khổng minh cười nói việc to chắc xong rồi hỏi luôn lưu kỳ ngày trước tôn sách mất tương dương có sai người sang viếng không Kỳ đáp Giang Đông với nhà tôi có tử thù, đâu có đi lại hiếu hỉ. Khổng Minh nói, thế thì lỗ túc đến đây, không phải để viếng tang mà là để dò xét tình hình ta đó thôi. Lại bảo với huyền đức rằng, hễ lỗ túc hỏi đến việc động tĩnh của Tào Tháo thì chúa công cứ một mực nói không biết. Hễ hỏi đến hai ba lần, thì bấy giờ chúa công bảo hắn hỏi ra cát lượng. Bàn định xong xuôi bèn sai người ra đón lỗ túc vào. Túc vào viếng tang xong, Lưu Kỳ nhận đồ phúng rồi mời Túc đến gặp Huyền Đức. Huyền Đức rước vào nhà trong uống rượu, Túc nói, lâu nay, nghe thấy đại danh Hoàng Thúc, nhưng chưa có dịp nào được bái kiến, nay được gặp thực là hân hạnh. Mới đây, Hoàng Thúc đánh nhau với Tào Tháo, tất biết rõ tình hình. Dám hỏi quân Tào Tháo ước được độ bao nhiêu, Huyền Đức đáp, tôi binh mọn tướng ít, Tháo đến là chạy, còn biết gì đến tình hình bên ấy như thế nào. Túc nói, tôi nghe Hoàng Thúc dùng mưu của khổng minh, hai phen đánh hỏa công làm cho Tào Tháo kinh hồn lập phách, sao Hoàng Thúc lại bảo không biết. Huyền Đức nói, họa trăng hỏi Khổng Minh thì mới biết được rõ, Túc nói, Khổng Minh ở đâu, xin cho được gặp một chút, Huyền Đức sai mời Khổng Minh ra. Túc vái chào rồi hỏi, xưa nay vẫn mộ tài đức tiên sinh, chưa được bái kiến bao giờ. Nay may mắn được gặp, xin cho biết việc an nguy ngày nay. Khổng Minh nói, mưu gian của Tào Tháo tôi đã biết cả, chỉ giận sức mình chưa đủ nên còn tạm lánh đó thôi. Túc lại hỏi, Hoàng Túc này định ở đây hay đi đâu? Khổng Minh đáp, sứ quân tôi có quen thái thú ngô thần ở thương ngô, này sắp sang đó để nhờ. Túc nói, ngô thần lương khan binh ít, giữ mình còn chẳng nổi, cho ai nhờ được. Khổng Minh nói, chỗ ấy tôi cũng biết không ở lâu được, nay hãy nương tạm, rồi sau sẽ liệu kế khác. Túc nói, tôn tướng quơ tôi hùng cư sáu quận, binh giỏi lương nhiều, lại kính hiền trọng sĩ anh hùng miền giang đông nhiều người quy phục này xin hiến ông một kế chi bằng tiên sinh sai người tâm phúc sang liên kết với đông ngô để cùng mưu toan việc lớn khổng minh nói Lưu sứ quân cùng với tôn tướng quân xưa nay không được quen nhau sợ uổng mất lời và lại không có ai là tâm phúc có thể sai đi được túc nói lệnh huynh gia cát cần hiện đang làm tham mưu ở giang đông đêm ngày mong được gặp tiên sinh tôi tuy không có tài xin cùng tiên sinh vào ra mắt tôn tướng quân để bàn việc lớn. Huyền Đức nói: Khổng Minh là thầy ta, rời ta một lúc không xong, đi thế nào được? Túc cố nài ba bốn lần, Huyền Đức cứ giả vờ không nghe. Khổng Minh nói: Việc đã kíp rồi, tôi xin phụng mệnh đi một chuyến. Huyền Đức bấy giờ mới đồng ý. Lỗ Túc đứng dậy từ biệt Huyền Đức, lưu kỳ, rồi cùng với Khổng Minh lên thuyền đến quận Sải Tăng. Ấy là, chỉ bởi con thuyền ra cát chạy, khiến cho tướng sĩ dập tàu tan, chưa biết khổng minh đi chuyến này ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 43, ra cát lượng khua lưỡi bẻ bọn nho, lỗ tử kính dùng sức bác lời chúng, lỗ túc và khổng minh từ biệt huyền đức, liêu kỳ, xuống thuyền đến quận Sài tang hai người ngồi trong thuyền nói chuyện. Lỗ túc dặn khổng minh rằng tiên sinh có vào ra mắt tướng quân, thì đừng nói thật bên tào tháo quân nhiều tướng nhé. Khổng Minh nói, điều ấy tử kính không phải dặn, tôi sẽ liệu lời đối đáp, khi thuyền cập bến, túc mời Khổng Minh về nghỉ trong nhà khách, rồi thân vào gặp tôn quyền trước. Quyền đương họp các quan văn võ ở trong chiều bàn việc, nghe tin lỗ túc về, gọi ngay vào, hỏi, tử kính sang giang hạ thấy hiện tình thế nào, túc đáp cũng đã biết được ít nhiều, xin để thư thả sẽ thưa. Quyền đưa tờ hịch của Tào Tháo cho Túc xem và bảo rằng, hôm nọ Tào Tháo sai sứ đưa hịch đến đây, ta đã cho sứ quay về. Này đương bàn việc ấy với các quan chưa xong, tốc lấy tờ hịch xem, trong hịch nói đại khái như sau, ta phụng mệnh vua, đánh kẻ có tội, cờ trò về Nam, lưu tôn phải bó tay, dân kinh tương nghe thấy tin, giam dắp hàng phục. Này thống lĩnh trăm vạn hùng binh, nghìn viên thượng tướng, muốn cùng với tướng quân họp săn ở Giang Hạ, để đánh lưu bị, cùng chia đất đai, giao hảo với nhau mãi mãi. Xin đừng ngờ vực, trả lời ngay cho lỗ túc xem xong, hỏi ý chúa công thế nào, quyền nói ta cũng chưa quyết định. Trương Chiêu nói, Tào Tháo thống lĩnh quân trăm vạn, mượn tiếng thiên tử, đánh dẹp bốn phương, mình chống cự lại thì là nghịch. Và lại chỗ dựa của Chúa Công để chống với Tào Tháo là sông Trường Giang. Này Tháo đã lấy được Kinh Châu, ta không còn độc chiếm cái thế hiểm trở của con sông đó rồi, khó địch được nữa. Vậy cứ ý tôi, đầu hàng là kế vẹn toàn các mưu sĩ đều nói lời từ bố chính hợp lòng chơi tôn quyền ngồi ngần ngừ không nói trương chiêu lại tiếc chúa công không nên nghi ngại gì nữa nếu hàng tào thì dân đông ngô được yên mà sáu quận giang nam cũng giữ được tôn quyền vẫn cúi đầu không nói gì một lát quyền đứng dậy thay áo lỗ túc theo sau quyền biết ý cầm tay túc hỏi rằng ý ông thế nào túc nói vừa rồi bọn họ nói như thế là không hiểu bụng tướng quân mọi người ai cũng có thể hàng tào tháo được gì có tướng quân thì không hàng được quyền hỏi sao vậy túc nói như lỗ túc này mà hàng thì tháo phong cho làm quan áo gấm về làng mà cũng không phải mất đất đai gì cả tướng quân mà hàng tháo thì về đâu chức tước bất quá phong hầu là cùng xe một cỗ ngựa một con đầy tớ vài ba người muốn ngồi ngoảnh mặt về nam mà xưng có còn được nữa không xem như thế họ ai cũng chỉ biết thân người nấy mà thôi có nghĩ gì đến chủ đâu xin tướng quân chớ nghe nên sớm định kế lớn quyền than rằng ta nghe họ nghị luyện thật là thất vọng tử kính mới ngỏ kế lớn chính hợp ý với ta quả thật trời đem tử kính cho ta đó nhưng tháo mới được quân viên thiểu gần đây lại được quân kinh châu thế lớn lắm ta sợ địch không nổi túc nói tôi vừa sang giang hạ đem được em gia cát cần là gia cát lượng về đây chúa công nên gọi vào hỏi, sẽ biết tình hình thế nào. Tôn Quyền hỏi, ngọa Long tiên sinh có ở đây à? Túc nói, hiện đương nghỉ ở nhà khách. Quyền nói, hôm nay đã tối rồi, đừng cho vào gặp vội, để ngày mai họp cả văn võ dưới trướng. Trước hết cho gặp các tay anh Tuấn Giang Đông đã, rồi sẽ mời lên chiều đường bàn việc. Túc nhận mệnh trở ra. Hôm sau Túc vào nhà khách, ra mắt khổng minh, lại dặn rằng, hôm nay ông vào gặp chủ tôi, xin chớ nói tào tháo nhiều binh lắm tướng. Khổng Minh cười đáp rằng, tôi sẽ tùy cơ mà liệu, không để lỡ việc đâu. Túc mới dẫn Khổng Minh đến dưới trướng, đã thấy bọn Trương Chiêu, Cô Ung, toàn ban văn võ hơn hai chục người, mũ cao đai rộng, y phục chỉnh tề, ngồi có thứ tự rồi. Khổng Minh chào hỏi từng người, thông tính danh đâu đấy, rồi đến ngồi trên ghế tân khách. Bọn Trương Chiêu thấy Khổng Minh phong thái đàng hoàng, tự nhiên, độ lượng, khẳng khái, biết rằng người này tất là người đi thuyết khách. Trương Chiêu mới gọi trước rằng, Chiêu tôi là một kẻ học trò ngu hèn bên Giang Đông, lâu nay vẫn được nghe tiếng tiên sinh nằm khỉnh trong long trung, ví mình với quản trọng, nhạc nghị, lời ấy chẳng biết thực hay hư. Khổng Minh đáp, phải, lưỡng tôi cũng có hợp mình mà vì thế, Chiêu lại nói, mới đây, tôi mới nghe Lưu Dự Châu ba lần cầu đến tiên sinh ở trong liều tranh, may được tiên sinh như cá được nước, những toan thu sạch cả kinh tương, thế mà nay chỉ có một buổi sáng mà về tay tào tháo hết chẳng hay ông thế nào. Khổng Minh nghĩ thầm rằng, Trương Chiêu là tay mưu sĩ bậc nhất của Tôn Quyền. Nếu mình không áp đảo được hắn thì sao thuyết phục được Tôn Quyền? Bèn đáp rằng kẻ lấy đất hán thượng, ta coi dễ như trở bàn tay. Hiểm vì chủ ta là Lưu Dự Châu, muốn làm điều nhân nghĩa, không nợ cướp cơ nghiệp của người đồng tông, cho nên nhất định không lấy. Lưu Tôn là một đứa trẻ thơ, tin nghe lời nịnh, bí mật hàng tào, cho nên mới để cho tào tháo ngông cuồng. Này chủ ta đóng quân ở Giang Hạ, sẽ có kê khác, những kẻ tầm thường có hiểu sao được. Chiêu nói, nếu thế thì tiên sinh lời nói không đi đôi với việc làm rồi. Tiên sinh đã ví mình với quan trọng, nhạc nghị, mà quan trọng ngày xưa giúp hoàn công trị được chư hầu, định được thiên hạ, nhạc nghị ngày xưa giúp nước yên đương suy yếu mà hạ được hơn 70 thành nước tề. Hai người ấy thực là có tài tế thế, tiên sinh thì trước ở trong liều tranh, chỉ cười phong cợt nguyệt, xếp gối ngồi cao, nay đã theo lưu dự châu, thì phải vì dân mà mưu điều lợi, bỏ điều hại, dẹp trừ kẻ loạn tặc mới phải chứ. Và khi tôi xem lưu dự châu chưa được tiên sinh, ai cũng mong ngóng, đến đứa trẻ con cũng cho đó là hổ sinh cánh, nhà Hán sắp sửa lại hưng, họ tào sắp đổ. Cựu thần trong triều đình, ẩn sĩ nơi rừng rú, ai cũng lau mắt chờ xem, tưởng là tiên sinh với lưu dự châu, sắp xua tan mây mù trên trời cao để cho thiên hạ lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng cứu vớt dân ra khỏi cơn nước lửa giúp đỡ thiên hạ yên ổn làm ăn chính là lúc này vậy ai ngờ từ khi tiên sinh về với dự châu quân tàu mới đến đã bỏ giáp quảng hương trông thấy bóng là chạy trên không báo được lưu biểu để yên thứ dân dưới lại chẳng giúp được con côi giữ lấy bờ cõi bỏ tân giã chạy khỏi phàn thành thua đương dương chạy ra hạ khẩu chẳng có lấy một chỗ dung thân thế chẳng hóa ra dự châu từ khi được tiên sinh lại không bằng trước ư quan trọng nhạc nghị chắc cũng như thế đó ư đó là mấy lời quê kịch xin tiên sinh đừng chấp khổng minh nghe xong cười ha hà mà rằng cái chi khí của chim bằng các loại chim há biết được sao ví như người bệnh nặng trước hết phải cho uống nước cơm nước cháo thuốc thang lúc nào phủ tạm điều hòa thân thể hồi phục bấy giờ mới cho bổ bằng cá thịt trị bằng thuốc mạnh thì gốc bệnh mới tiệt sinh mệnh mới an toàn. Nếu bệnh còn nặng, phủ tạng còn yếu, đã trị ngay bằng thuốc mạnh, bổ ngay bằng vị ngon, thì khó lòng chữa khỏi được. Chủ ta, trước thua ở Nhữ Nam, đến nhờ lưu biểu, quân không đầy một nghìn, tướng chỉ có quan, trương, triệu chính là lúc bệnh đang nguy ngập. Tân giã là một huyện nhỏ, hẻo lánh, dân cư thưa thớt, lương thực ít ỏi, chủ ta chẳng qua đến nương tạm đó mà thôi, có phải muốn khư khư ngồi giữ cây so ấy đâu? Trong hoàn cảnh quân sĩ không sẵn, thành quách không bền, quân không luyện tập, chạy ăn từng bữa, thế mà lửa cháy bác vọng, nước ngập bạch hạ, khiến bọn hà hầu đôn, tảo nhân phải lòng run mặt vỡ, thiết tường quan trọng, nhạc nghị dùng binh cũng vị tất đã hơn gì. Đến như lưu tôn hàng tàu, dự châu hoàn toàn không biết, và lại, không nỡ nhân lúc loạn mà cướp lấy cơ nghiệp người đồng tông. Thật là đại nhân, đại nghĩa, còn trận thua ở Đương Dương, vì có vài vạn dân già trẻ dắt díu nhau đi theo, không nỡ bỏ, nên mỗi ngày chỉ đi được 10 dặm, không thiết đến lây giang lăng, cam chịu thất bại, ấy cũng là đại nhân đại nghĩa vậy. Còn như ít không địch được nhiều, thì được thua chỉ là việc thường thôi. Ngày xưa vua cao tổ luôn thua hạng vũ, sau chỉ một trận ở cái hạ là thàng công, đó không phải là mẹo tài của hàn tín đó ư. Tín thờ cao tổ đã lâu công không mấy khi tháng, bởi vì cái lớn nhà nước, xã tắc an nguy đều đã có chủ trương không như cái lũ khoác lác hư danh bịp bởm ngồi một xó mà lý thuyết duông thì không ai bằng đến lúc có việc thì trăm phần chẳng được phần nào thật đáng để cho thiên hạ chê cười bị thuyết một hồi trương chiêu không còn thở ra được câu nào nữa lại có một người tất tiếng hỏi rằng này tào tháo quân hàng trăm vạn tướng ước nghìn viên uy thế như rồng hư hổ nuốt trưởng giang hạ ông bảo làm sao khổng minh trông xem ai thì là ngu phiên Khổng Minh nói, Tào Tháo thu quân dơm rác của Viên Thiệu, nhặt quân ô hợp của Lưu Biểu, dù đông mấy trăm vạn cũng không đáng sợ gì hết. Ngu Phiên cười mát quân thua ở Đương Dương, kế cùng ở Hạ Khẩu, đi van xin cứu viện không xong, còn nói không sợ, thật là khoác lác để bịp người đó thôi. Khổng Minh đáp, Lưu Dự Châu đem vài nghìn quân nhân nghĩa địch sao được trăm vạn quân tàn bạo. Lui về giữ Hạ Khẩu là để chờ thời cơ đấy, nay giang đông, binh tinh lương đủ lại có sông Trường Giang hiểm trở, thế mà còn xui chủ uốn gối hàng giặc. Từ đó mà xui thì Lưu Dự Châu thật không sợ gì giặc tháo vậy. Ngô phiên chịu cứng, lại có một người lên tiếng hỏi, khổng minh muốn uốn lưỡi tô tần, trương nghi sang làm thiết khách ở Giang Đông này chăng? Khổng minh nhìn xem ai thì là bộ chắc, bèn đáp rằng bộ từ Sơn chỉ biết tô tần, trương nghi là biện sĩ, chuyên nghề nói mép, chứ chưa biết tô tần. Trương Nghi cũng là những trang hào kiệt. Tô Tần đeo ấn làm tướng sáu nước, Trương Nghi hai lần làm tướng nhà Tần, đều có tài giúp gây nên cơ nghiệp, đâu thèm so sánh với những kẻ sợ thế mạnh, lấn người yếu, tránh kiếm, lẩn dao. Các người muốn nghe thấy Tào Tháo phao tin đã vội co vòi xin hàng rồi, còn dám cười Tô Tần, Trương Nghi sao được? Bộ chắc im ngay, không dám nói gì nữa, lại có một người hỏi rằng thế khổng minh cho Tào Tháo là người thế nào? Khổng minh nhìn xem ai, thì là tiết tông bèn đáp rằng tào tháo là giặc nhà hán can gì phải hỏi tông nói ông lầm rồi nhà hán truyền ngôi kế thế mãi đến nay số trời sắp hết giờ đây tháo đã nắm được hai phần ba thiên hạ rồi nhân tâm ai cũng quy phục cả duy chỉ có lưu dự châu không biết thiên thời muốn gượng tranh với tháo khác nào chứng chọi với đá sao chẳng thất bại khổng minh quát to lên rằng tiết kính văn sao dám thở ra câu vô quân vô phụ vậy người ta sinh ra ở đời phải lấy trung hiếu làm cốt ông đã làm tôi nhà hán nếu kẻ nào phản nghịch phải thề giết nó đi mới là phải đạo nay tổ tôn tào tháo đời đời ăn lộc nhà hán tháo đã không nghĩ báo ơn lại mang lòng phản nghịch thiên hạ đều oán ghét cả ông lại dám đổ cho số trời thật là con người vô quân vô phụ không xứng đáng bản luận chớ có nói nữa tiết tùng đỏ mày say mặt cầm như miệng hên lại một người hỏi rằng, "Tào Tháo tuy rằng mượn tiếng thiên tử để sai khiến chư hầu, nhưng cũng còn là con cháu ông tướng quốc Tào Tham ngày xưa." Lưu Dự Châu vẫn tự xưng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, nhưng không có bằng cờ nào, hiện mắt trông thấy chỉ là một người dệt chiếu, bán giày, sánh với Tào Tháo sao được? Khổng Minh nhìn xem ai thì là Lưu Tích, liền cười nói rằng, "Ông có phải là người ăn cắp quýt ở trong bữa tiệc của Viên Thiệu đó không? Xin hãy ngồi nghe ta giảng giải cho." tào tháo đã là con cháu tướng quốc họ tào thì là đời đời làm tôi nhà hán nay dám chuyên quyền ngang ngược khinh nhờn cả vua như thế hắn không những là vô quân mà lại là khinh cả tổ tiên mình không những là loạn thần nhà hán mà còn là đứa con bất hiếu của họ tào nữa lưu dự châu đường đường một đấng tôn thất đương kim hoàng đế hiện đã xét ra phả và phong tước cho sao dám bảo là không có căn cứ và đức cao tổ ngày xưa xuất thân làm đình trường mà sau được thiên hạ, thì dệt chiếu, bán giày có gì là nhục. Kiến thức ông như trẻ con, không nên ngồi nói chuyện với cao sĩ. Lục tích ngồi im thiên thít, lại một người hỏi rằng khổng minh chỉ được cái giả mồm lý lẽ, không phải là chính luận, không cần dài dòng làm gì nữa, hãy xin hỏi khổng minh đã học được những sách gì. Khổng minh nhìn xem thì là nghiêm tuấn, liền đã tìm từng chương, dò từng câu, chỉ là bọn hủ nho mà thôi, sao có xây dựng được nước non cơ nghiệp và như ngực xưa y doãn cầy ở đất sàn, từ nha câu trên sông Vi, Trương Lương, Trần Bình, Đặng Vũ, Cánh Cam, đều có tài giúp nước cả, mà cũng không cần xét xem ngày thường học những sách vở gì. Có đâu lại bắt trước bọn thư sinh, bo bo sách vở, cái đen trắng, múa văn khua bút đó ư. Nghiêm Tuấn cúi đầu tiêu nhiều ngồi im, lại một người lớn tiếng hỏi, ông chỉ được việc nói khoác là giỏi, vị tất đã có thực học, tôi chỉ sợ bọn nhà nho cười cho thôi khổng minh nhìn xem thì là trình đức khu ở nhữ nam liền đáp nho cũng có nho quân tử cũng có nho tiểu nhân nho quân tử thì trung vua yêu nước giữ chính ghét tà chuyên làm những điều ích lợi chung tiếng để đời sau còn như loại tiểu nhân thì chỉ gọt rũa văn chương miệt mài nghiên bút còn trẻ làm phú đầu bạc đọc kinh dưới bút dẫu có nghìn lời trong bụng không được một mẹo xem như dương hùng văn chương có tiếng một đời mà phải hạ mình đi thờ vương mãng rồi cũng đến đâm đầu xuống lầu mà chết. Thế gọi là nho tiểu nhân, dẫu ngày làm hạng vạn câu thơ, cũng có ích gì đâu. Trình Đức Khu cũng ứ cổ nốt, các tướng thấy khổng minh ứng đối như nước chảy, ai cũng sợ mất vía. Lúc đó, còn có hai người là Trương Ôn, Lạc Thống sắp sửa muốn hỏi. Bỗng bên ngoài có một người chạy vào quát to lên rằng khổng minh là bậc kỳ tài đời nay, các ngươi lấy môi mép vặn người ta, đó không phải tính trọng khách. Đại quân của Tào Tháo đã đến bờ cõi, tìm kế chống giặc chẳng tìm, cứ ngồi đấu khẩu như thế ít gì. Các tướng nhìn xem ai, thì là hoàng cái, tự là công phúc, người linh lăng, hiện đương làm quan coi lương ở Đông Ngô. Lúc ấy hoàng cái bảo khổng minh rằng, tôi nghe, nói nhiều dù được lợi, cũng không bằng ngồi im không nói. Sao ông không đem lời vàng đá ra mà nói với chủ tôi, đâu lại thừa hơi mà cãi vã với họ làm gì? Khổng Minh đã, các ông ấy không biết việc đời mà hỏi, chẳng lẽ không nói. Hoàng cái, lỗ túc dẫn Khổng Minh vào đến cửa giữa gặp ra cát cần. Khổng Minh chào hỏi, cần nói, hiền đệ đã sang Giang Đông, sao không lại thăm ta? Khổng Minh đã, em đã thờ lưu dự châu, nên phải đặt việc công lên trước, rồi sau mới tới việc tư. Việc công chưa xong, nên chưa dám đến, xin anh tha thứ cho. Cần nói, hiền đệ vào yết kiến mô hầu xong, rồi đến chỗ ta nói chuyện nói đoạn đi thẳng lỗ túc nói mới rồi tôi dặn những điều gì không nên quên đấy khổng minh gật đầu xin vâng hai người lên đến thềm chào hỏi tử tế tôn quyền xuống đón đãi rất tử tế thì lễ xong quyền mời khổng minh ngồi các quan văn võ đứng sắp hàng hai bên lỗ túc đứng bên cạnh khổng minh chỉ đợi xem khổng minh nói với quyền như thế nào khổng minh giải bày ý kiến huyền đức rồi liếc mắt nom tôn quyền thấy quyền mắt biết dâu đỏ, tướng mạo đường bệ, liền nghĩ thầm rằng người này tướng mạo khác thường, chỉ ưa nói khích chứ không ưa thuyết phục, đợi khi nào hỏi, bấy giờ ta sẽ khích cho mấy câu là hơn. Khi tả hữu dâm trà xong, tôn quyền nói, tôi thường được nghe lỗ tử kính nói đến tài túc hạ, nay may được gặp, xin túc hạ có điều gì hay chỉ bảo cho. Khổng minh đáp, chúng tôi không tài ít học, không đáng để ngài hỏi, quyền nói, túc hạ mới rồi ở tân giã giúp lưu dự châu đánh nhau với tào tháo tất biết tình hình bên tào thế nào khổng minh nói cả quân mã quân bộ và quân thủy ước được hơn trăm vạn quyền trố mắt ngạc nhiên hỏi ông nói dối ta chăng khổng minh đáp không dám dối đâu tào tháo ở diện châu đã có hai mươi vạn bình xong viên thiệu lại thêm được năm sáu mươi vạn quân mới mộ ở trung nguyên được ba bốn mươi vạn tính ra có kém gì một trăm năm mươi vạn thế mà lợn nói có một trăm vạn là vì sợ người giang đông mất vía đó thôi. lỗ túc đứng cạnh nghe nói, tái mặt lại, đưa mắt cho khổng minh. khổng minh cứ lờ đi. quyền lại hỏi chiến tướng của tào tháo nhiều hay ít. khổng minh nói những mưu sĩ lắm mưu nhiều trí và những tướng đấu tài đánh giỏi ít ra cũng được vài nghìn. quyền lại hỏi này tào tháo đã bình được kinh sở, còn có tham vọng gì nữa không? khổng minh đáp tào tháo hiện nay hạ chạy kín ven sông, sắm sửa thuyền bè chẳng lấy giang đông thì lấy đâu. Quyền lại hỏi, đối với âm mưu ấy của Tháo, nên đánh hay không, xin Túc Hạ hãy quyết định giúp ta một lời. Khổng Minh nói, lượng tôi có một lời, nhưng chỉ sợ tướng quân chẳng chịu nghe thôi. Quyền nói, xin cho nghe mấy lời cao kiến. Khổng Minh nói, trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải giấy binh ở Giang Đông, lưu dự châu tụ quân ở Hán Nam, để cùng tranh giành với Tào Tháo. Này Tháo đã dẹp được nạn lớn, tình hình sắp ổn định xong. Vừa đây tháo lại phá được Kinh Châu, uy lừng bốn bể. Bây giờ, dẫu có anh hùng cũng không có đất dụng võ, cho nên Dư Châu phải trốn tranh đến đây. Vậy xin tướng quân lượng sức mà tính toán công việc, nếu tướng quân có thể lấy quân ngô, Việt mà chống Tào Tháo được, thì nên sớm cự tuyệt nó đi. Nếu không muốn thế, sao không theo ngay lời các mưu sĩ đã bàn, thu quân mã, xếp áo giáp lại, rồi ngoảnh mặt về phương Bắc mà hàng. Tôn Quyền chưa kịp đáp, Khổng Minh lại nói rằng tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng nhưng bên trong bụng vẫn còn ngờ vực. Việc kiếp rồi mà không quyết đoán, thì vạ đến nơi rồi đó. Tôn Quyền lại hỏi nếu quả như lời ông, thì sao lưu dự châu không hàng tào đi? Khổng Minh đáp, ngày xưa Điền Hoành là một tráng sĩ nước tề còn biết giữa nghĩa không chịu nhục, huống chi lưu dự châu là tôn thân nhà Hán, anh hùng lừng lẫy trên đời, kẻ sĩ thầy đều trông mong việc không xong là bởi trời, có đâu lại chịu luồn cúi người ta. Tôn quyền nghe khổng minh nói xong, nét mặt hầm hầm, rũ áo đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cùng tùm tìm cười và giải tán, lỗ túc trách khổng minh rằng sao tiên sinh lại nói thế, may mà chủ tôi rộng lượng, không nợ trách ngay, chứ những lời tiên sinh vừa nói là khinh miệt chủ tôi lắm đấy. Khổng minh ngẩng mặt cười, nói sao không có lượng bao dung như thế, ta đã có mẹ phá được tào tháo vì không hỏi tới nên ta không nói đó thôi túc hỏi nếu quả tiên sinh có mẹo hay tôi xin vào mời chủ tôi ra để tiên sinh dạy cho khổng minh nói quân trăm vạn của tào tháo ta coi như đàn kiến chỉ giơ tay một cái là tan ra như cám cả túc nghe nói liền vào nhà sau gặp tôn quyền quyền lúc ấy vẫn còn bực ngoảnh lại bảo lỗ túc rằng khổng minh khinh ta quá chừng túc nói tôi cũng đã trách khổng minh thì Khổng Minh cười và trách lại rằng Chúa Công không có lượng dung người, cho nên Khổng Minh có mẹo phá tào cũng không muốn nói ra cho biết. Xin Chúa Công hãy thử hỏi Khổng Minh xem thế nào, quyền bèn lập tức nguôi giận làm vui, nói à, thế ra Khổng Minh vẫn có mẹo hay, nên nói khích ta. Ta một lúc nghĩ nông cạn, tí nữa lỡ mất việc to, lập tức cùng lỗ túc lại ra chiều đường, mời Khổng Minh vào nói chuyện. Quyền xin lỗi Khổng Minh rằng vừa rồi tôi chót lỡ lời xin tiên sinh tha lỗi cho. Khổng Minh cũng tạ lại rằng, lượng nói năng lỗ mãng, xin tướng quân cũng thứ tội cho. Quyền mời ngay Khổng Minh vào nhà sau làm tiệc khoản đãi. Được vài tuần rượu, Quyền hỏi rằng, Tào Tháo vốn chỉ ghét lã bố, lưu biểu, viên thiệu, viên thuật, lưu dự châu với tôi mà thôi. Này đã trừ được cả, duy chỉ còn dự châu với tôi. Tôi không thể đem cả nước ngô dâng cho người ta được. Kế của tôi đã quyết. Nhưng khi Lưu Dự Châu giúp cho thì cũng không ai đương nổi được Tào Tháo bây giờ. Mà Dự Châu lại vừa mới thua trận, làm thế nào mà chống được nạn này? Khổng Minh nói, Dự Châu tuy mới thua, nhưng Quan Vân Trường còn thống lĩnh hàng vạn tinh binh, Lưu Kỳ ở Giang Hà cũng có chừng vạn quân sĩ. Quân Tào Tháo từ xa đến, tất cũng mỏi mệt, mới đây, lại đuổi Dự Châu, quân khinh kỵ đi 300 dặm một ngày, khác nào nỏ cứng dương lên đã đuối sức chưa chắc bắn thủng được mảnh lụa mỏng và lại người phương Bắc không quen đánh thủy quân dân ở Kinh Châu gặp thế bí phải phục tàu chớ không phải là tự nguyện này tướng quân thật muốn đồng tâm hiệp lực với Dự Châu thì làm gì không phá được tàu Tháo quân tàu mà bị phá tất phải kéo về Bắc thì Thế Kinh Ngô lại mạnh mà hình thành thế chân vạc được cơ hội được thua chỉ trong lúc này xin tướng quân hãy nghĩ cho kỹ mà quyết đi quyền mừng lắm nói mấy lời của tiên sinh, thật đã làm sáng mắt tôi. Ý tôi đã quyết, không còn hồ nghi gì nữa. Ngày hôm ấy, quyền bàn bạc cất quân để cùng đi phá Tào Tháo và sai lỗ túc đem ý định đó truyền ra cho văn võ đều biết. Rồi đưa khổng minh đến nhà khách nghỉ ngơi, trường chiêu biết tôn quyền muốn cất quân, mới bản với mọi người rằng lại mắc phải mẹo của khổng minh mất rồi. Chiêu vội vàng vào ra mắt tôn quyền, nói chúng tôi nghe chúa công muốn dây binh đánh nhau với Tào Tháo chúa công hãy nên so mình với viên thiệu xem thế nào. Tào Tháo khi trước binh mỏn, tướng ít, còn đánh được viên thiệu, huống bây giờ cầm hơn trăm vạn quân trong tay sang đánh mặt nam, há nên khinh địch. Nếu chúa công nghe lời ra cát lượng, hấp tấp giấy binh, thì thật là đem củi khô đi chữa cháy vậy. Tôn quyền chỉ cúi đầu, ngồi im, cố ôm nói lưu bị vì bị Tào Tháo đánh thua, nên muốn mượn quân ta để chống lại Tháo. Chúa công sao lại để cho người ta lợi dụng mình? xin hãy nghe lời tử bố tôn quyền cũng ngần ngừ không quyết bọn trương chiêu ra lỗ túc lại vào nói rằng bọn trương chiêu lại khuyên tướng quân đừng cất quân để xin hàng tào tháo đó đều là mưu của kẻ chỉ biết giữ mình và vợ con đó thôi xin chúa công đừng nghe tôn quyền vẫn còn do dự túc lại nói nếu chúa công hoài nghi tất bị chúng làm lỡ việc quyền nói ngươi hãy lui ra để ta còn nghĩ kỹ đã túc trở ra bấy giờ bọn võ tướng có nhiều người muốn đánh nhưng bọn quan văn thì ai cũng muốn hàng mọi người bàn bạc phân vân không nhất trí tôn quyền vào nhà ăn ngủ không yên vẫn phân vân chưa định ngô quốc thái thấy thế mới hỏi con suy nghĩ đến việc gì đến nỗi bỏ cả ăn lẫn ngủ thế quyền nói nay tào tháo đóng quân ở giang án có ý muốn đánh xuống giang nam hỏi các văn võ kẻ muốn hàng người muốn đánh nếu đánh thì e mình ít không địch nổi nhiều muốn hàng thì sợ tào tháo không dung bởi thế con phân vân chưa định Ngô Quốc Thái nói, con không nhớ lời chị ta lúc lâm Trung giận lại thế nào ư? Tôn quyền sực nhớ lời trước, như người say tỉnh lại, như người ngủ mê thức dậy. Ấy là, nhớ lời Quốc Thái truyền khi mất nên để Chu Lang lập chiến công, muốn biết lời di trúc của Quốc Thái, xin xem hồi sau. Hồi 44, Khổng Minh dùng kế khích Chu Du, Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo, lại nói Ngô Quốc Thái thấy Tôn Quyền nghi hoặc không quyết, mới bảo, khi hấp hối mẹ con dặn phải theo di trúc của bá phù là phàm công việc trong nước không quyết định được thì hỏi trương chiêu việc bên ngoài không quyết định được nên hỏi chu du này sao con không mời chu du về mà hỏi quyền mừng lắm lập tức sai sứ ra phiên dương mời chu du về bàn việc nguyên chu du đang ở hồ phiên dương luyện tập quân thủy nghe tin tào tháo đem quân đại quân đến hán thượng liền cấp tốc về sài tang để bàn việc quân sứ giả chưa kịp đi thì chu du đã về đến nơi Lỗ Túc vốn thân với Chu Du, đi ra đón trước, và thuật lại đầu đuôi việc trước cho Du nghe. Chu Du nói, tử kính đừng lo, tôi đã có chủ trương rồi, hãy nên mời ngay khổng minh đến. Lỗ Túc lên ngựa đi luôn, Chu Du vừa ngồi nghỉ ngơi, chợt báo có Trương Chiêu, Cô Ung, Trương Hoành và Bộ Chắc, bốn người đến thăm. Du mời vào trong nhà ngồi chơi, hỏi han sức khỏe mọi người. Trương Chiêu nói, đồ đốc có biết việc mất còn của Giang Đông không? Dù nói, chưa biết, chiêu nói, Tào Tháo cầm trăm vạn quân, đóng ở Hán Thượng. Hôm trước, có đưa tờ hịch đến đây, mời chúa công hội săn ở Giang Hạ. Tuy hắn định thôn tính ta, nhưng chưa nói rõ ra thôi. Bọn chiêu chúng tôi đã khuyên chúa công nên hàng đi, họa may Giang Đông mới tránh được vạ. Không ngờ lỗ túc dắt ngay anh ra cát lượng, quân sư của Lưu Bị ở Giang Hạ về. Vì hắn muốn trả thù Tào Tháo, nên nói khích chúa công lỗ túc thì u lì không hiểu gì cả. nay chỉ đợi đô đốc về để quyết định dứt khoát việc ấy. du hỏi thế ý kiến các ông có giống nhau không? bọn cố ông đáp chúng tôi đã bàn bạc ý kiến đều giống nhau cả rồi. du nói ta cũng muốn hàng đã lâu. các ông hãy đi về đi. sáng mai ra mắt chúa công, ta sẽ có quyết định. được một lát lại có tin bọn chiến tướng là trình phủ hoàng cái hán đường đến. du mời vào thăm hỏi xong. Trình phủ hỏi, đồ đốc có biết Giang Đông nay mai về tay người khác không? Dù nói, chưa biết, phủ nói, bọn tôi từ khi theo tôn tướng quân, mở mang cơ nghiệp, lớn nhỏ hơn trăm trận đánh, mới có được sáu quận thành trì. Này chúa công nghe bọn mưu sĩ muốn hàng tào tháo, thật là việc nhơ nhuốc đáng tiếc, chúng tôi thà chết chứ không khi nào chịu nhục, xin đồ đốc khuyên chúa công quyết kế khởi binh, chúng tôi xin thề cố chết mà đánh, thế ý kiến các ông có giống nhau không? Hoàng cái phẫn uất đứng dậy, vỗ tay lên chán, nói, tôi thề rằng đầu này mất thì mất, chớ không bao giờ hàng tao. Cả bọn cũng đồng thanh nói không khi nào chịu hàng, dù nói, ta đang muốn quyết chiến với Tào Tháo, há chịu hàng. Xin các tướng hãy về, ta vào ra mắt chúa công sẽ có quyết định. Bọn trình phổ trở ra, chưa dập bã trầu, lại có quan văn là Gia Cát Cần và Lã Phạm đến. Dù đón vào, chào hỏi xong xuôi, Gia Cát cần nói, em tôi là Gia Cát Lượng từ Hán Thượng lại đây nói việc Lưu Dự Châu muốn kết với Đông Ngô để đánh Tào Tháo. Các quan văn võ bản định chưa xong, vì em tôi là sứ giả, nên tôi không tiện nói nhiều, chỉ đợi đô đốc về quyết định. Dù nói, ý ông thế nào, cần nói, hàng thì dễ yên, đánh thì khó giữ. Chu Du cười, nói, tôi đã có chủ trương, ngày mai đến phủ sẽ có quyết. Chợt lại có bọn lã mông, cam ninh đến, du mời vào cùng bàn luận việc đó kẻ muốn hàng người muốn đánh tranh luận gay gâu chu du nói không phải nói chi cho lắm ngày mai xin cứ đến cả phủ để thảo luận mọi người ra về chu du cười nhạt lúc lâu mới thôi chiều hôm ấy được tin lỗ túc đưa khổng minh đến du ra tận cửa đón vào thì lễ xong chia mua chủ khách ngồi chơi túc hỏi chu du rằng này tào tháo huy động lực lượng lớn xâm chiếm miền nam hòa với đánh chỉ có hai đường chúa công chưa quyết định cốt đợi tướng quân ý kiến tướng quân thế nào dù nói tào tháo mượn tiếng thiên tử thì không nên kháng cử và lại thế tào to lắm chưa dễ địch nổi đánh thì tất thua mà hàng thì dễ yên ý ta đã quyết ngày mai ta vào hầu chúa công xin sai sứ đi hàng tào lỗ túc ngạc nhiên nói ông nói lầm rồi cơ nghiệp giang đông đã trải ba đời rồi sao một chốc mà để vào tay người khác tôn bá phủ trước đã dặn phàm công việc ngoài phó thác cho tướng quân chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân để giữ sao cho cơ nghiệp đông ngô vững như thái sơn chẳng dè tướng quân cũng theo lời mấy đứa hèn nhát đó sao dù nói sáu quận giang đông nhân dân đông đúc biết bao nay nếu bị nạn binh đao tất quy oán cho ta nên ta nhất định xin hàng lỗ túc nói không thể thế được tướng quân là bậc đại anh hùng đông ngô là nơi hiểm trở vị tất tào tháo đã làm mưa gió gì được hai người cùng tranh luận khổng minh chỉ ngồi thu tay cười mát du hỏi tiên sinh có việc gì mà cười khổng minh đáp tôi có cười gì đâu chỉ cười từ kính không thức thời túc hỏi sao tiên sinh bảo tôi không thức thời khổng minh đáp công cần muốn hàng tào rất là hợp lẽ du nói khổng minh là người thức thời tất một lòng như ta túc nói khổng minh sao ông lại nói thế Khổng Minh đã tháo rất giỏi việc dùng binh, thiên hạ không ai địch nổi. Trước chỉ có lã bố, viên thiệu, viên thuật, lưu biểu là dám chống cự. Mấy người ấy đều bị tháo giết cả rồi, thiên hạ không còn ai nữa. Chỉ có lưu dự châu là không thức thời, mới dám gượng gạo chống lại. Này thân cô thế cô ở đất giang hạ, mất còn chưa biết ra sao. Tướng quân quyết kế hàng tàu, để bảo toàn vợ con, phú quý, còn như vận nước đổi thay, phó mặt trời có chi đáng tiếc lỗ túc giận lắm nói người muốn cho chủ ta uốn gối chịu nhục với lũ giặc nước à khổng minh nói ta có một kế không phải cần đến khiêng dây gánh rượu không phải nộp nước dâng ấn cũng không cần phải thân sang sông chỉ sai một người xứ với chiếc thuyền nhẹ đưa hai người sang sông mà thôi tào tháo được hai người ấy thì lập tức trăm vạn quân cũng cởi giáp cuốn cờ rút lui ngay Dù hỏi dùng hai người nào mà lui được quân tào khổng minh nói đất giang đông mà bỏ hai người ấy bất quá như cây to rụng một cây lá kho lớn mất một hạt thóc nhưng tào tháo được hai người ấy lập tức sẽ cuốn cờ cởi giáp vui mừng rút lui ngay dù là hỏi hai người nào khổng minh nói khi tôi ở long trung nghe tin tháo mới dựng một cái đài ở trên sông trương hà gọi là đồng tước trang hoàng lịch sự rồi kén những con gái đẹp trong thiên hạ nhốt đầy trong đó tháo vốn là đồ hiếu sắc biết bên Giang Đông ông Kiều Công có hai người con gái, con lớn là Đại Kiều, con nhỏ là Tiểu Kiều. Hai người đều nhan sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường, nguyệt thẹn. Tháo từng thề rằng, một là ta thề đạp bằng bốn bể, dựng nên nghiệp hoàng đế, hai là lấy được hai chị em nàng Kiều ở Giang Đông, đem về đài đồng tước để vui tuổi già, thì dẫu chết cũng không tiếc gì đời nữa. Này Tháo tuy đem quân trăm vạn, trực chiếm Giang Nam, nhưng thật ra chỉ vì hai người con gái ấy tướng quân sao không tìm kiều công đem nghìn vàng mua lấy hai người con gái rồi sai người mang dâng cho tào tháo tháo mãn nguyện tất rút quân về đó cũng là kế phạm lãi dâng tây thi cho mô vương sao không kíp làm đi Dù hỏi có gì làm chứng về việc tào tháo muốn được hai nàng kiều không khổng minh nói con nhỏ tào tháo là tào thực tự là từ kiến có tài đặt bút thành văn tháo sai là một bài phú gọi là phú đài đồng tước. Ý chính trong bài phú ấy, chỉ nói về nhà Tào nếu làm thiên tử thì thể sẽ lấy cho kỳ được hai nàng kiều. Du hỏi, ông có nhớ bài phú ấy không? Khổng Minh nói, tôi thích lời văn hoa mỹ của bài ấy, nên cũng thua. Du nói, xin thử đọc cho nghe. Khổng Minh đọc luôn bài phú, trong bài có mấy câu, lập xong đài ư tả hữu hề, hữu ngọc long giữ kim phụng, lãm nhị kiều ư đông nam hề lạc chiêu tịch trí giữ cổng, nghĩa là, dựng hai đài ở bên tả bên hữu có đài Ngọc Long, có đài Kim Phụng. Nhốt hai nàng kiều bên đông nam, để sớm chiều cùng vui vầy. Đóng ngoặc đơn, Chu Du nghe xong mấy câu ấy, đỏ mặt tía tai, đứng phát dậy trỏ tay về phương Bắc mà mắng rằng, thằng giặc tàu này khinh ta quá chừng, khổng minh vội ngăn lại, nói, ngày xưa chúa dự hung nô hay xâm lấn bờ cõi. Thiên tử nhà Hán còn phải đem công chúa gả cho nó, để cầu hòa nay tướng quân tiếc làm chi hai người con gái thường dân ấy dù nói ông chưa rõ đại kiều là vợ tôn bá phù tiểu kiều là vợ du đó khổng minh giả vờ sợ sệt nói tôi thật vô tình nói năng lỗ mổ, tội đáng chết đáng chết chu du nói ta thề cùng thằng giặc già một con một mắt khổng minh nói tướng quân nên nghĩ cho chín kẻo hối về sau du nói ta đã vâng lời tôn bá phù ủy thác có lẽ hạ mình hàng tàu vừa rồi ta nói thế, là thử lòng nhau đó thôi. Ta từ khi ở phiên dương về đây, vẫn có chủ trương đánh miền Bắc, dù giao búa kề đầu cũng không lay được. Xin khổng minh giúp ta một tay, cùng phá giặc tàu. Khổng minh nói, nếu ngài không bỏ lượng, thì lượng xin đem hết lòng khuyển mã, sớm tối vâng lời sai khiến. Du nói, ngày mai ta vào yết kiến chúa công, sẽ bàn ngay việc cất quân. Khổng Minh và Lỗ Túc từ biệt Chu Du ra về, sáng sớm hôm sau, tôn quyền ra công đường, bọn quan văn là Trương Chiêu, Cô Ung, hơn 30 người, bọn quan võ là Trình Phổ, Hoàng Cái, hơn 30 người, áo mũ san sát, gươm đeo sáng quắc, chia ngồi thứ đứng hai bên. Một lát, Chu Du vào yết kiến, thi lễ xong, tôn quyền ân cần thăm hỏi Du nói, gần đây, nghe Tào Tháo đóng binh ở Hán Thượng, có đưa thư sang đây, ý kiến Chúa Công thế nào? Quyền đưa tờ lịch cho Chu Du xem, Du xem xong, cười nói, thằng giặc giả cho Giang Đông ta là không có ai chăng, sao dám quá khinh nhờn ta thế? Quyền hỏi, dù nói, Chúa Công đã cùng với văn võ bàn định chưa? Quyền nói, mấy hôm nay bàn luận việc ấy, người thì khuyên ta nên hàng, kẻ lại bảo ta nên đánh, y ta chưa định bề nào, xin công cần quyết định cho. Dù nói, ai khuyên Chúa Công hàng? Dù hỏi ngay Trương Chiêu, xin cho ý kiến muốn hàng của tiên sinh thế nào, Chiêu nói, Tào Tháo mượn tiếng triều đình để dẹp đánh bốn phương nay lại mới được kinh châu uy thế ngày càng lớn giang đông ta mà có cự được với tào tháo là nhờ dựa vào sông trường giang giờ đây tào tháo có hàng trăm nghìn chiếc thuyền thủy lục cùng tiến ta lấy gì mà chống được không bằng hãy hàng rồi sau sẽ liệu kế khác chu du nói đó là lời bàn của bọn hủ nho giang đông từ khi lập nước đến giờ đã trải ba đời sao nỡ chốc lát bỏ mất quyền mới hỏi thê đánh thì có kế gì Chu Du nói, Tháo tuy giả danh là tướng nhà Hán, thật ra là giặc nhà Hán. Mà tướng quân là bậc thần võ hồng tài, nhờ cơ nghiệp của cha anh, bình giỏi lương nhiều, đáng lẽ tung hoành cả trong thiên hạ, trừ kẻ bạo tàn, sao lại phải hàng giặc. Và lại, Tháo đi chuyến này mắc phải nhiều điều kỵ trong binh pháp, đất Bắc chưa yên, còn cái họa mã đằng, hàn toại sau lưng, mà Tháo dám ở lâu để đánh phương Nam, là một điều kỵ quân Bắc không quen đánh dưới nước mà tháo dám bỏ yên ngựa dùng bè thuyền tranh giành với đông ngô là hai điều kỵ đang mùa đông rét mướt ngựa không có cỏ khô ăn mà dám khởi binh là ba điều kỵ đem quân ở lục địa tiến sâu vào chỗ sông hồ không quen thủy thủ nhiều người đau ốm là bốn điều kỵ quân tào tháo phạm bốn điều kỵ ấy dẫu nhiều cũng phải thua tướng quân bắt được tháo ở chính lúc này dù chỉ xin vài vạn tinh binh đến đóng ở hạ khẩu đủ phá được tào tháo cho tướng quân xem tôn quyền đứng vùng dậy nói thằng giặc già muốn cướp ngôi nhà hán đã lâu chỉ e có hai anh em họ viên lã bố lưu biểu với ta mà thôi Này mấy người ấy đã mất duy chỉ còn có ta ta cùng với giặc già thề không chung sống người nói đánh chính hợp ý ta quả là trời cho ngươi xuống giúp ta đó chu du nói tôi xin vì tướng quân quyết một trận huyết chiến dù chết cũng không từ chỉ sợ tướng quân còn hồ nghi chưa định quyền rút ngay thanh gươm đeo ở mình chặt xuống góc bàn trước mặt nói rằng các quan các tướng ai còn nói hàng tàu sẽ như cái góc bàn này nói xong tặng luôn thanh gươm cho chu du phong chu du làm đại đô đốc trình phủ làm phó đô đốc lỗ túc làm tán quân hiệu úy nếu văn quan võ tướng ai không tuân lệnh dùng thanh gươm ấy chém đi chu du nhận gươm nói ta phụng mệnh chúa công đem quân đánh tào tháo chư tướng và quan viên, ngày mai đều phải ra trại trận ở cạnh bờ sông nghe lệnh. Ai chậm chạp lầm lỗi cứ chiếu theo trong bảy điều cấm lệnh, 54 tội trảm quyết thi hành. Nói rồi, du từ biệt tôn quyền bước ra khỏi phủ, các quan văn võ giải tán, đâu về đấy. Chu du về đến dinh, cho mời khổng minh vào bàn việc. Khổng minh đến, du nói, hôm nay, trong phủ bàn định đã xong, xin tiên sinh cho biết kế hay để phá tào tháo khổng minh nói bụng tôn tướng quân chưa thật ổn không thể định kế được vội dù hỏi thế nào là bụng trong chưa được ổn khổng minh nói vẫn còn có ý sợ quân tào nhiều quân mình ít không địch nổi tướng quân nên nói rõ quân số để tôn tướng quân vững dạ thì việc lớn ắt xong dù nói tiên sinh nói phải lắm dù bèn vào ngay ra mắt tôn quyền quyền hỏi đêm khuya công cần còn đến đây chắc hẳn có việc gì dù thưa ngày mai cất quân chúa công còn nghi hoặc chút nào không? Quyền nói, ta chỉ còn lo quân tàu nhiều lắm, sợ không địch nổi thôi. Du cười, nói, tôi chỉ vì việc ấy mà đến đây, nói rõ để chúa công biết. Chúa công thấy hịch tào tháo nói dối có trăm vạn quân, nên sinh lòng nghi sợ, không xét rõ hư thực thế nào. Này xét ra, hắn huy động quân mã trong nước chẳng qua được 15, 16 vạn, mà đã mệt mỏi cả rồi số quân thu được của họ viên cũng độ tám vạn, nhưng đa số vẫn còn nghi ngờ chưa phục. Quân số tuy nhiều cũng không đáng sợ, tôi chỉ xin 5 vạn quân là đủ phá nổi. Chúa công chớ nên ấy náy nữa, quyền vỗ vào lưng Chu Du mà nói rằng công cần nói đến điều ấy, thật gỡ được mối hoài nghi cho ta. Tử bố không biết gì, ta mất tin cậy, chỉ có ngươi với tử kính là hợp bụng với ta thôi. Vậy thì ngươi hãy cùng với tử kính, trình phủ mang quân đi trước ta thu xếp thêm quân mã, tải nhiều lương thực, làm hậu ứng cho. Tiền quân phòng có điều gì không được như ý, thì đã có ta đây. Ta phe này quyết nhau với giặc tàu, không còn hồ nghi gì nữa. Chu Du từ tạ ra về, bụng nghĩ thầm rằng khổng minh đã đoán chúng được cả ruột gan ngô hầu, mà mưu kế gì cũng hơn ta một bậc. Nếu để lâu tất gây vạ cho đông mô ta, chi bằng giết quách đi cho rành, rồi lập tức sai người mời lỗ túc vào, bàn việc muốn giết khổng minh. Túc can rằng, không nên, này giặc tảo chưa phá được, mà đã giết mất người hiền sĩ, thế là tự mình hại người giúp việc cho mình đó. Dù nói, người này giúp lưu bị, tất gây vả cho đông ngô về sau. Túc nói, nên sai anh ruột y là gia cát cần sang dụ y về với đông ngô chẳng hay hơn ư. Dù chịu là phải, sáng hôm sau, dù đến hành dinh, ngồi cao trên trướng, quân đao phủ đứng sắp hàng hai bên, hội họp cả văn võ lại để truyền lệnh. Nguyên Trình phổ hơn tuổi Chu Du, thấy Du Quyền to hơn mình, có ý không vui, giả ốm không đến, sai con là Trình Tư đi thay. Du truyền lệnh cho các tướng rằng phép vua không thể thân sơ, chức phận ai nấy phải giữ. Hiện nay Tào Tháo lộng quyền, tệ hơn đồng trác, giam thiên tử ở hứa đô, đóng bạo quân ở biên cạnh. Tà này phụng mệnh ra đánh, các ông cùng phải gắng sức đồng lòng. Quân đi đến đâu, không được quấy nhiễu dân sự ai có công thì thường, ai có tội thì phạt, không tư vị ai cả. Nói đoạn, sai hàn đương, hoàng kết làm tiền bộ tiên phong, lĩnh chiến thuyền đi ngay hôm ấy, đến cửa sông Tam Giang đóng trại, chờ có lệnh khác sẽ hay. Tưởng khâm, chu thái làm đội thứ hai, lạc thống, phan, trương làm đội thứ ba, thái sử từ, lã mông làm đội thứ tư, lục tốn, đồng tập làm đội thứ năm, lã phạm, chu trị đi tuần phòng cả bốn mặt và đốc thúc quan quân thủy lục phải song song tiến lên, hẹn nội nhật hôm ấy phải đi cả, các tướng được lệnh, ai nấy thu xếp thuyền bè vũ khí ra đi. Trình tư về thuật lại với cha rằng chu du điều binh hợp phép lắm. Trình phủ giật mình nói, ta vẫn khinh chu lang nhu nhược, không xứng đáng làm tướng. Này y giỏi như thế, thật là tướng tài, ta há chẳng phục sao, lập tức phủ đến chạy chu du tạ tội, du cũng khiêm tốn tạ lại. Hôm sau, du mời Gia Cát Cần đến bảo rằng lệnh đệ là khổng minh có tài vương tá, sao lại hạ mình đi thờ lưu bị. Này mai y đến Giang Đông, phiền tiên sinh chớ có quản công, đến dụ y về với Đông Mô, thì chúa công được thêm một tay giỏi, mà anh em tiên sinh lại được đoàn tụ, chẳng hay lắm du. Cần thưa, từ khi tôi đến Giang Đông, chưa lập được một chút công nào, nghĩ cũng xấu hổ lắm. Này đồ đốc đã sai, tôi xin cố gắng, nói rồi lên ngựa chạy ngay đến ngay nhà khách vào thăm Khổng Minh. Khổng Minh mời vào, hỏi Han trò chuyện rồi, cần khóc mà nói rằng, em có biết bá di, thúc tề ngày xưa không? Khổng Minh nghĩ thầm đây tất là chu du cho đến dụ mình, liền đáp lại rằng, bá di, thúc tề là bậc thánh hiền đời xưa. Cần nói, hai ông ấy dẫu đến lúc chết đói ở núi Thú Dương, anh em cũng còn ở với nhau một chỗ. Này ta với em, ruột thịt một nhà, thế mà mỗi người thờ một chủ, sớm tối không được đoàn tụ với nhau chẳng đáng thẹn với di tề lắm ư khổng minh nói anh nói là tình em giữ là nghĩa anh với em cùng là dòng dõi nhà hán nay lưu hoàng thúc là tôn thất nhà hán nếu anh bỏ đông ngô về thờ hoàng thúc với em thì trước không hổ thẹn với bầy tôi nhà hán sau nữa anh em lại được họp mặt nhau thế là tình nghĩa hai đường vẹn cả anh nghĩ thế nào cần nghĩ bụng mình đến dụ nó chẳng hóa nó lại dụ mình rồi ngồi ngần mặt ra chẳng nói được câu gì lát sau cần đứng dậy ra về ý kiến Chu Du, thuật lại lời khổng minh. Du nói, ý ông làm sao, cần nói, tôi đội hậu ơn tôn tướng quân, có đâu nữa bỏ. Du nói, ông đã có bụng chung với chủ như thế, không phải nói nữa. Còn khổng minh ta sẽ có cách thuyết phục y, thế mới là, trí đối trí, tưởng là dễ hợp, tài trọi tài, lại hóa ghen nhau, chưa biết Chu Du có mẹo gì thuyết phục được khổng minh. Xin xem hồi sau sẽ rõ hồi 45, cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binh, hội quần anh, tưởng cán mắc mẹo, lại nói Chu Du nghe ra cát cần nói, giận khổng minh lắm, âm mưu muốn giết. Hôm sau điểm quân xong, Du vào chào từ biệt tôn quyền. Quyền nói, người cất quân đi trước, ta lập tức đi sau tiếp ứng. Chu Du từ tả trở ra, cùng với lỗ túc, trình phủ cất quân đi và mời khổng minh đi cùng một thể. Khổng minh vui vẻ nhận lời, lên cả thuyền dương buồm kéo đến hạ khẩu, cách cửa tam giang ba bốn mươi dặm đóng trại. Thuyền bè đỗ rất có trật tự, chu du hạ trại ở giữa, trên bờ thì dựa vào núi Tây Sơn lập doanh trại, chung quanh cũng lập đồn phòng bị cả. Khổng Minh ở riêng một chiếc thuyền nhỏ, chu du phân phát đâu đấy rồi sai người mời Khổng Minh đến bàn việc. Khổng Minh đến trung quân vào gặp chu du, dù nói ngày trước quân Tào tháo ít, quân viên thiệu nhiều, thế mà tháo đánh được thiệu, ấy là bởi vì tháo dùng mưu hứa du trước hết triệt lương thực ở ô Sào. nay quân tào 83 vạn quân ta chỉ độ năm sáu vạn cự sao nổi tất cũng phải đốt lương của tháo trước rồi mới phá được tôi đã dò biết được lương thảo tào tháo chứa cả ở núi tụ thiết tiên sinh ở hán thượng đã lâu am hiểu đường đất xin phiền tiên sinh cùng với quan trương tử long đi ngay đến đó triệt lương của tào tháo tôi xin giúp thêm một nghìn quân mã hai bên cùng vì việc chủ cả xin tiên sinh đừng có thoái thác khổng minh nghĩ thầm rằng chắc họ dụ ta không nổi nên lập kế hại ta nếu ta từ chối họ hẳn chê cười chi bằng cứ vâng lời rồi sẽ liệu kế khác nghĩ vậy khổng minh vui vẻ xin vâng lệnh chu du thấy khổng minh nhận lời cũng mừng lắm khổng minh từ giã ra về lỗ túc hỏi nhỏ chu du ông sai khổng minh đi đốt lương là ý làm sao du nói ta muốn giết khổng minh nhưng ngại thiên hạ chê cười cho nên mượn tay Tào Tháo giết đi, để khỏi lo về sau. Túc nghe nói, liền đến chơi Khổng Minh, xem Khổng Minh có biết ý gì không, nhưng chỉ thấy Khổng Minh cứ điềm nhiên như không, sắp sửa, điểm quân mã để đi. Túc Thương Hải mới hỏi gượng rằng tiên sinh đi chuyến này, chắc có thành công được không? Khổng Minh cười, nói ta đánh thủy, đánh bộ, đánh mã, đánh xe, môn nào cũng giỏi, khó gì mà chẳng thành công. Chớ chẳng như ông và Chu Lang chỉ biết có một nghề mà thôi đâu. Túc hỏi tôi với công cần, thế nào là chỉ biết có một nghề? Khổng Minh nói tôi nghe trẻ con ở Giang Nam có hát rằng, mặt bộ cầm quân tài tử kính, ra sông đánh thủy có chu du. Xét như vậy, thì ông chỉ tài trên bộ, chẹn đường giữ ải, còn Chu Lang thì chỉ biết đánh thủy, chớ đánh bộ thì kém. Túc lại mang lời ấy về nói với Chu Du. Du nổi giận nói, sao dám bảo ta không đánh được mặt bộ có phải thế thì không khiến khổng minh đi nữa để ta tự mang quân đến cướp lương tàu ở núi tụ thiết cho mà xem túc lại đem chuyện nói với khổng minh khổng minh cười bảo công cần sai ta đi cướp lương là cố ý mượn tay tàu tháo giết ta ta mới nói đùa một câu công cần đã không chịu được hiện nay đang lúc dùng người chỉ mong sao cho ngô hầu đồng tâm với lưu sứ quân mới thành công được nếu mang bụng hại lẫn nhau thì việc lớn sẽ hỏng mất Tào Tháo lắm mưu, xưa nay hắn chỉ quen cướp lương của người ta, lẽ đâu hắn chẳng phòng giữ cẩn thận. Công cần mà đi, tất nó bắt được, nay hãy đánh mặt thủy trước, để làm bớt cái nghệ khí của hắn đi, rồi sẽ liệu kế khác đánh phá mới được. Tử kính nên về nói với công cần cho khéo, lỗ túc lập tức đang đêm về nói với Chu Du, thuật lại lời khổng minh. Du lắc đầu, dẫm chân xuống nói rằng kiến thức người này, hơn gấp người ta, nếu không trừ ngay đi tất đề vạ về sau. Túc can rằng, này đang lúc cần người, xin hãy coi việc nước là trọng, đợi khi nào phá xong được tào tháo, bấy giờ sẽ liệu cũng vừa. Dù nghe lời, này lại nói huyền đức dặn dò liêu kỳ giữ lấy giang hạ, còn mình cùng với các tướng dẫn quân sang hạ Hồng. Từ xa trông sang phía nam bờ sông, thấy cờ bay phất phới, gươm giáo sáng quắc, biết là đông ngô đã cất quân, bèn đem cả quân giang hạ đến đóng ở phàn khẩu. Huyền Đức họp các tướng sĩ lại bàn, khổng minh từ khi sang Đông Ngô đến nay không thấy tin tức gì, không biết sự thể ra sao. Ai có thể đi dò hết tình hình về báo cho ta? Mì Trúc xin đi, Huyền Đức sai mang dê, rượu và đồ lễ sang Đông Ngô, giả tiếng khao quân, để dò xét hư thực. Trúc vâng lệnh, bơi một chiếc thuyền thuận dòng sang sông, thẳng đến trại Chu Du. Quân sĩ vào báo, Du mời vào, Mì chúc lại hai lẩy dâng đồ lễ vật và bày tỏ ý huyền đức. Dù nhận lễ rồi mở tiệc khoản đãi, Trúc nói, Khổng Minh sang đây đã lâu, xin cho về một thề. Dù nói, Khổng Minh đang cùng ta lập mưu phá Tào Tháo, về thế nào được? Ta cũng muốn gặp Lưu Dự Châu để cùng bàn việc, nhưng ta đang thống lĩnh đại quân, không thể đi xa được. Nếu Dự Châu có lòng hạ cố đến chơi một chút, thì ta hà lòng mong đợi lắm. Mì Trúc vâng lời, lại từ trở ra. Lỗ Túc hỏi Chu Du rằng ông muốn tiếp lưu Huyền Đức để bàn việc gì? Du nói, Huyền Đức như con thú dữ trong đời, không thể không trừ được. Này ta thừa cơ dụ y đến giết đi, để trừ một mối lo to cho nước nhà. Túc can ngăn hai ba lần, Du nhất định không nghe, truyền ngay lệnh rằng Huyền Đức đến đây, thì phục sẵn 50 tên đao phủ ở trong buồng hễ lúc nào ta quẳng cái làm hiệu, thì ùa ra giết đi. Mi chúc về ra mắt Huyền Đức, thuật chuyện Chu Du muốn mời đến chơi để bàn bạc việc gì. Huyền Đức sai thu xếp một chiếc thuyền nhẹ, định đi ngay, Vân Trường can rằng Chu Du là người đa mưu, lại không có thư của khổng minh, hoặc có mưu lừa gì chăng, không nên khinh thường. Huyền Đức nói, ta này kết liên với đông ngô, cùng phá tào tháo. Này Chu Du muốn gặp ta, nếu ta không đi thì không phải là tình đồng minh với nhau. Hai bên cứ ngờ vực lẫn nhau, việc to hỏng mất. Vân Trường nói, nếu huynh trưởng muốn sang đó, em xin đi theo, Trương Phi cũng xin đi. Huyền Đức nói, chỉ Vân Trường đi là đủ. Dực Đức với Tử Long ở nhà giữ trại, giản ung giữ ngạc huyện cho vững, ta đi sẽ về ngay. Phần công đâu đấy rồi, Huyền Đức bèn cùng Vân Trường chỉ đem 20 tên quân, bơi một chiếc thuyền nhỏ sang Giang Đông. Huyền Đức ngắm trông chiến thuyền Giang Đông cùng với tinh kỳ binh giáp giản ra hai bên tả hữu tề chỉnh lắm, trong bụng cũng đã mừng thầm quân sĩ vào báo với chu du rằng lưu dự châu đã đến du hỏi y đem thuyền đến nhiều hay ít quân sĩ bẩm chỉ có độc một chiếc thuyền và hơn hai mươi tên tùy tùng du cười nói bọn này thật đáng chết lập tức sai quân đao phủ mai phục đâu đấy rồi ra trại đón huyền đức vào huyền đức dẫn vân trường và tùy tùng vào thẳng trung quân đôi bên chào nhau xong du mời huyền đức ngồi lên trên huyền đức nói tiếng tướng quân lẫy lừng cả thiên hạ bị này tài đức gì dám đâu phiền đến tướng quân phải trọng vọng nói rồi chia mua chủ khách ngồi chơi chu du mở tiệc khoản đãi khi ấy khổng minh tình cờ ra chơi bờ sông nghe tin huyền đức đến gặp chu du thất kinh vội lẻn vào trung quân xem động tĩnh ra làm sao thấy trên mặt chu du đầy những sát khí trông vào hai bên màn vách thì thấy đặc những quân đao phù khổng minh sợ hãi nói thế này thì làm thế nào nói rồi lại nhìn Huyền Đức, chỉ thấy Huyền Đức cười cười nói nói như không, lại thấy một người cắp gươm đứng hầu sau lưng Huyền Đức, nhìn xem ai thì là Quan Vân Trường, khổng minh mừng, nói, chủ ta không có gì đáng lo nữa rồi, nói xong không vào nữa, quay ra bờ sông đứng đợi. Chu Du mời mọc Huyền Đức uống rượu, được vài tuần, Du bèn đứng dậy cầm chén để mời, sực trông thấy Vân Trường cắp gươm đứng sau Huyền Đức, liền hỏi ai. Huyền Đức nói, em tôi là quan Vân Trường đó du giật mình hỏi có phải là người chém nhan lương văn xú khi xưa khi đó không huyền đức đáp chính phải du thất kinh mồ hôi đổ toát ra cả áo rồi rót rượu mời vân trường uống một lát lỗ túc vào huyền đức nói khổng minh ở đâu nhờ tử kính mời lại đây gặp một lát chu du nói đợi khi nào phá xong tào tháo bấy giờ sẽ gặp nhau cũng được huyền đức nín lặng vân trường đưa mắt cho huyền đức huyền đức biết ý đứng ngay dậy từ biệt Chu Du mà rằng, này tôi hãy xin cáo biệt, khi nào phá được giặc thành công, xin lại sang mừng. Dù cũng không giữ lại, tiễn ra cửa dinh, huyền Đức từ biệt ra đến bờ sông, đã thấy Khổng Minh ở trong thuyền, huyền Đức mừng rỡ. Khổng Minh nói, Chúa Công có biết việc nguy cấp hôm nay không? Huyền Đức ngạc nhiên nói, không biết có việc gì. Khổng Minh nói, nếu không có vân trường thì Chúa Công đã bị Chu Du hại rồi. Huyền Đức bấy giờ mới vỡ lẽ, bèn mời Khổng Minh cùng về phàn khẩu. Khổng Minh nói, tôi tuy ở kề miệng hồ, nhưng vững như Thái Sơn. Chúa Công trở về, đúng đến hôm 20 tháng 11 là ngày giáp tí, phải sai Tử Long mang một chiếc thuyền nhỏ chờ tôi ở mé nam bờ sông, chớ có sai hẹn. Huyền Đức hỏi ý làm sao, Khổng Minh nói, cứ xem gió đông nam nổi lên lúc nào, thì tôi về lúc ấy. Huyền Đức đi chưa được vài dặm, chợt thấy trên thượng lưu có năm sáu chục chiếc thuyền bơi đến một đại tướng cầm ngang ngọn mâu đứng trên mũi thuyền thì là trương phi nguyên phi sợ huyền đức gặp lỡ làng gì một mình vân trường không địch nổi cho nên mới đem thuyền đến tiếp ứng ba người cùng nhau về trại lại nói chu du tiễn xong huyền đức về trại lỗ túc hỏi rằng ông đã mời huyền đức đến đây sao lại không giết nữa du nói quan vân trường là một hồ tướng đời nay cùng với huyền đức không rời nhau lúc nào nếu ta hạ thủ thì y tất giết ta trước. Túc nghe nói cũng dựng tóc gáy, chợt lại có tin vào báo tào tháo sai người đưa thư đến. Dù gọi vào, sứ giả dâng thư lên. Dù cầm thư xem thì thấy đề ở ngoài phong bì rằng đại thừa tướng nhà hán giao cho chu đô đốc phải mở thư này. Dù nổi giận, không mở thư ra xem nữa, xé nát, quẳng xuống đất và quát sai điệu sứ giả ra chém. Lỗ Túc can rằng hai nước đánh nhau, không nên chém sứ giả. Dù không nghe nói, phải chém để thị oai, rồi du sai chém luôn sứ giả, cho đầy tớ mang đầu về bên tàu. Đoạn du hạ lệnh cho Cam Ninh làm tiên phong, Hàn Đương làm tả dực, tưởng khâm làm hữu dực, du thì tự lĩnh các tướng đi tiếp ứng, sáng hôm sau, canh tư thổi cơm ăn, canh năm mở thuyền, đánh trống hò reo bắt đầu sang đánh tàu. Tào Tháo thấy Chu Du xé thư chém sứ giả, bèn nổi giận đùng đùng, lập tức sai sái mạo, trương doãn và bọn hàng tướng kinh châu làm tiền bổ tháo tự lĩnh hậu quân đốc thúc chiến thuyền kéo đến của tam giang vừa tới nơi đã thấy thuyền đông ngô đen kịt cả sông một đại tướng ngồi đầu thuyền gọi to lên rằng ta là cam ninh đây ai dám ra đây quyết chiến với ta không sái mạo sai em là sái huân tiến lên trước hai thuyền gần nhau cam ninh dương công đặt tên bắn sang một phát huân ngã gục ngay xuống ninh thúc thuyền đánh dấn vào muôn ngàn cung nỏ nhả tên như mưa quân tàu không sao địch nổi. Lại có hàn đương ở tà, tường khâm ở hữu, hai mặt cùng sông thẳng vào đội quân tàu. Quân tàu quá nửa là quân vùng thanh, từ xưa nay không quen đánh thủy, trèo trống không vững, chiến thuyền tròng tranh, nghiêng ngả trên mặt sông. Bên này, ba đội thuyền của bọn Cam Ninh tung hoành trên mặt nước. Chu Du lại túc thuyền đánh giúp, quân tàu chết hại không biết bao nhiêu mà kề. Đánh nhau từ giờ tị đến giờ mùi, Chu Du tuy thắng, nhưng vẫn sợ quân tàu nhiều lắm mình địch không nổi lập tức khua chiêm thu thuyền về trại quân tàu thua trận trở về tháo lên trại trên cạn chỉnh đốn lại quân mã rồi đòi trương doãn sái mạo vào trách mắng quân đông ngô ít thế mà nó đánh được mình đó là các người không chịu hết lòng đó thôi sái mạo thưa quân thủy ở kinh châu lâu nay không được luyện tập mà quân ở thanh từ thì không quen đánh thủy nên mới bị thua nay nên lập một thủy trại cho quân thanh, từ ở trong, quân Kinh Châu ở ngoài, hàng ngày phải tập tành, khi nào giỏi mới dùng được. Tháo nói, người đã làm thủy quân đô đốc, thế nào tiện thì cứ làm, việc gì còn phải hỏi ta. Trương, sái hai người ra luyện quân thủy, suốt dài ven sông, lập ra một thủy trại cực to, thuyền lớn đóng xung quanh phía ngoài, thuyền nhỏ ở trong. Chia ra làm hai mươi cửa, con đường đi lối lại nối liền, đèn đuốc sáng rực trời, doanh trại trên cạn dài hơn 300 dặm, khói, lửa nghi ngút. Lại nói, Chu Du được trận về trại, khao thưởng ba quân, sai người báo tin thắng lợi với Ngô Hồng. Đêm hôm ấy, Chu Du lên cao đứng trông, thấy mé tây ánh lửa rực trời. Tả hiểu bẩm rằng đó là ánh đèn đuốc ở bên quân Tàu đó, Du cũng hoảng, hôm sau Du muốn thân đến xem thủy trại Tàu Tháo, liền sai sửa soạn một chiếc thuyền lầu, đem theo đồ âm nhạc và vài viên tướng khỏe mỗi người đeo một bộ cung tên thực tốt, từ từ bơi sang. Đến cạnh trại tháo, Du truyền đỗ thuyền lại, kèn, sáo nổi lên inh ỏi. Du nhìn trộm thủy trại địch, giật mình, nói rằng thật là đạt mức tuyệt diệu của quân thủy, lại nói rằng ai là đô đốc thủy quân bên tàu thế, tả hữu bẩm sái mạo và trương doãn. Du nói, hai người này ở Giang Đông đã lâu, thảo nghề đánh thủy, ta phải lập mẹo trừ trước đi, mới có thể phá được Tào Tháo. Giữa lúc ấy, quân vào báo với Tào Tháo rằng Chu Du đến xem trộm trại. Tháo sai chèo thuyền đuổi bắt, Du thấy cờ hiệu trong trại thủy phe phẩy vội sai nhổ neo, chèo thuyền bay vùn vụt, khi thuyền tháo ra khỏi cửa trại, thì Chu Du đã đi xa hàng chục dặm rồi. Quân Tào đuổi không kịp, quay về báo với Tào Tháo. Tháo hỏi các tướng, hôm qua ta vừa thua một trận, mất cả nhuệ khí, hôm nay nó lại sang xem trộm trại ta, ta nên dùng kế gì mà phá cho được tháo hỏi chưa dứt lời, có một người bước ra thưa rằng tôi tuổi nhỏ là bạn đồng học với Chu Du, chơi với nhau thân lắm. Này xin đem ba tấc lưỡi sang giang đông dụ người ấy lại hàng. Tháo mừng lắm, trông ra thì là tưởng cán, tự là tử dực quê ở cửu giang hiện đang làm Mặc tàn. Tháo bèn hỏi, tử dực chơi với chu du thân lắm à? Cán thưa, thừa tướng yên tâm, tôi sang tà ngạn chuyến này nhất định thành công. Tháo lại hỏi, có cần mang đồ vật gì đi không? Cán nói chỉ một tiểu đồng đi hầu, với hai người chèo thuyền là đủ. Tháo mừng lắm, mở tiệc rượu tiễn tưởng cán. Cán đội khăn cát đằng, mặc áo vải rộng tay, ngồi một chiếc thuyền con, đến thẳng trại Chu Du, sai người vào báo là có bạn cũ tưởng cán lại thăm. Chu Du đang ngồi trong chướng bàn việc, nghe tin tưởng cán đến chơi, cười mà nói rằng Thuyết khách đến đây rồi, liền nghe vào tay các tướng dặn dò như thế, như thế. Ai nấy vâng lệnh đi ra. Du sửa lại áo mũ chỉnh tề dẫn vài trăm tùy tùng đều mặc áo gấm đội mũ hoa tiền hô hậu ủng đi ra tưởng cán dẫn một tiểu đồng mặc áo xanh ngang nhiên bước tới dù đón tiếp rất lễ độ cán hỏi công cần lâu nay mạnh khỏe chớ dù đã hấp từ rực sông pha sóng gió đến đây làm thuyết khách cho tào tháo đó chăng cán ngạc nhiên nói ta lâu nay không gặp túc hạ nên đến thăm hỏi cớ sao lại nghi ta là thuyết khách dù cười nói, ta đây tuy không thông minh bằng sư khoáng ngày xưa, nhưng nghe tiếng đàn cũng biết bụng người. Cán nói, túc hạ bạc đãi cố nhân thế, tôi xin cáo thoái. Du cười, kéo cánh tay cán mà nói, ta chỉ sợ anh làm thiết khách cho Tào Tháo, nếu không có ý ấy, thì can gì phải đi ngay. Hai người cùng vào chướng, chào hỏi xong, phân chủ khách ngồi chơi, lập tức du cho mời hết các tay anh kiệt vào ra mắt tử dực. Được một lát, các văn quan võ tướng mặc toàn áo gấm, tỷ tướng mặc toàn áo giáp bạc, xếp thành hai hàng đi vào. Dù bảo vái chào cả một lượt, rồi mới ngồi sang hai bên. Đoạn du truyền mở tiệc cực to, cử khúc nhạc thắng trận, mọi người thay phiên nhau đứng dậy mời rượu. Dù bảo với các quan rằng đây là ông bạn học với tôi từ ngày bé, tuy ở bên Giang Bắc đến chơi, nhưng không phải là tuyết khách của Tào Tháo, các quan đừng nghi nói rồi cởi thanh kiếm đeo trong mình giao cho thái sử tư và dặn rằng, ông đeo thanh kiếm này làm người giám tử. Hôm nay chỉ được nói chuyện bầu bạn vui vẻ với nhau thôi. Ai nói động đến chuyện quân sự giữa Đông Ngô với Tào Tháo sẽ bị chém lập tức. Thái sử tư vâng lệnh, đeo thanh gươm ngồi giám tiệc. Tưởng cán sợ hãi, chẳng dám nói lôi thôi gì cả. Chu Du nói, tôi từ khi cất quân ra đến nay, chưa từng nhấp một giọt rượu. Hôm nay gặp được cố nhân, lại không có điều chi nghi kỵ nên uống một bữa thực say. Nói rồi, Du cười ha hả cuộc rượu thật thỏa thuê. Trên tiệc, bát đũa mổn ngang, lúc đã tranh choáng hơi men, Du dắt tay tưởng cán ra ngoài trướng, quân sĩ ao mũ lịch sự. Vác kích cầm giáo đứng hầu, Du hỏi, thế quân ta có hùng tráng không? Cán đáp, thật là quân như hổ như báo cả, dù lại đưa cán đến sau trại lương thảo trồng chất như núi. Du nói, lương của ta có đủ dùng không? Cán đáp, quân đã giỏi, lương lại nhiều, quả tiếng đồn không ngoa. Dù giả xây, cười âm lên, nói tưởng nhớ lại khi ta cùng với tử dực còn học với nhau, có mong đâu được như ngày nay. Cán nói công cần có biệt tài, được thế cũng đáng, dù cầm tay cán, nói tài trai sinh ở đời gặp được chủ chi kỷ, ngoài là nghĩa vua tôi, trong là tình xương thịt, nói thì nghe, kế thì dùng, họa phúc có nhau. Như thế, dẫu đến tô tần, trương nghi, lục giả lục sinh có sống lại, miệng nói như nước, lưỡi sắc như dao, cũng không lay chuyển được lòng ta. Nói rồi lại cười ầm lên, tưởng cán mặt xám lại như cho, dù lại dắt cán vào trướng uống rượu với các tướng, nhân đó mà trò vào các tướng mà nói, đây toàn là anh Kiệt ở Giang Đông cả đấy. Hội hôm nay nên gọi là hội quần anh, bữa rượu kéo dài mãi đến tối, đèn nến thắp lên, dù đứng dậy múa gươm hát mấy công, trượng phu cốt lập công danh, công danh đã lập, lòng mình thảnh thơi, lòng thảnh thơi, vui chơi thích tính, chén say rồi đồng đỉnh hát ngông, dù đoạn, cử tọa cười ầm cả lên, đến canh khuya, cán tạ từ, nói, tử lượng tôi không sao kham được nữa, dù sai cất tiệc, các tướng đâu về đấy, dù nói, lâu này không ngủ chung với tử rực, nay phải gác chân lên nhau mà ngủ một đêm, dù giả làm say quá, dắt cán vào màn, rồi để nguyên cả áo mũ nằm ngủ, nôn huệ bừa bãi. Cán ngủ sao được, nghe thấy bên ngoài trống đã điểm canh hai bèn đứng dậy trông thấy đèn vẫn còn sáng mà chu du thì đã ngủ say tiếng ngáy như sấm cán trông lên bàn thấy một đống thư từ mới lẻn ra xem trộm đó toàn là thư các nơi gửi về trong có một phong ngoài đề sái mạo trương doãn cần phong cán giật mình mở ra xem trong thư nói như sau chúng tôi hàng tào tháo không phải có bụng mong phú quý đâu cũng là bất đắc dĩ này đã lừa được quân tàu nhốt cả trong thủy trại rồi. Khi nào được dịp, xin nộp đầu tàu tháo ở dưới cờ. Này mai có người đến, sẽ có tin báo, xin chớ nghi ngờ gì cả. Này kính thư, cần xem xong nghĩ rằng, té ra hai thằng này vẫn liên kết với đông ngô, lập tức giấu ngay tờ thư ấy vào tay áo, cán định xem thêm thư khác, thì thấy chu du chờ mình, bèn vội vàng tắt đèn đi ngủ. Dù nói làm nhảm trong mồm rằng, từ dực, vài hôm nữa cho anh xem đầu tào tháo. Lại thấy Du nói, từ Dực, anh hãy ở đây, ta sẽ cho anh xem đầu giặc tháo. Lúc cán hỏi lại thì Chu Du đã ngủ khi ra rồi. Cán nằm trên giường, đến mãi canh tư, thấy có người vào trướng gọi, Đồ đốc đã tỉnh chưa? Chu Du ra bộ nằm mê sực tỉnh, hỏi rằng ai nằm trên giường thế kia, người ấy đáp, Đồ đốc mời Tử Dực cùng ngủ, đã quên rồi à? Du hối hận nói, ta chưa khi nào uống rượu say thế này, hôm nay say quá, không biết có nói lỡ điều gì không. Người ấy nói, Giang Bắc, có người đến đây. Du nói, nói xe sẽ chứ, rồi gọi cán, tử dược, tử dược, cán bấy giờ vẫn tỉnh, nhưng vừa ngủ say không thưa, Du lẻn ra ngoài trướng. Cán lắng tai nghe lỏm thì thấy người bên ngoài nói rằng, Trương Doãn, sái mạo trong người lại bảo chưa thể nào hạ thủ được những câu sau nói nhỏ quá nên cán nghe không rõ một lát chu du trở vào lại gọi từ dược cán vẫn vờ ngủ không thưa du cũng cởi áo đi ngủ cán nằm nghĩ thầm rằng chu du là người cẩn thận sáng dậy không thấy thư tất nhiên sẽ không để cho mình được thoát vừa sang canh năm cán dậy gọi chu du du vẫn ngủ say cán bèn đội khăn mặc áo lẻn ra ngoài trướng gọi tiểu đồng đi thẳng đến cửa trại quân canh hỏi tiên sinh đi đâu cán nói ta ở đây mãi sợ lỡ việc đô đốc nên ta tạm cáo từ quân sĩ cũng không cản trở gì cả cán xuống thuyền bơi như bay về ra mắt tào tháo tháo hỏi tử dược đi có được việc không cán thưa chu du chi khí cao nhã lắm không sao dụ được tháo giận nói đi đã không được việc lại bị nó chê cười cho à cán thưa tuy rằng không dụ được chu du nhưng cũng điều tra được một việc giúp thừa tướng xin hãy cho tả hữu lui cả ra ngoài cán lấy thư ra và thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Tào Tháo nghe. Tháo nổi giận, nói: Cha, hai thằng dám vô lễ thế à? lập tức cho đòi Trương Doãn, Sái Mạo vào. Tháo hỏi: Này, ta định sai các ngươi tiến quân đây. Mạo bẩm: Quân sĩ tập chưa được giỏi, không nên tiến vội. Tháo gắt rằng: Nếu đợi đến lúc quân sĩ tập giỏi, thì đầu ta đã nộp cho Chu Du rồi. Hai người không hiểu ý thế nào, lúng túng chẳng biết nói năng ra sao. Tháo bèn quát võ sĩ lôi hai người ra chém. Một lát võ sĩ đem đầu vào dâng, tháo sực nghĩ ra ngay, nói rằng, thôi, ta mắc mẹo rồi, người sau có thơ than rằng, xưa này tào tháo tiếng khôn ngoan, khôn thế sao lại mắc mẹo gian, hỡi ơi, sái, trương, quân bán chúa, rước voi dày mà chết không ngoan, các tướng thấy tháo giết trương, xài, bèn vào hỏi nguyên nhân làm sao, tháo biết mình mắc mưu, nhưng vẫn không chịu nhận lỗi bèn bảo các tướng rằng, hai người ấy khinh thường quân Pháp nên ta giết đi, ai ấy đều thở dài buồn bã. Tháo chọn mao giới và vô cấm cử thay làm thủy quân đô đốc. Quân do thám tin về cho Chu Du. Du mừng rỡ, nói ta chỉ lo hai người ấy. Này đã trừ xong, lòng ta thanh thản vô cùng. Lỗ Túc nói đô đốc dùng binh như thế, lo gì chẳng phá được tào tháo. Du nói ta chắc rằng các tướng không ai hiểu mưu ta, chỉ có gia cát lượng kiến thức hơn ta chắc mẹo này cũng không giấu được hắn. Tử kính thử sang dò xem hắn có biết hay không, rồi về báo cho ta. Ấy là, muốn đem phản gián mưu vừa đạt, ướm hỏi người ngoài có biết không, chưa biết lỗ túc đi dò khổng minh thế nào, xem đến hồi sau mới rõ. Hồi 46, dùng trước lạ, khổng minh mượn tên, dâng kế mật, hoàng cái chịu nhục, lỗ túc vâng lời chu du xuống thuyền thăm dò khổng minh, khổng minh đón vào khoang thuyền ngồi chơi. Túc nói, mấy bữa nay bận việc quân, chưa lúc nào dành đến hầu chuyện tiên sinh được. Khổng Minh nói, chính tôi cũng chưa đến mừng đô đốc được. Túc hỏi, có việc gì mà mừng? Khổng Minh nói, việc công cần sai ông đến dò tôi xem có biết hay không, việc ấy chính nên mừng. Lỗ Túc tái mặt hỏi, sao tiên sinh biết? Khổng Minh đáp, mẹo ấy chỉ lừa được tưởng cán. Tào Tháo tuy cũng mắc mẹo, nhưng hắn tất nghĩ ra, xong không chịu nhận lỗi đâu. Này Trương, sái hai người đã chết, Giang Đông không phải lo gì nữa, sao chẳng mừng được. Tôi lại nghe Tào Tháo cho vô cấm, mau giới lên thay lĩnh chức thủy quân đô đốc. Hai người ấy chỉ có mang tính mệnh cả thủy quân Tào Tháo mà quảng đi, chớ làm chi được. Lỗ Túc nghe xong, nói một vài câu qua loa rồi từ biệt ra về. Khổng Minh dặn Lỗ Túc từ kính có về, đừng nói với công cần rằng tôi biết trước việc ấy nhé. Sợ rồi công cần mang lòng ghen ghét, lại kiếm chuyện để mưu hại tôi lỗ túc vâng lời trở về ra mắt chu du kể hết đầu đuôi du thất kinh nói người này quyết không sao để được ta phải chém đi mới xong lỗ túc can nếu ta giết khổng minh sẽ bị tào tháo cười cho du nói ta sẽ lấy phép công mà chém cho hắn chết cũng không oán được ta lỗ túc hỏi phép công gì du nói tử kính không phải nói đến mai sẽ biết hôm sau du hội cả các tướng dưới trướng mời khổng minh đến bàn việc Khổng Minh đến, du hỏi, này sắp đánh nhau với Tào Tháo ở trên mặt sông, nên dùng vũ khí gì đánh cho tiện. Khổng Minh thưa, trên mặt sông lớn, cốt lấy cung tên là đồng. Du nói, lời tiên sinh hợp ý tôi lắm, hiện trong quân đang thiếu tên bắn, phiền tiên sinh trông nom giúp cho việc làm 10 vạn chiếc tên. Đây là việc công, xin tiên sinh chớ nên từ chối. Khổng Minh nói, đồ đốc đã sai, tôi xin hết sức, xin hỏi 10 vạn tên khi nào dùng đến. Du hỏi, trong 10 hôm, có làm xong không? Khổng Minh nói, quân tảo này mai sắp đến, nếu đợi 10 ngày, việc lớn hỏng mất. Du hỏi, tiên sinh liệu độ mấy hôm thì xong? Khổng Minh thưa, trong nội 3 ngày sẽ nộp đủ 10 vạn tên. Du nói, việc quân không phải cho đùa đâu. Khổng Minh nói, đâu có dám đùa với đồ đốc. Tôi xin làm giấy cam đoan, nếu 3 ngày không xong, cam chịu trọng tội. Du mừng lắm, gọi ngay quan chính tư mang giấy tờ ra làm cam kết rồi mở tiệc khoản đãi và nói, khi nào xong việc, sẽ có hậu thưởng. Khổng Minh nói, hôm nay đã không kịp rồi, ngày mai bắt đầu làm, đến ngày thứ ba, xin đô đốc sai 500 quân đến bờ sông nhận tên đem về. Khổng Minh uống thêm vài chén rồi từ biệt, lỗ túc hỏi Chu Du, người này nói khoác chăng, Du nói, rõ ràng hắn tự mua lấy cái chết, chứ ta cũng không bắt ép gì hắn. Hôm nay đông đủ mặt các quan, làm tờ cam kết dù hắn có mọc cánh cũng không bay thoát ta dặn bọn thợ cố làm dây dưa và không cấp đủ cho đồ dùng tất nhiên hắn lỡ hẹn khi ấy ta trị tội xem có kêu ca được nữa không tử kính thử sang thăm dò tình hình về báo cho ta biết lỗ túc vâng lệnh đến gặp khổng minh khổng minh nói ta đã bảo tử kính đừng nói chuyện gì với công cần e công cần lại tìm kế hại ta không ngờ tử kính không chịu giấu giếm họ hôm nay quả nhiên lại có chuyện. Trong ba ngày, làm sao vót nổi mười vạn tên, tử kính phải cứu ta mới được. Túc nói, ông tự rước lấy tội, tôi biết cứu làm sao bây giờ. Khổng Minh nói, tử kính cho ta mượn hai chục chiếc thuyền, mỗi chiếc dùng ba chục tay thủy thủ tốt. Trên thuyền căng vải xanh che chung quanh, và xếp hơn nghìn bó cỏ ở hai bên mạn thuyền. Ta sẽ có kế, đến ngày thứ ba bảo đảm có đủ hai mươi vạn tên cho mà xem nhưng chớ để cho công cần biết nữa, nếu hắn biết thì kế ta hỏng mất đó. Túc vâng lời, nhưng chưa hiểu rõ mưu mô khổng minh ra sao. Lúc về gặp Chu Du, quả nhiên Túc không đả động gì đến việc mượn thuyền, chỉ bảo không thấy khổng minh dùng đến tre, gỗ, lông chim và sơn nhựa gì cả, chỉ nói rằng đã có cách. Dù rất ngạc nhiên nói, thử đợi đến hôm thứ ba xem sao, Lộ Túc cắt riêng hai chục chiếc thuyền nhanh nhẹ, mỗi chiếc ba chục người bơi, đủ đồ vải căng cỏ bó, dự bị sẵn sàng cho khổng minh. Ngày thứ nhất không thấy gì, ngày thứ hai cũng vậy. Mãi đến hôm thứ ba, độ canh tư, khổng minh mới lén sai người mời lỗ túc xuống thuyền. Túc hỏi, ông gọi tôi đến có việc gì? Khổng Minh nói, mời ông cùng đi lấy tên một thể. Túc hỏi, lấy tên ở đâu? Khổng Minh nói, tử kính không phải hỏi, cứ đi sẽ biết. Nói rồi, sai lấy thường chạc ràng cả hai chục thuyền làm một, cho bơi thẳng lên phía bắc. Đêm ấy, sương mù phủ kín trời, trên mặt sông lại càng mờ mịt, giáp mặt không trông thấy nhau. Khổng Minh dục quân chèo thuyền đi thật gấp, quả thật là sương mù rất đẹp, rất nên thơ, Lỗ Túc sợ hãi hỏi, quân Tào ùa ra thì làm thế nào? Khổng Minh cười đáp, tôi chắc Tào Tháo thấy sương mù thế này, không dám cho quân ra. Chúng mình cứ yên chí uống rượu làm vui, đợi khi nào sương tan thì về. Cành năm đêm ấy, thuyền đến sát thủy trại của Tào Tháo. Khổng Minh sai đồ thuyền quay mũi về hướng Tây, gian thành hàng chữ nhất, rồi đánh trống và hò reo ầm ĩ. Trong trại tàu, nghe thấy tiếng trống đánh, tiếng reo hò, mau giới, vô cấm vội vàng phi báo với Tào Tháo. Tháo truyền lệnh rằng sương mù dày đặc, quân giặc kéo đến bất thần, tất có mai phục, không nên kinh động. Tháo chỉ ra lệnh cho quân cung nỏ bắn tứ tung ra, lại sai người lên trại cạn gọi Trương Liêu, từ hoàng mỗi người dẫn ba nghìn quân cung nỏ cấp tốc đến bờ sông trợ chiến. Hiệu lệnh đến nơi thì vô cấm, mau giới sợ quân nam tràn vào thủy trại, đã sai quân bắn rào rào ra rồi một lát quân trên cạn cũng đến, ước hơn vạn người, đều chĩa vào chỗ có tiếng trống bắn xuống như mưa. Khổng Minh một mặt lại sai quay mũi thuyền về phía tây, áp vào trại thủy đỡ lấy tên, một mặt vẫn cứ thúc chống hò reo ầm ĩ. khi mặt trời đã mọc, sương mù dần tan, khổng minh sai thu thuyền kéo về các bó cỏ trên hai chục chiếc thuyền bó nào cũng chi chít những tên cắm khổng minh sai quân sĩ đồng thanh reo to lên rằng tạ ơn thừa tướng giúp tên khi quân vào báo cho tháo biết thì thuyền nhẹ nước xuôi đã đi xa hàng hai chục dặm rồi đuổi không kịp nữa tào tháo tức bực vô cùng khổng minh quay thuyền về nói với lỗ túc rằng mỗi thuyền được ước chừng năm sáu nghìn tên mà không hề tốn chút công sức nào của đông ngô cả Thế là đã được hơn 10 vạn tên, nay mai lại đem tên bắn lại quân tàu, chẳng tiện lắm ư. Ừ. Túc nói, tiên sinh thực là thần thánh, làm sao lại biết đêm nay có sương mù lớn thế? Khổng Minh nói, làm tướng mà không biết thiên văn, không tường địa lý, không biết được thuật pháp, không hiểu được âm dương, không tính trận đồ, không giỏi binh thế. Đó là tướng soàng. Từ ba hôm trước, ta đã tính biết hôm nay có sương mù lớn, nên mới dám nhận thời hạn ba hôm. Công cần hạn cho ta 10 ngày, mà thuyền thợ đồ dùng không có gì đủ, trực đem một tội lỗi nhỏ để hại ta, nhưng số mệnh ta đã có trời, hại làm sao nổi. Lỗ Túc chịu là giỏi, thuyền vừa cập bến, đã thấy 500 quân của Chu Du đứng trực lĩnh tên. Khổng Minh bảo lên thuyền mà lấy, được hơn chục vạn chiếc đem về nộp. Lỗ Túc vào ra mắt Chu Du, thuật lại cả việc đi lấy tên. Dù giật mình, thở dài than rằng, Khổng Minh mẹo thần, tính giỏi ta thật không bằng. Ngày sau có thơ rằng, sương mù mờ mịt khắp trường giang, gần xa không rõ nước minh mang, tên bắn như mưa thuyền không núng, khổng minh tài trí vượt chu lang, một lát, khổng minh cũng vào gặp chu du. Dù ra ngoài chạy đón và khen rằng, mưu kế tiên sinh tài tình lắm, khiến người ta phải kính phục. Khổng Minh nói, đó chỉ là một chút mẹo vặt, có gì là lạ đâu. Dù mời Khổng Minh vào trướng uống rượu, rồi hỏi rằng, hôm qua, chúa công tôi cho người đến thúc dục tiến quân, tôi chưa nghĩ được mẹo gì lạ, xin tiên sinh dạy cho. Khổng Minh thưa, tài tôi thường lắm, nghĩ sao được diệu kế, dù nói, hôm trước, tôi xem thủy trải của Tào Tháo cực kỳ nghiêm chỉnh, rất hợp binh pháp, không dễ phá được. Tôi đã nghĩ ra một mẹo, chưa biết có dùng được hay không, xin tiên sinh quyết định giúp. Khổng Minh nói, đồ đốc đừng nói vội, xin hãy cùng viết vào lòng bàn tay, xem có khớp nhau không đã. Dù mừng lắm, sai đem nhiên bút ra, viết ngầm vào bàn tay một chữ rồi đưa bút cho khổng minh khổng minh cũng viết một chữ hai người ngồi lại gần xòe bàn tay ra rồi cùng cười ầm cả lên té ra trong tay chu du đề một chữ hỏa trong tay khổng minh cũng một chữ hỏa chu du nói hai chúng ta đã hợp ý nhau chắc không còn nghi ngờ gì nữa xin đừng tiết lộ cho ai biết khổng minh nói việc là việc chung cả hai nhà có lẽ đâu lại để lộ chuyện Tào Tháo đã hai phen mắc mẹo của tôi, nhưng chắc lần này hắn cũng không phòng bị. Đồ đốc cố gắng lên thì thế nào cũng được, tàn tiệc đâu về đấy, các tướng không ai biết câu chuyện ra sao. Tào Tháo, từ khi mất 15-16 vạn tên, trong lòng buồn tức lắm. Tuân Du hiên kế rằng Giang Đông có Chu Du, Gia Cát Lượng, hai người hợp mưu với nhau, khó lòng phá nổi. Ta hãy sai người đến Giang Đông trá hàng, làm tay trong, Do xét đầy đủ tình hình mới có thể phá được. Tháo nói, người nói chính hợp ý ta, vậy ngươi thử xem ai đi làm được việc ấy. Tuân Du thưa, Sái Mạo bị giết, em hắn là Sái Trung, Sái Hòa hiện đang làm phó tướng. Thừa tướng nên ban ơn cho họ vui lòng gắn bó với ta, rồi sai sang trá hàng, tất đông ngô không nghi kỳ. Tháo theo lời ấy, đang đêm, gọi hai người vào chướng dặn rằng, hai người hãy dẫn một số quân sang đông ngô trá hàng, hễ thấy động tĩnh gì, sai người về mật báo ngay. Khi nào thành công, ta sẽ ban thưởng thêm, chớ có ăn ở hai lòng nhé. Sái trung, sái hòa bẩm xin thừa tướng chơ nghi, vợ con chúng tôi ở cả Kinh Châu, chúng tôi có đâu dám thế. Hai chúng tôi quyết lấy đầu chu du, ra cắt lượng về dâm dưới trướng. Tháo trọng thưởng cho hai người, hôm sau, hai người đem 500 tên quân, chở vài chiếc thuyền, thuận gió xuôi xuống bờ phía nam. Chu Du đang tính toán việc tiến quân, chợt có tì báo có thuyền ở Giang Bắc Sang, tự xưng tên là Sái Hòa, Ái Trung, em ruột Sái Mạo, đến hàng. Du cho gọi vào, hai người vừa khóc vừa lạy, nói anh chúng tôi là Sái Mạo, không có tội gì, tự dưng bị Tào Tháo giết mất. Chúng tôi muốn báo thù cho anh, nên sang đầu hàng. Mong đồ đốc thu dọn cho, chúng tôi xin làm tiền bộ. Du mừng rỡ, trọng thưởng cho hai người rồi sai dẫn quân theo Cam Ninh làm tiền bộ hai người lại tả chắc mầm du đã trúng kế rồi. du gọi cam ninh vào dặn rằng hai thằng này không mang theo vợ con, chẳng phải thực bụng hàng đâu, đúng tào tháo sai đến làm gian tế đây. nay ta muốn biên kế của nó thành kế của mình, để nó báo tin về cho tào tháo. người phải ân cần khoản đãi chúng nó, nhưng phải đề phòng. đợi khi nào ta cất quân đi, sẽ đem giết chúng để tế cờ. người phải cẩn thận, không được để lỡ việc. cam ninh vâng lời trở ra lỗ túc vào gặp Chu Du, nói, việc sái chung, sái hòa đến hàng chỉ là giả dối, không nên dùng vội. Du mắng rằng, hai người ấy vì Tào Tháo giết oan mất anh, nên đến hàng để trả thù, giả gì mà giả. Người hay đa nghi thế, dùng là sao được người giỏi trong thiên hạ. Túc nín lặng lui ra, đến nói với Khổng Minh. Khổng Minh chỉ cười, Túc nói, ông cười gì thế? Khổng Minh nói, tôi cười ông không biết đó là công cần dùng mưu. Sông to cách trở do thám đi lại khó khăn, tháo sai hai người sang trá hàng để dò xét quân ta. Công cần lại muốn mượn kế nó làm kế mình, dùng chúng thông báo tin tức đỡ mình. Bình pháp cần phải dối trá, mưu của công cần rất hay. Tốt bấy giờ mới hiểu, đêm hôm ấy, Chu Du đang ngồi trong trướng, bỗng thấy Hoàng cái lẻn vào ra mắt. Du hỏi, công phúc đang đêm đến đây, tất có mưu hay bàn bạc? Cái thưa, quân giặc nhiều, quân ta ít, không nên cầm cự lâu sao không dùng kế hỏa công? Du hỏi, ai xui ông hiến kế ấy? Cái thưa, tôi tự nghĩ ra, không có ai bày vẽ cho cả. Du nói, ta vẫn muốn dùng kế ấy, cho nên mới giữ sái chung, sái hỏa ở đây, để chúng nó đưa tin tức về cho nhau. Nhưng hiểm vì không có ai thi hành kế trá hàng cho ta cả. Cái thưa, tôi xin đảm nhận, Du nói, nếu không chịu khổ sở một chút, thì khi nào Tào Tháo chịu tin? Cái thưa, tôi đội hậu ân của họ tôn dẫu gan óc lầy đất cũng cam. Dù lại ta rằng ông chịu thực hiện kế khổ nhục này, thật là may mắn cho Giang Đông quá. Cái thưa, tôi chết cũng không oán hận chút nào, nói rồi tạ trở ra. Hôm sau, Chu Du nổi trống họp các tướng. Khổng Minh cũng đến, Chu Du nói, tháo dẫn hàng trăm vạn quân, doanh trại liên tiếp hơn 300 dặm, không phải một ngày mà phá xong được. Này truyền cho các tướng, mỗi người phải lĩnh lương thảo ba tháng, phòng chống nhau với giặc. Dù nói vừa dứt lời, Hoàng kết tiến ra nói, đừng nói ba tháng, dẫu cấp cả ba mươi tháng lương thảo cũng chẳng làm cho gì. Nội trong cả tháng này, có thể phá được thì phá, nếu không phá nổi, thì chi bằng theo lời tử bố, bỏ giáp quảng gươm, ngoảnh mặt về Bắc mà hàng đi cho danh. Chu Du nghe nói tái mặt lại, nổi giận đùng đùng, thét lớn, ta đây phụng mệnh chúa công, chỉ huy ba quân phá tàu, ai dám nói đến hàng là chém. Này đang lúc hai bên đối địch, mày dám mở mày dám mở mồm ra nói câu ấy, làm ngã lòng quân, không chém đầu mày thì còn bảo được ai. Liền quát võ sĩ lôi cái ra chém, cai cũng tức giận nói lớn, ta từ khi theo phò tá tướng quân đến nay, tung hoành miền Đông Nam trải qua ba đời rồi, khi ấy đâu đã có ngươi. Dù giận quá, thét chém cho mau, cam ninh bước lên can rằng công phúc là cựu thần của Đông Ngô, xin hãy khoan thứ cho. Dù quát lên rằng, sao mày dám nói lôi thôi làm loạn phép tắc của ta. Lập tức thét tả hữu lấy roi vụt cam ninh túi bụi rồi đuổi ra. Các quan đều quỳ xuống can rằng tội hoàng cái thực là đáng chết, nhưng giết cái thì không có lợi cho việc quân. Xin đô đốc hãy khoan thứ cho, tạm ghi tội lại đó, đợi phá xong tào tháo, sẽ đem chém cũng chưa muộn. Chu du vẫn hầm hầm, các quan nằn nì kêu van mãi, dù mới nói nếu không nể mặt các quan, thì ta quyết lấy đầu mày đó nay hãy tha cho mày tội chết, dù bèn sai tả hữu vật cổ hoàng cây xuống đánh một trăm roi. Các quan lại kêu van, dù hất đồ cả bàn đi, quát mắng các quan, và thét bảo đánh đập. Tả hữu lật áo hoàng cái, vật sắp xuống đánh, đánh năm chục roi. Các quan lại súng vào xin tha, dù đứng dậy, chỉ mặt hoàng cây nói mày còn dám coi thường ta chăng, hãy cho chịu năm chục trượng đó, nếu còn vô lễ, hai tội sẽ trị nhân thì rồi vừa đi vừa mắng nhiếc om sòm trở vào trong trướng các tướng ra vực hoàng cái dậy thấy da thịt tả tơi máu me đầm đìa khi về đến trại ngất đi mấy lần ai đến hỏi thăm cũng ứ hai hàng nước mắt lỗ túc cũng đến thăm rồi xuống thuyền trách khổng minh rằng hôm nay công cần giận đánh hoàng cây như thế chúng tôi là bộ hạ công cần nên không ai dám mạnh dạn can ngăn đã đành tiên sinh là khách sao chỉ thu tay đứng xem không nói giúp cho một câu gì Khổng Minh cười nói, tử kính còn dối ta. Túc nói, từ khi tôi cùng với tiên sinh sang sông đến giờ, chưa hề có câu gì dối nhau. Sao tiên sinh lại nói thế? Khổng Minh nói, thế ra tử kính không biết công cần đánh đau hoàng cái là mưu kế đó ư. Tại sao còn cần đến tôi khuyên can? Lỗ Túc bấy giờ mới biết. Khổng Minh nói, không dùng mẹo khổ nhục, làm sao đánh lừa được tào tháo. Này đồ đốc tất sai hoàng cái sang trá hàng, và mượn bọn sái trung đưa tin về trước tử kính có đến chơi với công cần, chớ có nói là ta biết mẹo ấy nhé. Chỉ nên nói rằng ta cũng oán công cần áp quá là xong. Túc về, vào gặp Chu Du, Du mời vào sau chướng ngồi chơi. Túc nói, hôm nay, làm sao đô đốc đánh công phúc đau quá thế? Du hỏi, các tướng có ai oán ta không? Túc nói, nhiều người thắc mắc lắm. Du hỏi, ý khổng minh thế nào? Khổng minh cũng oán đô đốc bạc đại tướng sĩ. Du cười, nói phe này ta mới lừa được khổng minh túc hỏi làm sao dù nói đánh hoàng cái là kế của ta đó ta muốn sai hắn trả hàng nên trước hết dùng kế khổ nhục để đánh lừa tào tháo rồi sau dùng kế hỏa công ty mới có thể thắng được túc trong bụng phục khổng minh là cao kiến nhưng không dám nói rõ hoàng cái đau nằm trong trướng các tướng đều đến hỏi thăm cái chẳng nói năng gì cả cứ thở dài sườn sượt chợt báo có quan tham mưu là hán trạch lại thăm cái sai mời vào tận chỗ nằm đuổi tả hữu lui ra ngoài hám trạch hỏi tướng quân có thù hằn gì với đô đốc chăng cái nói không thù hằn gì cả trạch nói thế thì vừa rồi ông bị đòn có phải là kế khổ nhục không cái hỏi sao ông biết tôi xem bộ dạng công cần mười phần đã đoán được chín cái nói tôi chịu hậu ân họ tôn đã ba đời không lấy gì báo được nên hiến kế ấy để phá tào tháo Thân tôi tuy đau khổ, nhưng ai là tâm phúc của tôi, gì có ông là người trung nghĩa, nên tôi mới dám thổ lộ can trường. Trạch nói, phải chăng ông muốn dùng tôi dâng thư trá hàng, cái đá quả thị tôi có ý đó, chưa biết ông có chịu giúp cho không? Hám trạch hớn hở nhận lời, ấy thực là dũng tướng quên mình mong báo chúa, mưu thần vì nước lại đồng tâm, chưa biết hám trạch dâng thư làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 47 hám trạch mật dâm thư giả hàng bảng thống khéo dùng liên hoàn kế hám trạch tự là đức nhuẩn người làng sơn âm quận cối kê nhà nghèo nhưng chăm học phải đi làm thuê thường hay mượn sách về xem xem xong một lượt là nhớ như in không bao giờ quên nữa trạch lại có tài biện bác có can đảm tôn quyền dùng làm tham mưu trạch chơi với hoàng cây thân thiết lắm nên cái nhờ dâm thư trá hàng trạch vui lòng nhận ngay và nói đại trượng phu ở đời không lập được công danh sự nghiệp gì, chẳng hóa ra cùng với cỏ cây mục nát ư. Ông đã quên mình báo chúa, đây tôi dám há tiếc thân. Hoàng cái nhảy choàng xuống đất lại tạ, trạch nói việc không nên để lâu, xin đi ngay hôm nay. Cái nói thư tôi đã viết sẵn rồi, trạch nhận lấy thư, đến đêm giả làm ông lão đánh cá, bơi chiếc thuyền con sang thẳng bờ phía bắc. Đêm hôm ấy, sao lạnh đầy trời, vừa canh ba thì thuyền hám trạch tới cạnh thủy trại quân tàu quân tuần tiễu trên sông bắt được vào báo với tào tháo tháo hỏi có lẽ là gian tế chăng quân thưa chỉ có một ông lão đánh cá tự xưng là tham mưu bên đông mô tên là hám trạch lại trình việc cơ mật tháo sai dẫn vào bấy giờ trên trướng đèn đuốc sáng lòa tháo ngồi ngất ngưởng trên ghế hỏi rằng người đã làm tham mưu bên đông mô nay đến đây có việc chi trạch nói trước kia tôi thấy người ta đồn tào thừa tướng cầu người hiền như kẻ khát nước này nghe lời nói thật không ăn khớp chút nào. Thôi, Hoàng Công Phúc, người nghĩ lầm mất rồi. Tháo nói, ta sắp sửa đánh nhau với đông ngô, thấy ngươi một mình đi lẻn đến đây, lẽ nào chẳng phải hỏi. Hám trạch nói, Hoàng Công Phúc là cựu thần ba đời bên đông ngô, này vô cớ bị chu du dập đánh khổ sở trước mặt các tướng. Công Phúc lấy làm cam tức vô cùng, bởi vậy, muốn sang hàng thừa tướng để báo thù, liền bàn với tôi tôi với ông ta như anh em ruột một nhà, cho nên dâng hộ tờ mật thư, chưa biết thừa tướng có dùng cho không. Tháo hỏi, thư đâu, hám trạch đưa thư ra trình, dưới đèn, Tháo mở xem, trong thư nói rằng tôi là Hoàng Cái, đội ơn sâu họ tôn, đáng lẽ không dám ăn ở hai lòng mới phải. Nhưng xét tình thế bây giờ, thì đem quân sáu quận Giang Đông mà địch với quân trăm vạn ở Trung Nguyên, ít địch sao nổi nhiều, thiên hạ đều thấy rõ cả các tướng sĩ bên đông ngô, bất kỳ khôn giải, ai cũng biết cái lẽ như thế. Duy có Chu Du ba tuổi danh, tính tình nông nổi, tự cao tự đại, muốn đem chứng trọi với đá, lại ỷ thế lộng quyền, phạt kẻ vô tội mà không thương người có công. Tôi là cựu thần, bỗng dưng bị đánh, cầm tức biết ngần nào. Tôi được nghe tiếng thừa tướng đem bụng chân thành đãi người, nhún mình dùng kẻ sĩ. Vậy tôi xin đem quân lại hàng, mong lập lấy chút công và rửa nhục trước lương thảo cùng đồ khí giới, sẽ xin đem cả thuyền lại nộp sau. Khóc ra máu, lại trình thư này, xin đừng hồ nghi gì cả, tháo ngồi trên ghế, xem đi xem lại tờ thư hơn chục lượt, rồi bỗng dưng đập tay xuống án, trợn mắt nổi giận lên mà nói rằng, hoàng cái dùng kế khổ nhục, sai người đến dâm thư trá hàng, dám to gan đánh trống qua cửa nhà sấm phải không? Và thét tả hữu lôi trạch ra chém, khi trạch bị dẫn đi, nét mặt vẫn thản nhiên như không? trạch ngẩng mặt lên trời cười ngất tháo sai lôi lại quát hỏi ta đã biết rõ ruột gan ngươi ngươi còn cười gì nữa trạch nói thưa tôi đâu dám cười ông tôi cười hoàng công phúc không biết người đó thôi tháo hỏi thế nào là không biết ngươi trạch đáp chém thì cứ chém việc gì phải hỏi lôi thôi tháo nói ta đầy học binh thư từ nhỏ còn lạ gì những mẹo ấy ngươi lừa ai thì được chớ lừa ta sao nổi trạch nói xin ông hãy cho tôi biết mẹo lừa ở chỗ nào Tháo nói, để ta nói thẳng cho ngươi biết, để ngươi có chết cũng không oán thán gì được nữa. Nếu các ngươi thật tâm muốn hàng, sao không định trước ngày giờ? Thế có phải là gian hay không? Trạch nghe xong, phì cười, nói, nói thế mà không biết thẹn, dám khoe khoang biết nhiều binh thư. Thôi, biết điều thì thu quân về cho mau, đừng có đánh trác gì nữa mà bị chu du tóm được. Đồ vô học kia, tiếc thay, ta chết uổng về tay ngươi. Tháo hỏi, sao lại bảo ta là vô học? Trạch đáp, người không biết cơ mưu, không hiểu đạo lý, vô học rành rành ra đấy còn gì. Tháo nói, người cứ vạch những chỗ không đúng của ta ra xem nào. Trạch nói, người không kính trọng người hiền, hà tất phải nhiều lời làm gì. Ta chỉ có chết là hết. Tháo nói, nếu người đưa ra đủ lý lẽ thì tự nhiên ta sẽ kính phục ngay. Trạch nói, thế người không biết câu, trốn chúa đi lén, không thể hẹn giờ, sao? nếu hẹn trước mà lỡ ra việc trong chưa xong ngoài đã có binh tiếp ứng chẳng hóa ra lộ chuyện mất ta do đó gặp lúc thuận tiện thì làm chứ hẹn trước làm sao được người không hiểu lẽ đó định giết người tử tế quả là đồ vô học tháo nghe xong rượu ngay nét mặt bước xuống xin lỗi nói tôi xét việc không tinh lỡ phạm đến oai ngài xin tha thứ cho hám trạch nói tôi với hoàng công phúc đã dốc một lòng đến hàng khác nào trẻ nít mong cha mẹ còn có điều gì là dối trá nữa tháo mừng lắm nói nếu hai ông mà lập được công to này ngày sau sẽ được phong tước cao hơn những người khác trạch nói chúng tôi có phải vì tước lộc mà lại đây đâu chính vì thuận lẽ trời hợp lòng người đó thôi tháo sai đem rượu khoản đãi một lát có người vào ghé tai nói nhỏ với tào tháo tháo nói đưa thư ra em nào người đó trình thư lên xem xong tháo tỏ vẻ vui mừng hám trạch nghĩ thầm đây hẳn là sái hòa, sái trung đưa tin về báo chuyện hoàng kết bị đòn, nên tháo mừng việc ta đến hàng là thật bụng hẳn. Tháo nói, phiền tiên sinh trở về Giang Đông, cùng với Hoàng công phúc hẹn ngày đưa tin sang bên này cho tôi biết trước, để đem quân ra tiếp ứng. Trạch dưa, tôi đã bỏ xứ Giang Đông mà đến đây, không mặt mũi nào dám về nữa. Xin thừa tướng sai người tin cần khác, Tháo nói, nếu sai người khác, tôi e tiết lộ việc chăng? trạch từ chối mãi rồi nói tôi có về thì phải đi ngay không ở đây lâu được tháo thưởng cho vàng lùa trạch không nhận từ tả trở ra lại bơi chiếc thuyền nhỏ về giang đông trạch thuật lại tất cả với hoàng cái. cái nói giá không được ông là người biện bác giỏi thì ta chịu khổ cũng ủng công trạch xin ra chạy cam ninh để dò ý tứ sái trung sái hòa ở đâu vừa đến trạch đưa mắt cho cam ninh ninh hiểu ý nói ngay rằng công cần chỉ hượng tài chẳng coi chúng ta ra gì. Ta này bị nhục thật xấu hổ với cả các người bên trường giang. Nói đoạn, mắm miệng nghiến răng, đập tay xuống bàn gầm thét. Trạch giả tảng ghé vào tai cam ninh nói mấy câu. Ninh cúi sầm ngay mặt xuống, nín lặng, chỉ thở dài ba tiếng. Sái chung, sái hòa thấy hai người có ý muốn làm phản, mới hỏi thử chẳng hay tướng quân và tiên sinh sao buồn bực làm vậy. Trạch nói các người biết thế nào được những điều đau khổ trong lòng chúng ta sái hòa nói có lẽ hai vị định phản đông ngô mà hàng tào tháo chăng hám trạch tái mặt lại cam ninh tuốt gươm đứng dậy nói việc của ta bị lộ rồi phải giết hai thằng này đi mới có thể giữ kín được sái trung sái hòa vội nói hai ông chớ lo chúng tôi cũng xin đem việc tâm phúc bày tỏ với các ông ninh nói nói mau lên hòa nói tào công sai hai chúng tôi đến trá hàng đây nếu hai ông có ý quy thuận tào công chúng tôi xin dẫn tiến có thật thế không hai người đồng thanh đáp đâu dám nói dối ninh vờ mừng rỡ nói nếu được như thế thì chính là trời đem lại dịp may cho ta rồi hai người nói việc hoàng công phúc và tướng quân bị nhục tôi đã báo tin về cho thừa tướng rồi hám trạch cũng nói ta đã dâng thư hàng của công phúc sang thừa tướng rồi nay đến rủ hưng bá cùng đến hàng đây ninh nói đại trượng phu đã gặp được minh chủ cũng nên quyết một lòng đi theo bốn người chén tạc chén thù bàn việc tâm sự với nhau. Hai anh em họ Sái lập tức viết thư báo cho Tào Tháo, nói Cam Ninh sẽ cùng với chúng làm nội ứng. Hám Trạch lại viết thư riêng sai người đưa sang Tào Tháo. Trong thư nói hoàng cái muốn đến, nhưng chưa có dịp thuận tiện, khi nào thấy đoàn thuyền có cắm cờ xanh ở đầu, đó chính là thuyền đến hàng. Tháo được luôn hai bức thư, trong bụng vẫn nghi nghi hoặc hoặc, liền hội các mưu sĩ lại bàn rằng, bên Trường Giang, Cam Ninh bị Chu Du làm nhục xin làm nội ứng, hoàng cách bị đòn, sai hám trạch sang xin hàng, đều chưa đáng tin lắm. Ai dám sang chạy chu du dò xem hư thực ra sao? Tưởng cán bước ra nói, tôi bữa trước sang đông ngô, chưa làm được việc gì, vẫn còn ấy nấy. Nay xin liều đi chuyên nữa, quyết dò được sự thật về báo với thừa tướng. Tháo mừng rỡ, sai ngay tưởng cán đi, cán cưỡi chiếc thuyền nhỏ, bơi thẳng đến cạnh thủy trại phía nam Trường Giang cho người vào báo. Chu Du thấy cán lại đến, mừng nói rằng ta thành công được là nhờ người này đây, lập tức giận lỗ túc, mời bàng thống đến bảo cứ làm như thế. Như thế cho ta, bàng thống tự là sĩ Nguyên, quê ở Tương Dương, tránh loạn sang ngụ bên Giang Đông. Lỗ túc thường tiến cử lên Chu Du, thống chưa kịp đến ra mắt, thì Du đã sai túc đến hỏi kế phá tàu. Thống mật bảo túc rằng, muốn phá quân tàu, phải dùng hỏa công, nhưng trên mặt sông to một chiếc thuyền bén lửa thì các thuyền khác tản ra chạy được cả. Chỉ có dùng kế liên hoàn, khiến Tháo phải ghép cả thuyền vào một chỗ, mới có thể thắng được. Túc về nói lại với Chu Du, Du phục lắm và bảo Túc chỉ có bảng sĩ Nguyên mới thực hiện được kế ấy cho ta mà thôi. Túc nói, chỉ sợ Tào Tháo xảo quyệt, đi thế nào được, Chu Du còn đang phân vân, tìm chưa ra cơ hội, thì được tin tưởng cán lại sang. Du mừng lắm, một mặt giận dò bằng thống thi hành mưu kế một mặt cho người mời tưởng cán vào. Cán thấy không ai ra đón, trong bụng ngờ vực, liền sai buộc thuyền ở chỗ hẻo lánh rồi vào. Du hầm hầm nổi giận nói rằng tử dược sao dám khinh ta thế, cán cười, đã ta nghĩ ông là chỗ tình nghĩa anh em cũ, muốn đến bày tỏ tâm sự, sao lại bảo ta lừa lọc. Du nói, người muốn dụ ta hàng tàu, trừ phi sông cạn đá mòn ta mới chịu. Lần trước ta nghĩ tình bạn cũ, mời uống rượu và liêu ngủ chung giường không ngờ ngươi ăn cắp thư của ta, lẻn về báo với Tào Tháo, để Trương Doãn, sái mạo bị giết, làm hỏng việc của ta. Hôm nay ngươi bỗng dưng lại, chắc không có bụng tốt đâu. Nếu ta không nghĩ đến tình xưa, thì chỉ cho ngươi một nhát dao đứt làm hai đoạn. Ta cũng muốn tống ngươi về cho rành, nhưng độ vài hôm nữa ta sẽ đánh phá Tào Tháo, nên phải giữ ngươi lại, kẻo tiết lộ quân cơ. Liền sai tả hữu đưa cán ra nghỉ trong một cái am, gần núi Tây Sơn và bảo, đợi khi nào ta phá xong Tào Tháo, sẽ tiễn ngươi sang sông cũng vừa. Tưởng Cán đang trực nói thì Chu Du đã trở vào sau trướng rồi. Tả Hữu lấy ngựa cho Tưởng Cán cưỡi, và dẫn đến am nhỏ sau núi, cắt hai tên lính hầu hạ. Cán ở đó vừa buồn vừa lo, ăn ngủ không yên. Đêm hôm ấy, trăng sao vằng vặc, Cán dạo ra sau am, nghe văng vẳng có tiếng đọc sách. Cán lần theo, mãi đến cạnh núi, thấy có căn nhà tranh, ánh đèn le lói cán nhòm vào thấy một người đang ngồi đọc binh thư trước đèn treo một thanh kiếm cán nghĩ người này hẳn là dị nhân đây liền gõ cửa vào chơi người đó ra đón cán vào tư thế rất trịnh trọng cán hỏi tên họ người đó đáp tôi là bàng thống tự là sĩ nguyên cán nói có phải là phượng sồ tiên sinh đó không thống đáp chính phải cán mừng nói tôi lâu nay vẫn nghe tiếng ngài sao nay lại ẩn giật ở đây thống nói, Chu Du cậy tài khinh người, nên tôi phải đến ở chỗ này. Xin hỏi ông là ai? Cán đáp, tôi là tưởng cán, thống mời vào Thảo Am nói chuyện. Cán nói, cứ như tài của tiên sinh, đi đâu mà chẳng được trọng dụng. Nếu tiên sinh chịu sang với Tảo Công, tôi xin tiến dẫn. Thống nói, tôi muốn bỏ đất Giang Đông này đã lâu, ông đã có lòng tiến dẫn, thì phải đi ngay mới được. Nếu để chậm trễ, Chu Du biết, sẽ làm hại mất. Ngay đêm hôm ấy, thống cùng với cán sung núi ra bờ sông tìm chiếc thuyền của mình trước, trở như bay về giang bắc, về đến trại cán vào trước, thuật chuyện lại với tào tháo. tháo thấy có phượng sổ tiên sinh đến, ra ngay ngoài trướng đón vào, chia môi chủ khách ngồi chơi, rồi hỏi chu du tuổi còn non trẻ mà đã hợp mình khinh người, không dùng được mưu hay. tôi được nghe tiếng lớn của tiên sinh đã lâu, nay đã có lòng hạ cố, có điều gì xin tiên sinh cứ dậy bảo cho thống thưa, tôi vẫn được nghe thừa tướng dùng binh rất giỏi, nay xin cho được xem việc bố trí quân sĩ thế nào. Tháo sai đem ngựa và mời bằng thống đi xem trại trên cạn trước. Hai người gióng ngựa lên chỗ cao đứng quan sát, thống khen rằng những trại này tựa vào sườn núi, men rừng, trước sau liên hệ với nhau, ra vào có cửa, lui tới có đường, dỗ tôn, ngô, nhưng thư ngày xưa cũng không thể hơn được. Tháo nói, tiên sinh chớ có quá khen, còn mong dạy bảo giúp cho lại mời Thống đi xem trại dưới nước, thấy ở mé Nam chia làm 24 cửa, thuyền lớn bao bọc phía ngoài như một bức thành, giữa là những thuyền nhỏ, lối ra vào thật phân minh. Thống cười, nói: "Thừa tướng dụng binh thế này, tiếng đồn quả nhiên không ngoa." Rồi lại trò sang Giang Nam, nói: "Chu Lang, Chu Lang, nay mai tất chết, tháo mừng lắm, về trại mở tiệc thiết đãi, cùng Thống đàm luận về cách dùng binh." Thống lý lẽ hùng biện, ứng đối trôi chảy, tháo kính phục lắm ân cần mời mọc thống giả say hỏi rằng bẩm thừa tướng ở đây có thầy lang giỏi không tháo hỏi cần thầy lang làm gì thống nói tôi xem chừng thủy quân của thừa tướng ốm nhiều cần có thầy lang giỏi mới chữa được bấy giờ quân tảo không quen thủy thủ, bệnh thổ tả phát ra nhiều người bị chết tháo đang lo nghĩ chợt nghe thống nói thì làm gì chẳng phải hỏi thống bèn nói phương pháp luyện tập thủy quân của thừa tướng thật là tuyệt diệu nhưng tiếc chưa được toàn diện. Tháo hỏi gặng hai ba lần, thống nói tôi có một kế, khiến cho thủy quân không mắc tật bệnh gì, có thể yên ổn thành công. Tháo mừng lắm, hỏi kế hay, thống nói trong sông lớn này, nước thủy chiều khi lên khi xuống, sóng gió liên miên. Người phương Bắc không quen ngồi thuyền bị sóng đánh nghiêm ngả mới sinh ra bệnh. Nếu đem thuyền lớn nhỏ, ghép lại thành từng cụm độ ba chục chiếc hoặc năm chục chiếc, đầu đuôi dùng xích sắt ghép liền với nhau, trên thuyền lát ván phẳng phiêu, như thế chẳng những người đi lại dễ dàng, mà đến ngựa chạy cũng được. Nên làm ngay lúc này đi, thì còn lo chi thủy chiều và sóng gió nữa. Tào Tháo bước xuống tạ, nói giá tiên sinh không vạch cho kế hay này, thì phá sao được đông mô. Thống nói tôi cũng mới nghĩ nông cạn thế thôi, xin thừa tướng thử liệu xem có nên không. Tháo lập tức truyền thợ rèn, ngày đêm đúc dây xích và đánh lớn ghép chặt các thuyền lại. Quân sĩ được tin ai nấy đều mừng rỡ. Người sau có thơ rằng, xích bích dùng binh đánh hỏa công, bảy mưu đặt mẹo khéo thông đồng, nếu không có kế liên hoàn ấy, công cần làm sao lập được công. Bảng thống lại nói với Tào Tháo rằng, tôi xem tình hình các bậc hào kiệt bên Giang Đông, lắm người oán chu du. Tôi xin đem ba tấc lưỡi, dù bọn ấy về hàng thừa tướng. Còn một mình Chu Du không có người giúp đỡ tất bị thừa tướng bắt sống thôi. Dù đã bị tan, thì Lưu Bị cũng chẳng giờ trò gì được nữa. Tháo nói, tiên sinh lập được công to này, Tháo sẽ tâu với thiên tử, phong ngài làm chức tam công. Thống nói, tôi không phải vì phú quý đâu, chỉ muốn cứu dân đó thôi. Thừa tướng có sang sông, chớ nên tàn hại dân lắm. Tháo nói, tôi thay trời mà trị dân, lẽ đâu lại giết hại dân. Thống xin tờ chứng nhân của Tháo để phòng khi quân Tháo kéo sang khỏi động chạm đến họ hàng nhà mình tháo nói họ hàng tiên sinh ở cả đâu thống thưa ở cả bờ sông bên kia nếu được giấy đó thì bình an vô sự tháo sai viết giấy đóng dấu vào rồi giao cho thống thống lại tạ nói sau khi tôi đi rồi thừa tướng nên gấp rút tiến quân chớ để cho chu du biết tháo cho là phải thống từ biệt ra đến bờ sông sắp bước chân xuống thuyền bỗng có một người nắm chặt lấy bảng thống mà nói rằng người to gan thật hoàng cái dùng kế khổ nhục hám trạch đưa thư trá hàng, còn ngươi lại đến bày kế liên hoàn. Ta chỉ sợ bọn ngươi đốt không xuể được thôi, bọn ngươi mưu mô ác độc, chỉ lừa được tào tháo, chớ bịt sao nổi mắt ta. Bảng thống rộng rời hết vía, ấy là cứ tưởng Đông Nam nhiều mẹo giỏi, ai ngờ Tây Bắc lắm người khôn, chưa biết người ấy là ai, xem đến hồi sau sẽ hiểu. Hồi 48, mở tiệc ứng, Tào Tháo ngâm thơ, khóa chiến thuyền, Bắc quân dùng võ bàng thống nghe người đó nói giật nảy mình, vội ngoảnh lại trông thì là bạn cũ từ thứ. Trong bụng thống bấy giờ mới yên, nhìn trước nhìn sau không có ai. Thống mới nói, nếu anh là lộ kế của tôi, thì nhân dân 81 châu bên Giang Nam đều do tay anh giết cả đấy. Từ thứ cười, nói, thế còn tính mạng 83 vạn quân mã ở đây sẽ ra sao? Thống nói, nguyên trực, anh định phá kế của tôi thật là. thư nói, tôi đội ơn sâu lưu hoàng thúc, không lúc nào quên. Cào Tháo làm mẹ tôi chết. Tôi đã thề suốt đời không bày một mưu kế gì cho y cả. Lẽ đâu tôi lại phá kế của anh? Chỉ vì tôi cũng ở trong đám quân này, một mai giao tranh gay gâu khốc liệt thì tránh sao khỏi tai nạn. Anh hãy bày cho tôi một kế thoát thân, tôi sẽ xin gán miệng lại mà đi ngay chỗ khác. Thống cười, nói nguyên trực nghĩ xa lắm, nhưng kế ấy thì có khó gì. Thống liền ghé vào tai từ thư nói nhỏ vài câu. Thứ mừng rỡ, vái tạ thống từ biệt xuống thuyền về giang đông lại nói chiều hôm ấy từ thứ sai người lẻn đến các trại phao một tin đồn hôm sau quân lính túm năn tụm ba chỗ nào cũng ghé tai chạm chán thì thầm với nhau quân do thám về báo với tháo rằng trong quân có tin đồn hàn toại mã đằng ở tây lương làm phản đang kéo về đánh hứa đô tháo giật mình vội vàng họp các mưu sĩ lại bàn bạc ta dẫn quân sang đánh mặt nam lúc nào cũng lo lắng về bọn mã đằng hàn toại tin đồn chưa biết hư thực thế nào, nhưng cũng nên đề phòng mới được. Tháo vừa dứt lời, từ thứ bước ra thưa tôi từ khi đội ơn thừa tướng thu dùng, chưa lập được chút công lao nào. Này tôi xin lãnh ba nghìn quân mã, ra giữ ải tản quan, nếu xảy việc gì khẩn cấp, sẽ xin báo tin lên thừa tướng. Tháo mừng, nói nếu nguyên trực chịu khó đi cho, ta không còn lo ngại gì nữa. Hiện ở cửa ải cũng đã có quân sĩ, ông thống lĩnh cả một thể ta cấp cho ông ba nghìn quân mã bộ nữa, cùng tang bá làm tiên phong, ông nên lập tức đi ngay, đừng trì hoãn, từ thứ từ biệt tào tháo, cùng tang bá lĩnh quân đi. Đó chính là kế bảng thống cứu từ thứ, đời sau có thơ rằng tào tháo nam trinh giả những sầu lo vì đằng, phải nổi qua mong. một lời bảng thống xui nguyên trực, có khác chi như cá thoát công. tào tháo từ khi sai từ thứ đi khỏi, trong bụng tạm yên. Một hôm, cưỡi ngựa đi xem xét chung quanh các trại trên bộ, rồi đến thủy trại. Tháo đi trên chiếc thuyền to, giữa cắm cờ hiệu chữ suý. Hai bên bầy thủy trại, trên thuyền phục hơn một nghìn tay cung nò. Tháo ngồi chót vót tầng trên, hôm 15 tháng 11 năm kiến an thứ 12, 207, khí trời tạnh tẽ, sóng gió êm lặng, tháo sai mở một tiệc rượu có cả ca nhạc trên thuyền to để hội các tướng. Trời tối dần, vầng trăng hiện trên đỉnh núi phía đông vằng vặc như ban ngày, giải trường giang nằm vắt ngang như tấm lụa. Tháo ngồi trên thuyền, ta hữu vài trăm người, mặc toàn gấm vóc, vác qua, cầm kích đứng hầu hai bên. Các quan văn võ ngồi theo môi thứ, tháo đứng ngắm bốn phương trời mênh mông, bát ngát, dãy núi Nam Bình Lồ lộ như tranh vẽ, phía đông bờ cõi xài tang, phía tây sông dài hạ khẩu, phía nam dãy núi Phản Sơn, phía bắc khu rừng ô Lâm. Tháo lấy làm khoan khoái nói với quan quân ta từ khi khởi nghĩa, vì nước trừ những kẻ hung bạo, thề quyết quét sạch bốn biển, san phẳng thiên hạ, duy trì còn Giang Nam là chưa lấy được thôi. Này ta có trăm vạn hùng binh, lại nhờ sức các ông, lo gì chẳng thành công. Sau khi ta thu phục được Giang Nam, thiên hạ yên ổn rồi, ta sẽ tha hồ cùng với các ông trung hưởng phú quý, vui vẻ đời Thái Bình. Văn võ cùng đứng dậy nói, chúng tôi chỉ mong sao thừa tướng chóng thành công, chọn đời chúng tôi đều được nhờ phúc ấm của thừa tướng. Tháo mừng lắm, sai tả hữu đi rót rượu mời các quan. Uống mãi đến đêm, tháo say, trỏ sang phía nam, nói, bớ chu du, lỗ túc, chúng mày không biết lòng trời. Này mày có người của chúng mày đến hàng ta làm nội ứng, phá từ trong phá ra, đó là trời giúp ta vậy. Tuân du thưa, thừa tướng không nên nói, e bị tiết lộ, tháo cười ha hả nói, mọi người có mặt ở đây đều là tâm phúc của ta cả nói ra có ngại gì. Lại trò sang hạ khẩu nói, bớ lưu bị, ra cắt lượng kia. Bọn mày không biết sức mình như con sâu cây kiến, cứ hỏng đầy núi Thái Sơn. Sao ngu lắm thế, rồi ngoảnh lại bảo các quân, ta này đã 54 tuổi rồi, nếu lấy được Giang Nam thì sở nguyện của ta cũng đạt được. Khi xưa, ta quen thân với ông Kiều Công ở Giang Nam, biết ông có hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Về sau, không ngờ về tay tôn sách và chu du ta vừa xây xong đài đồng tước trên bờ sông Trương, nếu hạ được Giang Nam, ta sẽ bắt hai nàng kiều ấy đem về đài đồng tước, để vui hưởng tuổi già, ta mới mãn nguyện. Nói rồi cười ầm cả lên, ông Đỗ Ngục ở nhìn nhà đường có vịnh một bài thơ rằng dưới cát gương chìm, sắt chửa tiêu, giữa mài nhận biết việc tiên triều, gió đông nếu chẳng vì công cấn, đồng tước đêm xuân khóa nhị kiều, tảo tháo đang vui cười, bỗng thấy con quả vừa kêu vừa bay về phía nam. Tháo hỏi, quả ý làm sao mà đang đêm lại kêu, tả hữu bẩm quả thấy sáng trăng, tưởng trời đã sáng, cho nên bay ra kêu. Tháo lại cười ầm lên, bấy giờ, Tháo đã quá say, cầm một ngọn giáo, đứng trên mũi thuyền, đổ một chén rượu xuống sông rồi lại uống luôn ba chén đầy nữa, cắp ngang ngọn giáo, nói với các tướng, từ khi ta cầm ngọn giáo này, phá khăn vàng, bắt lã bố, diệt viên thuật, thu viên thiệu, thọc sâu vào tài bắc, rồi thẳng đến liêu đông tung hoành bốn bể, thật không phụ ý chí của kẻ đại trượng phu. Ta là một bài hát, các ông đều họa chơi cho vui. Bài hát rằng cuộc vui có được là mấy chốc, có khác chi hạt móc sáng ngày, nguồn sâu lai láng vơi đầy, giải phiền hỏa có rượu này làm vui, chàng áo xanh ngậm ngùi làm tớ, hưu ngoài đồng hớn hở gọi nhau, khách ta, ta đã gặp nhau, gảy đàn, thổi sáo ngó hầu thêm vui, trăng sáng tỏ, bùi ngùi trong dạ, nỗi lo này biết mò cùng ai chuyện trò kể lể xa xôi, nhớ người nghĩa cũ cười vui đề huề, quả đất trăng bay về năm hậu, lượn ba vòng biết đậu cành nao, nước càng sâu, núi càng cao, chu công trọng khách xôn xao kéo về, tháo hát đoạn, mọi người họa theo, cười đùa vui vẻ. Bỗng một người bước vào, nói giữa lúc hai bên đang đối địch, tướng sĩ đang cố sức, sao thừa tướng nói gở vậy? Tháo nhìn xem thì là Lưu Phúc, thứ sử Dương Châu. Phúc trước làm quan ở Hợp Phì, xây đắp nhiều thành quách, tập họp những dân siêu tán, mở trường học, khai khẩn ruộng đất, dạy dỗ nhân dân. Phúc theo Tào Tháo đã lâu, lập được nhiều công trạng. Khi ấy, Tháo áp ngang ngọn mâu, hỏi lại rằng ta nói gờ điều gì? Phúc thưa những câu, trăng sáng, quả bay lượn ba vòng, không biết đậu vào đâu, là những câu gờ, Tháo nổi giận, nói mày sao dám bẻ ta? Nói rồi phóng một ngọn giáo, đâm chết Lưu Phúc, ai cũng kinh hãi bữa tiệc cũng tan, hôm sau, tháo tỉnh rượu, hối hận quá, còn phúc là Lưu Hy kêu xin đem thay cha về táng. Tháo khóc, nói, hôm qua, ta say rượu quá, lỡ giết mất cha ngươi, giờ hối lại không kịp mất rồi. Vậy nên dùng lễ tam công làm ma cho cha ngươi, lại sai quân sĩ hộ tống linh cữu đưa về an táng. Hôm sau, thì quân đô đốc mau giới và vu cấm vào bẩm rằng các thuyền lớn nhỏ đã ghép đâu vào đấy, tinh kỳ khí giới cũng đủ cả xin thừa tướng điều khiển cho quân sĩ luyện tập để nay mai cất quân. Tháo ra chạy thủy, ngồi trên một chiến thuyền to ở chính giữa đòi các tướng đến nghe lệnh. Quân thủy và quân bộ đều chia làm năm hiệu cờ. Quân thủy, tướng trung quân cờ vàng là Mao Giới, Vu Cấm, tướng tiền quân cờ đỏ là Trương Cáp, tướng hậu quân cờ đen là Lã Kiền, tướng tả quân cờ xanh là Văn Xính, tướng hữu quân cờ trắng là Lã Thông. Quân mã bộ thì từ hoàng làm tướng tiền quân, cờ đỏ, lý điển làm tướng hậu quân cờ đen nhạc tiến làm tướng tả quân cờ xanh hạ hậu huyên làm tướng hữu quân cờ trắng hạ hậu đôn tào hồng thì tiếp ứng cả hai đường thủy lục hứa chử trương liêu hộ vệ và đi lại đốc chiến còn bao nhiêu tướng tá đội nào cứ theo đội ấy mà đi lệnh truyền vừa dứt trong trại thủy nổi ba hồi trống các đội thuyền buồm lần lượt theo từng cửa tiến ra hôm ấy nổi gió tây bắc buồm vải kéo lên các thuyền sông pha sóng gió vững chắc như đi trên mặt đất. Quân sĩ trên thuyền nhảy nhót ra oai, kẻ phóng giáo, người múa gươm tả hữu trước sau, đội nào cơ ấy, rất là nghiêm trình. Lại có hơn năm chục chiếc thuyền nhỏ ở ngoài, đi lại tuần phòng, đốc thúc. Tháo đứng trên tường đài quan sát quân tập luyện, trong bụng vui mừng, cho rằng quân tướng thế này đánh đâu chẳng được. Liền sai hạ buồn, thuyền nào lại theo đội ấy kéo về trại. Tháo lên trướng, nói với các mưu sĩ nếu không có trời giúp thì sao ta được diệu kế của phượng xô dây xích ghép thuyền thành cụm quả nhiên đi dưới nước như đi trên đất bằng trình dục thưa thuyền ghép cả lại là một tuy vững chắc thật nhưng nếu bị đánh hỏa công thì khó bề xoay sở không thể không đề phòng được tháo cười lớn nói người tuy cũng đã lo xa nhưng chưa hiểu biết đầy đủ tuân du nói trọng đức nói phải đấy sao thừa tướng con cười Tháo nói: "Phép đánh hỏa công phải nhờ sức gió. Đang mùa này, chỉ có gió tây bắc, làm gì có gió đông nam? Nếu nó dùng hỏa công tức là nó lại đốt quân nó, đây ta có sợ gì? Giả thử vào tiết tiểu xuân tháng 10 thì ta đã phòng bị từ lâu rồi." Các tướng đều phục lắm nói: "Thừa tướng cao kiếm lắm, chúng tôi còn kém xa." Tháo ngoảnh lại bảo các tướng: "Quân các châu Thanh, Từ, Yên, Đại, xưa nay không quen cưỡi thuyền. Nay không dùng cái ấy" thì qua thế nào được đại trường giang hiểm chờ bỗng hai tướng nhảy ra bẩm rằng tiểu tướng tuy sinh trường ở u yên nhưng ngồi thuyền đánh thủy cũng được nay xin thừa tướng cho mượn hai chục chiếc thuyền tuần tiễu bơi thẳng sang bờ nam cướp lấy cờ trống đem về để mọi người biết quân miền bắc đánh thuyền cũng giỏi tháo nhìn xem thì là tiêu xúc và trương nam tướng cũ viên thiệu tháo nói các ngươi sinh trường miền bắc e đánh hát tiêu huyền không quen quân giang nam qua lại trên mặt nước luyện tập thành thạo chớ nên khinh thường mà đùa với tính mạng hai người kêu to rằng nếu không đánh được xin chịu thi hành quân pháp tháo nói chiến thuyền đã ghép liền cả rồi chỉ còn thuyền nhỏ chở độ vài chục người e đánh nhau không tiện tiêu xúc bẩm nếu dùng thuyền to sao gọi là tai chúng tôi chỉ xin lĩnh hai chục chiếc thuyền nhỏ chia đôi mỗi người dẫn một nửa sang thẳng trại thủy giang nam cướp được cờ chém được tướng trở về mới nghe Tháo nói, ta trao cho các ngươi hai chục chiếc thuyền và năm trăm quân tinh trắng, mang toàn giáo dài nỏ cứng, sáng mai sẽ huy động các thuyền trong trại thủy ra giữa sông làm thanh thế và sai văn sinh dẫn ba chục chiếc thuyền đi tuần để tiếp ứng cho hai người về. Tiêu xúc, Trương Nam mừng rỡ lui ra, hôm sau, canh tư thổi cơm, canh năm nay nịt gọn gàng, trong trại thủy chiến trống nổi lên thuyền bè ùa ra, dàn trên mặt sông. Một dải trường giang, cờ hiệu xanh đỏ dợp trời tiêu xúc và trương nam dẫn hai chục chiếc thuyền tuần tiễu xuyên qua trại tiến lên nhắm giang nam lướt tới nói về bên giang nam từ hôm trước nghe tiếng trống đánh ầm ầm ở xa trông sang thấy tàu tháo điểm duyệt quân thủy quân sĩ vào báo với chu du du trèo lên núi cao quan sát nhưng quân tào đã thu cả về trại rồi hôm sau trống lại thúc ầm ĩ quân sĩ trèo lên gò cao nhòm sang thấy một số thuyền nhỏ rẽ sóng bơi đến dù hỏi các tướng ai dám ra địch, thì Hàn Đương, Chu Thái, hai người cùng đứng ra nói, tôi xin tạm làm tiên phong phá địch, dù mừng rỡ truyền lệnh cho các trại phải giữ gìn cẩn thận, không đâu được kinh đồng. Hàn Đương, Chu Thái, mỗi người lĩnh năm chiếc thuyền tuần tiễu chia làm hai ngả kéo ra, lại nói tiêu xúc, trương nam cậy có sức mạnh, chèo thuyền như bay sang bờ nam. Hàn Đương chỉ mặc một áo giáp che ngực, tay cầm giáo dài, đứng trên đầu thuyền thuyền tiêu xúc đến trước, sai quân bắn tới tấp sang thuyền đông ngô. Đường dơ lá mộc lên đỡ, tiêu xúc qua giáo dài đâm hẳn đương, bị đương đâm lại một mũi, chết gục ngay xuống. trương Nam ở phía sau, thét lên rủi tới, Chu thái chèo thuyền ra địch, trường Nam vác giáo đứng trên mũi thuyền, hai bên cung nỏ bắn nhau tới tấp. Chu thái tay mộc tay đao, khi hai thuyền còn cách nhau độ 7 tám thước. Chu Thái nhảy ngay sang thuyền Trương Nam, chém một nhát nam ngã lăn xuống nước. Thái múa đao chém lia lịa, thuyền địch tan chảy, hàn đương, Chu thái thúc thuyền đuổi đánh, ra đến giữa sông vừa gặp thuyền văn sinh đến, hai bên lại dàn thuyền kịch chiến. Chu Du dẫn các tướng trèo lên đỉnh núi trông sang bờ bắc, thấy thuyền to dàn khắp mặt nước, cờ hiệu phấp phới, hàng ngũ chỉnh tề. Lại ngoảnh xem hàn đương, Chu thái cầm cự với văn sinh, hai người dốc toàn lực ra đánh, văn sinh phải bỏ chạy hai người thúc thuyền đuổi theo, dù sợ đuổi vào nơi nguy hiểm, liền phất cờ trắng, và sai khua chiên thu quân. Hai người mới quay thuyền về trại, Chu Du vẫn còn đứng trên núi, nhìn chiến thuyền bên kia vào cả thủy trại, ngoảnh lại bảo các tướng rằng chiến thuyền giang bắc nhiều hơn lá tre, tào tháo lại nhiều mưu kế, ta tìm cách gì phá cho được. Mọi người chưa kịp thưa lại, bỗng thấy lá cờ vàng giữa trại tàu bị cơn gió to thổi gãy gục, bay ra giữa ông. dù cười lớn, nói, đó là điểm không hay rồi, dù đang mải quan sát, bỗng một trận gió đùng đùng thổi đến, sóng vật tới bờ. Cái giải cờ bay tạt vào mặt Chu Du, dù sực nghĩ tới điều gì, bỗng kêu rú lên một tiếng rồi ngã vật ra phía sau, miệng thổ máu tươi. Các tướng vội vàng vực Du đứng dậy, thì Du đã mê man không biết gì nữa rồi. Rõ là, vừa mới cười xong sao bỗng ngắt quân Nam đâu dễ phá quân Tàu, chưa biết tính mạng Chu Du thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 49, đàn thất tinh, ra cắt cầu phong, cửa tam giang, Chu Du phóng hỏa, lại nói Chu Du đứng trên đỉnh núi, quan sát hồi lâu, bỗng nhiên ngã vật về phía sau, miệng thổ máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Tả hữu vực vào trướng, các tướng đến thăm, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, nói quân tàu hàng trăm vạn, khác nào hổ rình kình đớp. Không may, đồ đốc lại bị tai nạn thế này, nếu quân tàu kéo đến, thì làm thế nào? Lập tức một mặt sai người về báo với ngô hầu Một mặt tìm thấy thuốc điều trị Lỗ Túc thấy Chu Du nằm một chỗ Trong lòng buồn bã Đến chơi Khổng Minh Thuật chuyện Chu Du bị bệnh bất ngờ Khổng Minh nói Theo ý ông thì ra làm sao Túc nói Đó cũng là phúc tào tháo mà ra đông ngô thôi Khổng Minh cười Nói Bệnh công cần Tôi có thể chữa được Túc nói Nếu được như thế Thì may cho đông ngô quá Liền mời Khổng Minh cùng đến thăm Chu Du lỗ túc vào trước ra mắt chu du thấy du trùm chăn kín đồng túc hỏi bệnh tình đô đốc ra sao du nói ruột gan đau quặn thỉnh thoảng lại mê mẩn túc hỏi đô đốc đã dùng thuốc gì rồi du nói uống vào lại nôn huệ ra không thuốc nào chịu túc nói tôi vừa đến chơi khổng minh khổng minh nói có thể chữa được bệnh đô đốc ông ta đang ở ngoài trướng xin cho mời vào khám chữa du sai mời vào rồi bảo tả hữu đỡ dậy ngồi trên giường khổng minh nói mấy bữa nay không đến hầu ngờ đâu ngọc thể bất an du nói người ta họa phúc sớm tối khôn lường biết đâu mà giữ cho xuề khổng minh cười nói trời kia gió mưa bất thường người ta có liệu trước được không du nghe nói tái mặt đi rên khừ khừ khổng minh hỏi trong bụng đô đốc nghe như hơi đầy có phải không du đáp phải khổng minh nói nên uống những vị thuốc mát mới được du nói tôi đã uống nhưng đều vô hiệu Khổng Minh nói: "Trước hết phải chữa cây khí, nếu khí thuận thì thở hít cũng dễ, rồi tự nhiên sẽ khỏi bệnh." Dù tin chắc Khổng Minh hiểu được ý mình, liền hỏi thử rằng: "Muốn cho thuận được khí, nên uống thuốc gì?" Khổng Minh cười, nói: "Tôi có một phương thuốc, làm cho đô đốc thuận được khí." Dù hỏi: "Phương thuốc gì? Xin tiên sinh cho biết." Khổng Minh mượn giấy bút, bảo Tả Hữu lui ra ngoài rồi viết 16 chữ như sau: "Muốn đánh tảo công, phải dùng hỏa công, muôn việc đủ cả." chỉ thiếu gió đông, viết xong, đưa cho Chu Du và nói, căn bệnh của đô đốc ở đây, Du xem xong giật mình, nghĩ rằng, khổng minh thật là thần thánh, biết hết cả ruột gan ta. Cần phải nói rõ sự thật mới xong, rồi cười, nói với khổng minh, tiên sinh đã biết gốc bệnh của tôi, vậy phải dùng thuốc gì trị được. Việc gấp đến nơi rồi, xin dạy cho, khổng minh nói, tôi tuy rằng bất tài, nhưng có gặp được một dị nhân truyền cho quyền, kỳ môn độn giáp thiên thư có thể gọi được gió, bảo được mưa. Đồ đốc muốn cần đến gió đông nam, thì phải lập đàn tại núi Nam Bình, gọi là đàn thất tinh, bề cao chín thước, chia làm ba tầng, dùng 120 người cầm cờ đứng xung quanh. Tôi xin lên đàn, dùng phép, mượn gió đông nam thật to ba ngày ba đêm để đô đốc dùng binh. Đồ đốc nghĩ thế nào, dù nói chẳng cần đến ba ngày ba đêm, chỉ một đêm gió to là xong việc. Nhưng xin tiên sinh phải làm ngay cho chớ để chậm chạp. Khổng Minh nói, ngày 20 tháng 11 là ngày giáp tý, bắt đầu tế gió, đến ngày 22 là ngày bính dần thì gió im, có được không? Dù nghe nói mừng lắm, đứng choàng dậy, lập tức sai quân đến núi Nam Bình đắp đàn, và điều 120 tên lính cầm cờ giữ đàn, sẵn sàng nghe lệnh. Khổng Minh từ biệt Chu Du, cùng với Lộ Túc lên ngựa đến núi Nam Bình, xem xét địa thế. Rồi sai quân sĩ lấy đất đỏ ở phương Đông Nam đắp đàn chu vi rộng 24 trượng mỗi tầng cao 3 thước, cả thầy là 9 thước. Tầng dưới cắm 28 lá cờ sao, phương đông 7 lá cờ xanh, theo hình tròm sao thương long là, dốc, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ. Phương bắc 7 lá cờ đen, theo hình tròm sao huyền vũ là, đầu, nhiêu, nữ, hư nguy, thất, bích. Phương tây 7 lá cờ trắng, theo hình tròm sao bạch hổ là, khuê, lâu, vị, mão thủy, sâm. Phương Nam bảy lá cờ đỏ, theo hình chòm sao chu tước là tỉnh, quỷ, liễu, tính, trương, dực, trần. Tầng thứ hai 64 lá cờ cắm xung quanh, theo phương vị 64 quẻ, đứng giản ra tám mặt. Tầng trên nữa dùng bốn người, người nào cũng phải đội mũ bịt tóc, mặc áo the thâm, áo dài đai rộng, giày đỏ quần vuông. Mé trước, một người đứng bên tả, cầm cái cần dài, trên đầu cầm cắm lông gà, để chiêu gió một người đứng bên hữu cũng cầm cái cần dài trên đầu cần buộc cờ hiệu thất tinh để khiến chiều gió mé sau một người bên tả cắp thanh bảo kiếm một người bên hữu bưng cái lư hương ở dưới chân đàn lại có hai mươi bốn người vác cờ xí và khí giới đứng quanh bốn phía đến ngày hai mươi giáp tý tháng mười một giờ tốt khổng minh tắm gội sạch sẽ mặc áo phù thủy xóa tóc đi chân không đến trước đàn dặn lộ tốt ông về giúp chu du điều quân nếu tôi cầu không được gió cũng đừng nên trách. Lỗ túc từ biệt ra về, khổng minh dặn các tướng sĩ coi đàn, không ai được tự tiện bỏ chỗ đứng mà đi chỗ khác, không ai được quay đầu ghé tai, nói năng bậy bạ, không ai được thất kinh sợ hãi. Ai trái lệnh sẽ bị chém đâu, chúng đều tuân lệnh răm giáp. khổng minh khoan thai bước lên đàn, quan sát phương hướng đâu đấy, đốt hương rót nước, ngẩng mặt lên trời khấn thầm một hồi, rồi xuống đàn vào chướng nghỉ lại truyền cho quân sĩ thay đổi nhau ăn uống, mỗi ngày khổng minh lên đàn ba lần, xuống đàn ba lần, mà mãi vẫn không thấy có gió đông nam. Đây nói Chu Du mời trình phủ, lỗ túc và các tướng trực sẵn dưới trướng, chỉ đợi có gió đông nam là cất quân đi. Một mặt báo tin cho tôn quyền để tiếp ứng, Hoàng Cây đã dự sẵn hai chục chiếc hỏa thuyền, mũi thuyền cắm trông sắt, trong thuyền chứa đầy lau sậy, củi khô tầm dầu mỡ, trên rắc lưu hoàng, diêm tiêu dùng vải xanh che kín. Trên mũi thuyền cắm cờ xanh, đuôi thuyền đóng sẵn một cây xuồng dự bị, sẵn sàng đợi lệnh chu du. Cam ninh, hám trạch kèm giết sái chung, sái hòa trong thủy trại ngày nào cũng uống rượu, không cho một tên lính nào lên đến bờ, xung quanh toàn là quân mã đông mô bao vây chặt chẽ, chờ lệnh cấp trên. Chu Du đang ngồi bàn việc trong trướng, có thám tử vào báo rằng thuyền của Ngô Hầu đã bỏ neo cách trại 85 dặm, chỉ đợi tin lành của Đô Đốc dù liền sai lỗ túc truyền báo cho quan quân tướng sĩ ai nấy đều phải thu xếp thuyền bè khi giới cho đủ khi nào có lệnh xuống không được chậm chạp một phút nào nếu ai lầm lỡ lập tức chiếu quân pháp trị tội các tướng được lệnh ấy ai nấy khoa chân múa tay sẵn sàng chiến đấu hôm ấy trời gần tối bầu trời sáng sủa không phe phẩy một tí gió nào dù nói với lỗ túc khổng minh nói sai rồi trời đông tháng rét thế này làm gì có được gió đông nam. Túc nói, tôi chắc khổng minh không là người nói bậy, gần đến canh ba, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió thổi, cờ quạt tung bay. Dù ra trường xem, thấy đuôi cờ bay về phía tây bắc. Một lát, gió đông nam nổi lên ầm ầm, dù giật mình nói, người này có phép đoạt được trời đất, có thuật tài hơn quỷ thần. Nếu để sống thì thế nào cũng gây vạ lớn cho đông ngô, chi bằng giết trước để khỏi lo về sau. Nói rồi, lập tức gọi hai tướng bộ quân đô úy là Đinh Phụng, Từ Thịnh, đến bảo rằng hai người dẫn 100 quân, Từ Thịnh đi đường Thủy, Đinh Phụng đi đường Bộ, cùng đến cả đàn thất tinh ở núi Nam Bình, không hỏi han chi cả, cứ việc chặt phăng ngay đầu ra cát lượng, đem về đây lấy thương. Hai tướng lĩnh mệnh, Từ Thịnh dẫn 100 tay đao phủ, nhổ thuyền đi trước, Đinh Phụng dẫn 100 tay cung nỏ lên ngựa đi sau, đến cả núi Nam Bình. Dọc đường thấy gió đông nam đang nổi to lắm, người đời sau có thơ rằng, xóa áp lên đàn khấn gió đông, gió đâu phút chốc nổi đùng đùng, ví không ra cát dùng mưu lạ, công cần khôn ngoan luống uổng công, quân mã đình phục đến trước, trông lên thấy tướng sĩ đang cầm cờ đứng đón gió trên đàn. Phụng xuống ngựa, cắp gương lên đàn, không thấy khổng minh đâu, đâm hoảng, hỏi các tướng sĩ ở đó, thì họ nói khổng minh vừa xuống đàn đi rồi. Phụng vội vàng xuống đàn đi tìm thì thuyền từ thịnh cũng vừa đến hai người tụ ở bờ sông tiểu tốt báo rằng chiều hôm qua có một chiếc thuyền đỗ ở bến trước mặt và mới rồi thấy khổng minh xóa tóc xuống thuyền thuyền ấy vừa ngược sông hai tướng lập tức chia làm hai đường thủy lục đuổi theo từ thịnh sai kéo căng buồm lướt nhanh như gió đuổi cách thuyền trước không xa mấy thịnh đứng trên mũi thuyền gọi to lên rằng quân sư đừng đi vội đô đốc tôi có lời mời khổng minh đứng ở sau thuyền cười ha hà nói ông hãy về bẩm với đô đốc dùng binh cho khéo lượng tôi tạm về hạ khẩu khi khác sẽ xin đến hầu từ thịnh nói xin hãy dừng thuyền một chút có việc khẩn cấp muốn nói khổng minh nói ta đã biết đô đốc chẳng dung thế nào cũng sai giết ta nên đã dặn trước tử long đến đón tướng quân không cần phải đuổi theo nữa từ thịnh thấy thuyền khổng minh không có buồn nên cố sức đuổi theo khi đuổi gần kịp thấy triệu tử long dương cung đặt tên đứng ở lái thuyền gọi to lên rằng ta là triệu tử long ở thường sơn đây Ta phụng mệnh đến đón sư quân, sao ngươi dám đuổi theo? Đáng lẽ ta cho một phát tên kết liễu đời người mới phải, nhưng e mất tình hòa khí giữa hai nhà. Xong cũng phải cho ngươi biết tay ta mới được, nói đoạn bắn một phát, đứt phăng dây cột buồm ở thuyền từ thịnh, cánh buồm rơi xuống sông, thuyền quay ngang ngay ra. Triệu tử long liền sai dương buồm theo chiều gió mà đi, thuyền bay vùn vụt như tên, đuổi cũng không kịp. Đinh phục ở trên bờ, gọi từ thịnh ghé thuyền vào, bảo rằng ra cát lượng mưu thần tài thánh, không ai bì được. Lại có triệu vân, sức địch muôn người, người có biết trận đánh ở Đương Dương, trường bản không? Chúng mình chỉ việc quay về báo là hơn cả, hai tướng bèn về ra mắt Chu Du, thuật lại việc khổng minh đã hẹn trước triệu vân sang đón. Chu Du giật mình nói, người này đa mưu quá, làm cho ta chẳng yên tâm chút nào. Lỗ Túc nói, hãy để phá xong Tào Tháo, rồi ta sẽ liệu. Dù đồng ý, đòi các tướng đến nghe lệnh, trước hết, sai cam ninh đem sái trung và hàng binh đi men theo bờ phía nam, mang toàn cờ hiệu, đến thẳng rừng ô lâm là kho lương của Tào Tháo, kéo sâu vào đến nơi, đốt lửa lên làm hiệu. Chỉ để một mình sái hòa ở lại trong trại, có việc dùng đến. Thứ nhì, gọi thái sử từ vào dặn người lĩnh ba nghìn quân, đến thẳng địa giới Hoàng Châu, chặn đường quân Tào ở hợp phi đến tiếp ứng lúc nào giáp chiến quân Tào thì đốt lửa làm hiệu, trông thấy cờ đỏ tức là quân tiếp ứng của Ngô Hầu tới. Hai đội này đi xa hơn cả, phải đi trước, thứ ba, gọi đến Lã Mông, lĩnh ba nghìn quân đi ra rừng ô Lâm để tiếp ứng Cam Ninh, đốt trại Tào Tháo. Thứ tư, Sai Lăng thống lĩnh ba nghìn quân, chặn ngang biên giới Di Lăng, hễ thấy ô Lâm nổi lửa, thì dẫn quân đến tiếp ứng. Thứ năm, gọi đồng tập lĩnh ba nghìn quân đến thẳng hán dương theo đường hán xuyên đánh vào trại tào tháo hễ nhìn thấy cờ trắng kéo ra hán dương tiếp ứng đồng tập sáu đội chiến thuyền chia đường cùng tiến lại sai hoàng cách chuẩn bị hòa thuyền một mặt cho quân mang thư hẹn với tào tháo đêm nay đến hàng một mặt điều bốn đội thuyền đi theo hoàng cái để tiếp ứng đội nhất là hàng đương đội nhì là chu thái đội ba là tưởng khâm đội tư là trần võ mỗi đội mang ba trăm chiếc thuyền Hai chục chiếc hỏa thuyền đi hàng đồng. Chu Du cùng với Trình Phổ ngồi trên chiếc thuyền to đốc chiến, Từ Thịnh, đình Phục làm tả hữu hộ vệ. Còn Lỗ Túc, Hán Trạch và bọn mưu sĩ ở nhà giữ trại. Trình Phổ thấy Chu Du có tài điều khiển quân sĩ rất lấy làm kính phục, lại nói: "Tôn quyền sai sứ mang ấn tín biên báo Chu Du là đã cử lục tốn làm tiên phong, tiến thẳng ra Kỳ Hoàng, Ngô hầu tự đem quân làm tiếp ứng. Dù lại sai người đốt hỏa pháo ở núi Tây Sơn, và phất cờ hiệu ở núi Nam Bình. Đầu đấy chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi đến chập tối là khởi sự. Nói về Lưu Huyền Đức ở Hạ Khẩu, đương chờ khổng minh về, chợt thấy một đội thuyền kéo đến, là thuyền Lưu Kỳ lại thăm dò tình hình. Huyền Đức mời ngồi trên lầu và nói gió đông nam nổi đã lâu, mà Tử Long đi đón khổng minh vẫn chưa thấy về, tôi rất lo ngại. Quân sĩ chỉ đàng xa về phía phản khẩu nói chiếc thuyền buồm căng gió tiến lại kia chắc là thuyền quân sư rồi. Huyền Đức, Lưu Kỳ vội vàng xuống đón, phút chốc thuyền ghé vào bờ, Khổng Minh và Tử Long bước lên. Huyền Đức mừng rỡ, hỏi han trò chuyện, Khổng Minh nói, các việc khác xin hãy để thư thả. Khi trước, tôi có hẹn quân mã và chiến thuyền, đã thu xếp xong chưa? Huyền Đức nói, xong đã lâu, chỉ đợi quân sư về cắt đặt, Khổng Minh cùng với Huyền Đức, Lưu Kỳ lên trướng ngồi rồi bảo tử long tử long đem ba nghìn quân mã sang sông đi tắt đến đường hẻm ô lâm tìm chỗ nào cây cối rậm rạp mai phục cuối canh tư đêm nay tào tháo thế nào cũng chạy qua đường ấy đợi quân tào đi được nửa chừng thì đốt lửa lên đổ ra mà đánh tuy không giết được cả nhưng chắc giết được một nửa vân nói ô lâm có hai đường một đường sang nam quận một đường về kinh châu biết đón ở đường nào khổng minh nói nam quận địa thế hiểm lắm tào tháo không dám qua tất phải sang kinh châu để kéo về hứa đô triệu vân lĩnh kế đi trước khổng minh lại gọi trương phi đến bảo rằng dực đức lĩnh ba nghìn quân mã sang sông mai phục trong hang hồ lô tào tháo không dám qua nam di lăng tất chạy qua bắc di lăng ngày mai lúc tạnh mưa quân tào đến đó thổi cơm hễ thấy có khói thì đốt lửa ở sườn núi rồi đổ ra mà đánh tuy không bắt được tào tháo nhưng công của Dực Đức cũng không phải là nhỏ. Phi lĩnh kế đi ngay, lại giận Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Phong phải mang thuyền đi quanh sông vây bắt bại quân, tước lấy khí giới. Ba người lĩnh kế tiến quân, Khổng Minh đứng dậy bảo Lưu Kỳ rằng, một giải võ xương vô cùng hiểm yếu, xin công tử dẫn quân về ngay, bố trí ở các cửa bến. Quân Tào thua chạy đến đó, sông ra mà bắt, nhưng chớ nên đi thành lũy của mình lưu kỳ từ biệt huyền đức và khổng minh đem quân đi khổng minh bảo huyền đức rằng chúa công nên đóng quân ở cửa phàn khẩu lên núi cao mà xem chu du đêm nay thành công lớn bấy giờ vân trường đứng cạnh khổng minh không đả động gì đến vân trường không sao nhịn được nói to lên rằng tôi từ khi theo anh tôi đi đánh dẹp đến nay kể cũng đã lâu chưa khi nào tôi phải lùi lại sau nay gặp trận đánh to thế này không thấy quân sư hỏi han gì đến là ý làm sao Khổng Minh cười, nói, Vân Trường đừng trách, tôi muốn nhờ tướng quân giữ cho một chỗ hiểm yếu, nhưng còn hơi ngại một chút, chưa dám phiền đến. Vân Trường nói, nghi ngại điều gì, xin cho tôi biết. Khổng Minh nói, khi xưa, Tào Tháo đại tướng quân hậu lắm, thế nào tướng quân chẳng nhớ ơn. Này Tào Tháo thua trận, tất chạy qua đường Hoa Dung. Nếu sai Túc Hạ đi, tất nhiên Túc Hạ tha cho hắn thoát, bởi thế, chưa dám phiền tới. Vân Trường nói: "Quân sư nghĩ thế, thật là có bụng tốt. Khi xưa Tào Tháo có trọng đãi tôi, nhưng tôi đã chém nhan lương, văn xuống, giải vây thành Bạch Mã để báo ơn rồi. Này nếu có gặp y, tôi đâu dám dễ dàng tha y được." Khổng Minh nói: "Nếu tướng quân tha thì làm sao?" Vân Trường nói: "Xin theo quân luật." Khổng Minh nói: "Nếu thế, phải làm giấy cam đoan." Vân Trường xin ký giấy cam đoan, rồi hỏi lại rằng: "Tào Tháo không chạy qua đường ấy?" thì quân sư dạy thế nào? Khổng Minh nói, tướng quân nên tìm trái núi nào cao ở đường hẻm Hoa Dung, chất cỏ đốt lửa lên, để giữ quân Tào đến. Vân Trường nói, Tào Tháo thấy có lửa, biết có mai phục, sao hắn chịu đến? Khổng Minh cười, nói, tướng quân không nhớ trong binh pháp có câu, hư hư thực thực, đó ư. Tháo giỏi dùng binh, có thể mới lừa được hắn. Hắn trông thấy lửa, cho là ta hư trương thanh thế, tất nhiên tìm đến lối đó tướng quân không được thả cho hắn đi, vân trường lĩnh mệnh dẫn chu thương, quan bình và 500 quân đao phủ ra đường hoa dung mai phục. Huyền Đức nói nhỏ với khổng minh rằng, em tôi là người nghĩa khí lắm, nếu tào tháo quả nhiên đi qua đó, chỉ sợ em tôi lại tha mất thôi. Khổng minh thưa, tôi xem thiên văn, biết số tào tháo chưa chết, nên mới để một mối tình nghĩa ấy cho vân trường làm, cũng là một việc hay. Huyền Đức nói, tiên sinh mưu kế như thần, trên đời hiếm có. Khổng Minh cùng Huyền Đức sang cả phàn khẩu xem Chu Du đánh trận, để tôn càn, giản ưng ở lại giữ thành. Nói về Tào Tháo ở trong thủy trải, cùng tướng tá bàn bạc, chỉ đợi tin hoàng cái. Hôm ấy gió đông nam nổi to, trình dục vào bẩm rằng hôm nay có gió đông nam, xin thừa tướng đề phòng mới được. Tháo cười, nói hôm nay là ngày đông chí, khí nhất dương mới sinh ra, trách nào chẳng có gió đông nam, có gì lạ chợt quân sĩ vào báo có thuyền Giang Đông đưa mật thư của Hoàng Cai đến. Tháo gọi vào, người ấy dâng thư lên, trong thư nói, Chu Du Phòng bị cẩn mật lắm, chưa tìm được kế thoát thân. Này nhân có lương thảo ở Hồ Phiên Dương mới tải đến, Chu Du sai tôi đi ra tiếp nhận, dịp may đã tới, sớm tối gì tôi cũng giết được danh tướng Giang Đông, đem thủ cấp sang hàng. Chỉ vào khoảng canh hai đêm nay hễ thấy thuyền nào cắm cửa xanh thì chính là thuyền lương, tháo mừng lắm họp các tướng trên thuyền to đợi xem thuyền hoàng cái đến lại nói bên giang đông chiều tối hôm ấy chu du gọi sái hỏa ra sai quân trói lại hòa reo là vô tội dù mắng rằng mày là thằng nào dám đến đây trả hàng. Này ta đang thiếu một thứ lễ vật tế cờ hãy mượn cái đầu mày đấy hòa gái cãi không được kêu to lên rằng cam ninh hám trạch cũng đồng mưu với tôi dù nói đó là do ta sai khiến đấy nói đoạn sai điệu sái hòa ra bờ sông dưới cột cờ đèn, rót rượu đốt vàng, chém đầu lấy máu tế cờ, xong dong thuyền kéo đi. Hoàng cách ngồi trên chiếc hòa thuyền thứ ba, chỉ mặc một áo giáp che bụng, tay cầm đao cực sắc, trên cờ hiệu để bốn chữ, tiên phong hoàng cách, thuận gió dương buồm đến thẳng núi xích bích. Bấy giờ, gió đông thổi mạnh, sóng cuốn ầm ầm. Tháo ngồi trên thuyền, trông sang phía nam, mặt trăng lấp ló, tỏa sáng dòng sông, tựa hồ muôn vạn rắn vàng rỡn trên mặt nước. Tháo đón gió vui cười, tỏ vẻ đắc chí lắm, chợt một tên quân chỉ tay nói, phía nam sông có cánh buồm nhấp nhô xuôi gió tiến lại. Tháo lên cao đứng trông, quân nói, thuyền cắm toàn cờ xanh, giữa có một lá cờ to để mấy chữ lớn, tiên phong hoàng cái. Tháo mừng, nói, công phúc lại hàng, thật là trời giúp ta, thuyền đông ngô lướt tới gần, trình dực đứng ngắm hồi lâu bỗng bảo Tháo, thuyền này khả nghi lắm, không nên cho vào gần trại. Tháo hỏi, sao ngươi biết, rực thưa, thuyền tải lương thì nặng mới phải, thuyền này đã nhẹ lại nổi bồng bềnh. Và lại, đêm nay gió đông nam to lắm, nếu có âm mưu gì, thì làm thế nào? Tháo nghe ra liền hỏi các tướng, ai dám ra cản thuyền ấy lại cho ta? Văn sinh nói, nói xong, lập tức nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, tay vẫy vài mươi chiếc thuyền tuần tiểu đi ra. Sinh đứng đầu thuyền, gọi to lên rằng thừa tướng truyền cho các thuyền kia không được vào gần chạy vội, hãy thả neo đậu cả lại giữa sông. Quân sĩ cũng đều quát lớn, hạ buồm xuống cho mau, quân nói chưa dứt lời, cung nỏ đã bắn sang rào rào, văn sinh bị tên trúng cánh tay trái, ngã ngay xuống thuyền. Quân tàu rối loạn chạy về, thuyền bên này còn cách chạy tàu độ hai dặm, hoàng cách cầm đao vẫy một cái, các thuyền mé trước nhất tề đốt lửa. Lửa được gió, gió bốc lửa thuyền bay vùn vụt như tên, rực cháy ngút trời, hai chục chiếc hỏa thuyền tràn vào thủy trại. Thuyền trong trại tàu tháo bén lửa bốc cháy tứ tung, lại bị xích sắt khóa chặt, không sao chạy thoát. Bên kia sông, pháo nổ đùng đùng, bốn mặt hỏa thuyền ùa đến. Trên mặt sông Tam Giang gió cuốn lửa bay, trên trời dưới nước đỏ rực như mặt trời mọc. Tào Tháo trông lên các trại trên bờ lại thấy mấy chỗ bốc cháy. Hoàng cách ngồi trên chiếc thuyền nhỏ với vài thủy thủ bơi thuyền, xông vào trong đám lửa tìm bắt tào tháo tháo thấy thế nguy cấp lắm định bỏ thuyền to chạy lên bờ chợt có trương liêu chở một chiếc thuyền con đến đỡ tháo xuống tháo vừa xuống được thì chiếc thuyền to đã bắt lửa cháy rồi trương liêu và vài chục người bảo vệ tào tháo chạy lên bờ hoàng cái thấy có người mặc áo cầm bào đỏ xuống thuyền biết là tào tháo sai bơi mau ngay thuyền đến tay cầm dao sắc gọi to lên rằng tào tặc chớ chạy hoàng cái đã đến đây Tào Tháo luôn miệng kêu khổ, Trương Liêu Dương cung lắp tên, đợi Hoàng cái tới gần, bắn ra một phát. Lúc này gió thổi vù vù, Hoàng cái đang ở trong đám lửa, nghe sao thấy tiếng tên bắn, nên bị trúng ngay vào giữa vai, ngã lăn xuống sông. Ấy là vạ lửa đang nguy lây vạ nước, đau đớn chưa khỏi lại đau tên, chưa biết tính mệnh Hoàng cây sống thác thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 50, Gia Cát Lượng khéo tình đường Hoa Dung, quan vân trường vì nghĩa tha tào tháo, lại nói đang đêm hôm ấy Trương Liêu bắn trúng hoàng canh ngã xuống sông, cứu được tào tháo chạy lên bờ, tìm được ngựa thì quân sĩ đã rối loạn cả rồi. Hàn đương xông vào đánh thủy trải, bỗng quân sĩ báo tin có một người ở dưới bánh lái đang gọi tên mình. Hà đương lắng nghe, thấy tiếng gọi công nghĩa cứu ta với, đường nhận đúng là tiếng hoàng cay, vội vàng vớt lên, thấy hoàng cái bị tên bắn trúng, bèn ghé răng cắn rút tên ra, nhưng đầu tên mắc trong thịt, đương vội vàng cởi áo ướt của cây ra, lấy gươm khoét thịt lấy đầu tên, rồi xé vải cờ buộc chặt lại, lại cởi chiến bào của mình thay cho hoàng cái, sai thuyền đưa về trại chữa thuốc. Hoàng cái xưa nay bơi lội đã quen, cho nên đang lúc đại bàn, ngã xuống sông cũng không việc gì. Đêm hôm ấy, lửa đỏ rực trời, tiếng reo dậy đất. Bên tả, hai đội quân của Hàn Đương, tưởng khâm, từ mé tây núi Xích Bích đánh đến. Bền hữu hai đội quân của Chu Thái, Trần Vũ từ mé đông núi Xích Bích đánh vào, ở giữa đại đội chiến thuyền của Chu Du, Trình Phủ, Từ Thịnh, Đinh Phụng Sốc tới. Trong thì lửa đốt, ngoài thì quân đánh, đó thật là thủy chiến của Tam Giang, dàn quân núi Xích Bích, quân tàu người bị giáo đâm, kẻ chúng tên bắn, chết cháy, chết đuối, không biết bao nhiêu mà kể đời sau có thơ rằng, chiến tranh, ngô, ngụy quyết thư hùng, xích bích thuyền bè phút sạch không, lửa bốc đùng đùng mây biển đó, chu du nhờ đó phá tàu công, lại có bài thơ tứ tuyệt rằng, non cao, trăng quạnh nước mênh mông, trinh chiến thời xưa khéo lạ lùng, quân sĩ giang đông, không đón ngụy, gió đông có ý giúp chu lang, lại nói cam ninh sai sái chung đưa đường vào cướp trại tào tháo, đến nơi ninh chém chết ngay sái chung, rồi đốt lửa lên làm hiệu lã mông thấy trung quân có hiệu lửa liền đốt luôn vài chục nơi để tiếp cam ninh đồng tập phan trương cũng chia nhau đốt lửa hò reo chống đánh rộn rã tào tháo cùng với trương liêu dẫn hơn chục quân kỵ mã chạy trong rừng lửa nhìn ra phía trước chẳng chỗ nào là chỗ không có lửa cháy đang chạy thì thấy mao giới cứu được văn sinh dẫn vài chục quân vừa chạy đến tháo sai quân tìm đường trương liêu chỉ tay nói chỉ còn có đường ô lâm rộng rãi để chạy thôi tháo chạy tắt ra đường ô lâm bỗng có một toán quân đuổi tới gọi to lên rằng giặc tàu đừng chạy nữa trong ánh lửa hiện ra lá cờ hiệu lã mông tháo thúc quân cứ việc chạy để trương liêu đi sau đánh nhau với lã mông một lát lại thấy trước mặt có lửa bốc một toán quân ở trong hang núi kéo ra gọi to lên rằng lăng thống ở đây tào tháo rộng rời hồn vía may đâu có một toán quân cũng vừa chạy đến kêu lớn thừa tướng đừng sợ có từ hoàng ở đây và xốc vào đánh lăng thống một chập, rồi tháo đường chạy cả về phía bắc. Lại thấy một toán quân mã đóng trên sườn núi, từ hoàng gia hỏi, thì là mã diên và trương khải, tướng cũ viên thiệu đã hàng tàu. Hai tướng ấy có ba nghìn quân mã, cắm trại ở đó. Đêm hôm ấy, trông thấy lửa sáng rực trời, chưa dám kinh động, vừa may gặp tào tháo. Tháo sai hai tướng dẫn một nghìn quân đi trước mở đường, còn bao nhiêu bắt đi kèm để bảo vệ tháo được toán quân dồi rào sinh lực ấy, trong bụng hơi vững. Mã Diên, Trương Khải hai tướng tế ngựa đi trước, chưa được mười dặm, bỗng nghe tiếng quát ầm ĩ, một toán quân đổ ra, tướng đi đầu thét lên rằng ta là Cam Hưng Bá ở Đông Ngô đây. Mã Diên đang trực giao chiến thì đã bị Cam Ninh đưa một nhát dao, lăn ngay xuống ngựa. Trương Khải vác giáo xông tới, Ninh quát to một tiếng, Khải trở tay không kịp, bị một nhát dao chết nốt. Hậu quân phi báo tào tháo tháo lúc đó chỉ mong quân hợp phì đến cứu không ngờ tôn quyền chặn ở đường hợp phì trông thấy lửa sáng dưới sông biết là quân mình thắng trận liền sai lục tốn đốt lửa làm hiệu thái sử từ thấy có hiệu lửa liền hợp quân với lục tốn đánh bừa vào tào tháo phải chạy rẽ ra di lăng giữa đường gặp trương cáp tháo sai cáp đi chặn hậu tháo ra roi tế ngựa chạy mãi đến canh năm ngoảnh lại trông thấy khói lửa đã xa mới tạm yên tâm và hỏi, đây là xứ nào? Tả hữu bẩm, đây là phía tây rừng ô lâm, phía bắc đất nghi đô. Tháo ngồi trên ngựa, nhìn thấy cây cối um tùm, núi non trùng điệp, bỗng nhiên cười sằng sặc mãi không thôi. Các tướng hỏi, thừa tướng cười gì? Tháo nói, ta không cười ai, chỉ cười chu du ít mưu, ra cát lượng kém mẹo, nếu phải ra tay, ta cho phục sẵn một đạo quân ở chỗ này, thì sẽ ra sao nhỉ? Tháo nói chưa dứt lời, đã thấy trông đánh thùng thùng, lửa bốc mùn ngụt. Tháo sợ hãi quá, suýt nữa ngã ngửa. Một toán quân xông ra, rồi một tướng thét lên ta là triệu tử long, phụng mệnh quân sư, đợi ở đây đã lâu rồi. Tháo sai từ hoảng, trương cắp hai người ra địch triệu vân, còn mình cứ việc cắm cổ chạy. Tử long không đuổi theo, chỉ cố cướp đoạt tinh kỳ, khí giới thôi. Tháo thoát nạn, lúc này, trời đã gần sáng, mây đen phủ kín cả bầu trời, gió đông nam vẫn chưa tắt bỗng nhiên một trận mưa đổ xuống như chút nước, ướt cả áo giáp. Tào Tháo và quân sĩ đội trời mà chạy, người nào người nấy bụng đói như cào, Tháo thả quân vào các làng mạc cướp gạo và tìm lửa để thổi cơm ăn. Sắp thổi cơm, thì một toán quân đuổi đến, Tháo hoảng quá, trông ra thì là Lý Điển, hứa trừ, đưa một bọn mưu sĩ vừa chạy tới. Tháo mừng rỡ, thúc quân đi luôn không ăn vội. Và hỏi, phía trước mặt kia là địa phận nào? Quân sĩ bẩm một bên là đường to đi Nam Di Lăng, một bên là đường núi đi Bắc Di Lăng. Tháo lại hỏi đi đường nào về Nam Quận Giang Lăng cho gần. Quân sĩ thưa đi đường Nam Di Lăng qua cửa hang Hồ Lô về Nam Quận gần hơn. Tháo bảo ngay đi đường Nam Di Lăng đến cửa hang Hồ Lô. Quân sĩ đã đói là cả rồi không nhấc chân được nữa, ngựa cũng kiệt sức lắm con ngã lăn ra dọc đường. Tháo cho quân tạm nghỉ. Quân sĩ khi nãy vào các làng mạc kẻ thì cướp được gạo củi, người thì giật được nồi niêu, liền đem cả ra tìm chỗ khô giáo, bắc bếp thổi cơm, cắt cả thịt ngựa nướng ăn. Rồi người nào người nấy cởi áo ra hóng gió cho khô, ngựa tháo yên cho gặm cỏ. Tháo ngồi trong rừng, bỗng dưng lại ngừng mặt cười sằng sặc. Các tướng hỏi, vừa rồi thừa tướng cười chu du, ra cát lượng, đã xuất hiện ngay một đám triệu tử long, tổn hại bao nhiêu quân mã. Sao bây giờ thừa tướng lại cười? Tháo nói, ta vẫn cười ra cát lượng, Chu Du là kém mưu trí, nếu ta dùng binh, thì phục sẵn quân ở chỗ này, ngồi chơi ăn sẵn, chúng ta chẳng chết cũng bị trọng thương. Họ không tính đến nước đó, nên ta cười, Tháo đang cười cười nói nói, bỗng phía trước phía sau tiếng hò reo nổi lên ầm ĩ, Tháo giật mình, bỏ cả giáp, nhảy lên ngựa, phần, lớn quân sĩ chưa kịp thu ngựa về, đã thấy bốn mặt lửa cháy đồng đùng, một đạo quân dàn trước cửa hang. Tướng đi đầu là Trương Dực Đức, cắp mâu kìm ngựa, hét lớn, bớ dạp tháo, mi định chạy đi đâu, tướng sĩ trông thấy Trương Phi, đều rụng rời hết vía. Hứa trừ vội vàng cưỡi ngựa không yên ra địch Trương Phi, Trương Liêu, Tư Hoàng cũng tế ngựa súng vào đánh. Quân sĩ hai bên đánh nhau lộn bậy, tháo tế ngựa chạy thoát, các tướng cũng dần dần rút cả, Trương Phi đuổi theo, tháo cắm cổ chạy, khi chạy đã xa, tháo ngoảnh nhìn các tướng thấy bị thương rất nhiều. Đang đi, quân sĩ bẩm rằng trước mặt là ngã ba đường, xin hỏi thừa tướng đi đường nào? Tháo hỏi đi đường nào cho gần, quân sĩ bẩm con đường lớn phẳng phiêu lắm, nhưng xa hơn năm chục dặm, con đường nhỏ sang hoa dung gần năm chục dặm, nhưng hẹp và gồ ghề khó đi. Tháo sai người lên núi quan sát, người ấy trở xuống báo rằng trong đường nhỏ có mấy chỗ khói bốc nghi ngút, đường lớn thì không thấy gì. Tháo truyền cho các tướng đi theo đường nhỏ hoa dung các tướng hỏi có khói lửa tất có mai phục sao lại đi đường ấy tháo nói các tướng không biết trong binh thư có câu hư là thực thực là hư à ra cát lượng khôn ngoan cho nên sai người đốt lửa ở sườn núi hẻo lánh để ta không dám đi qua núi rồi phục binh sẵn ở đường lớn ta đã biết tòng rồi khi nào còn mắc mẹo hắn các tướng đều nói thừa tướng mưu cơ giỏi lắm khó ai bì kịp rồi cùng nhau đem quân chạy theo lối hoa dung bấy giờ Quần mã mỏi mệt, thương binh phải gượng gạo rất díu, cõng đỡ nhau mà đi. Quần áo ướt sũng, tả tơi, vũ khí cờ quạt sơ sát. Trong số này phần nhiều bị đuổi giết ở đường di lăng mới rồi, chỉ còn cưỡi ngựa trần, yên cương chẳng có. Và đang lúc trời đông rét mướt, khổ não không sao kể xiết. Đang đi, tháo thấy tiền quân dừng ngựa đứng lại, tháo hỏi làm sao, quân quay về bảo rằng đường hẻm chân núi, vì buổi sáng mưa to nước động thành vũng, bùn lầy ngập vó ngựa, khó đi lắm. Tháo điên tiết, quát mắng, phép hành quân, gặp núi phải mở lối, gặp nước phải bắt cầu, có lẽ đâu bùn lầy không đi được. Lập tức truyền lệnh, cho quân già yếu và bị thương từ từ đi sau. Còn bao nhiêu quân cường tráng phải gánh đất, kiếm cỏ rác để đắp đường cho phẳng phiêu, phải làm ngay để lấy đường đi, ai trái lệnh sẽ chém đầu. Quân sĩ được lệnh phải tụt xuống ngựa, đắn che chặt gỗ để lấp đường tháo lại sợ sau lưng có quân đuổi theo, sai trương liêu, hứa chử, từ hoàng dẫn một trăm lính kỵ, tuốt gươm cầm sẵn trong tay, tên nào chậm chạp thì chém. Lúc này, quân sĩ đều đói mệt, lăn queo ra đường. Tháo thét người ngựa dẫm lên trên mà đi, chết hại không biết bao nhiêu, tiếng kêu khóc vang cả đường xá. Tháo giận, nói, sống chết có số, việc gì mà phải khóc, hễ đưa nào khóc nữa thì chém, trong ba toán quân mã, một toán ở lại sau, một toán đi trước đắp đường, lấp hố, còn một toán đi kèm với tào tháo. Đi khỏi quãng hiểm trở, ra đến đường cái phẳng phiêu hơn. Tháo ngoảnh lại thấy chỉ còn hơn 300 quân mã, quần áo tả tơi. Tháo dục đi cho mau, các tướng thưa người ngựa kiệt sức quá rồi, xin cho tạm nghỉ một chút. Tháo nói đến hẳn Kinh Châu, sẽ nghỉ cũng vừa, lại đi được độ vài dặm. Tháo ngồi trên ngựa, dơ roi cười sằng sặc lên các tướng hỏi thừa tướng lại cười gì thế tháo nói người ta khen chu du ra cát lượng lắm mưu nhiều trí nhưng theo ta chỉ là lũ soàng thôi nếu họ phục sẵn một toán quân ở đây thì chúng ta đành khoanh tay chịu trói cả tháo nói chưa dứt lời tiếng pháo đâu lại nổ lên đùng đùng hai bên năm trăm quân đao phủ dàn ra đi đầu là quan vân trường cầm thanh long đao cưỡi ngựa xích thố chắn ngang đường đi quân tào nhìn thấy ba hồn bảy vía lên mây cả ngơ ngác nhìn nhau tháo bảo các tướng rằng đã đến đường đất này chỉ còn liều chết mà đánh thôi các tướng nói người tuy còn có thể địch nổi nhưng ngựa thì đã kiệt sức quá rồi đánh sao được nữa trình dực nói tôi vẫn biết vân trường vốn kiêu ngạo với người trên nhưng không chấp kẻ dưới coi thường người khỏe nhưng không nỡ hiếp người yếu ân oán phân minh tín nghĩa rõ ràng thừa tướng khi xưa có ân tình với ông ấy nay nên thân gia kêu cầu họa may mới thoát được nạn này. Tào Tháo nghe lời, tế ngựa ra nghiêm mình nói với Vân Trường, tướng quân lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ. Vân Trường cũng nghiêm mình đáp lại, tôi phụng mệnh quân sư, đợi thừa tướng ở đây đã lâu. Tháo nói, Tháo tôi thua trận, thê nguy, đến đây không còn đường nào nữa. Xin tướng quân nghĩ đến tình nghĩa khi xưa làm trọng. Vân Trường nói, trước đây, tôi tuy đội ơn sâu của thừa tướng, nhưng đã chém nhan lương, văn xuống, giải vây thành bạch mã, để đền đáp rồi. Còn việc hôm nay tôi đâu dám vị chút tình riêng mà bỏ việc công cho được. Tháo nói, thê tướng quân còn nhớ đến việc qua năm cửa ải chém sáu tướng không? Đại trưởng phu phải trọng điều tín nghĩa, tướng quân thông hiểu sách xuân thu, há không biết việc giữ công chi tư đuổi theo từ trạc nhũ tử đó ư. Vân trường xưa nay vẫn là người trọng nghĩa, nhớ đến ân tình tào tháo khi xưa đãi mình rất hậu và việc ra khỏi năm cửa ải chém sáu tướng, không khỏi không động lòng. Và lại trông thấy quân tàu đứa nào cũng rơm rơm nước mắt đứng run cầm cập lòng càng không nỡ bởi thế quay ngựa lại bảo quân sĩ rằng bốn mặt giãn cả ra rõ ràng có ý tha cho tào tháo tháo thấy vậy liền cùng với các tướng kéo ồ cả đi vân trường quay ngựa lại thì tào tháo đã đi qua rồi vân trường quát to lên một tiếng quân tàu vội xuống ngựa quỳ lạy sụt sùi khóc lóc vân trường càng không nỡ còn đang do dự thì trương liêu tế ngựa vừa đến. Vân Trường lại nhớ đến tình bạn cũ, thở dài một tiếng, thả cho đi hết. Người sau có thơ rằng, tảo man thua chạy đến hoa dung, khéo đầu đường hẻm gặp quan công, chỉ vì tình nghĩa còn ghi tạc, nên để rồng tù thoát xuống sông, tháo thoát được nạn hoa dung, ra khỏi cửa rừng, ngoảnh lại trông quân mình chỉ còn 27 tên lính kỳ. Mãi đến chiều tối, sắp tới Nam Quận, lại thấy lửa bốc sáng rực, một đội quân mã kéo ra chặn đường. Tháo hoảng quá, nói, thôi, mạng ta đến đây là hết, một lát, tiền quân lại gần, té ra quân mã của Tào Nhân. Tháo bấy giờ mới hoàn hồn, Tảo Nhân ra nghênh tiếp và nói, tuy biết tin thua trận, nhưng không dám bỏ thành đi cứu, nên đóng ở gần để nghênh tiếp. Tháo nói, ta xếp nữa không được trông thấy nhà ngươi, bèn dẫn quân vào Nam quận nghỉ ngơi, tiếp đó Trương Liêu cũng về tới nơi, thuật lại chuyện nhân đức của Vân Trường tháo kiểm lại các tướng thấy nhiều người bị thương lắm bèn cho phép nghỉ ngơi cả ở đó tào nhân mở tiệc rượu để tào tháo giải buồn có đổ mặt các mưu sĩ tháo bỗng nhiên ngẩng mặt lên khóc hô hô các mưu sĩ hỏi khi thừa tướng ở trong hang hồ trốn nạn còn chẳng sợ hãi gì nay đã về đến thành nhà người được ăn uống thảnh thơi ngựa được nghỉ ngơi dưỡng sức lẽ ra nên thu xếp quân mã để đánh báo thù việc gì phải khóc Tháo nói, ta khóc quách Phụng Hiếu đó. Nếu Phụng Hiếu còn sống thì không đến nỗi có trận thua này. Nói rồi vỗ bành bạch vào bụng và khóc rằng thương xót thay Phụng Hiếu, đau đớn thay Phụng Hiếu, mến tiếc thay Phụng Hiếu. Các mưu sĩ ai cũng hổ thẹn, nín lặng chẳng ai nói gì cả. Hôm sau, Tháo gọi tào nhân vào bảo rằng ta này phải về Hứa đô thu xếp quân mã để đánh báo thù. Ngươi cần giữ vững lấy Nam quận, ta có một mật kế trong phong giấy này khiến đông ngô không dám nhòm ngó nam quận nữa. Tào nhân bẩm còn hợp phi, tương dương, thì nên giao cho ai giữ? Tháo nói, kinh châu giao cho người trông non, tương dương ta đã sai hạ hầu đôn đến giữ rồi. Còn hợp phi là nơi hiểm yếu nhất, ta sai trương liêu làm chủ tướng, lý điển, nhạc tiến làm phó tướng, chấn thủ đất ấy. Nếu có việc gì nguy cấp thì phi báo cho ta biết. Tháo dặn dò đâu đấy, rồi dẫn các tướng lên ngựa về hứa đô, lại đem theo cả các quan văn võ đã hàng ở Kinh Châu đi, tảo nhân sai tảo hồng giữa Di Lăng và Nam Quận, để phòng Chu Du đến cước. Lại nói, quan văn trường tha tào tháo, rồi dẫn quân trở về. Bấy giờ các đạo quân đều bắt được ngựa, khi giới, tiền lương, đem cả về hạ khẩu. Chỉ có vân trường về tay không, ra mắt huyền đức. Khổng Minh đang chúc mừng huyền đức, thấy nói vân trường đến, vội vàng đứng lên cầm chén rượu ra đón và nói rằng mừng tướng quân lập được công to nhất một đời và trừ được hại lớn cho cả thiên hạ đáng lẽ tôi phải ra tận xa đón mừng mới phải vân trường nín lặng chẳng nói gì khổng minh lại nói hay là tại chúng tôi không ra ngoài xa đón tiếp cho nên tướng quân không bằng lòng chăng rồi ngoảnh lại bảo tả hữu sao các ngươi không báo tin cho ta biết trước vân trường nói tôi xin đến chịu tội khổng minh nói hay là tào tháo không chạy qua đường hoa dung chăng vân trường đáp chính hắn chạy qua đường ấy nhưng vì tôi bất tài nên hắn chạy thoát được khổng minh hỏi thế có bắt được tướng sĩ nào không vân trường đáp không bắt được gì cả khổng minh nói thôi chắc là vân trường nghĩ đến ân tào tháo khi xưa cố ý tha cho hắn rồi tờ cam kết hiện còn ở đây không thể không chiếu theo quân luật được liền quát võ sĩ lôi vân trường ra chém đó là cũng liều một chết đền ơn cũ nên để nhìn thu nức tiếng thơm chưa biết tính mạng vân trường ra thế nào xem đến hồi sau sẽ rõ